chương 1501, truy sát. Dưới tình huống này Thạch Hạo không thể dừng lại được, nếu như chỉ mình Hạc Tử Minh thì hắn nhất định sẽ quay trở lại quyết chiến. Nhưng hiện tại lại đang có vài tên đại tu sĩ cảnh giới độ nhất truy sát, nếu dừng lại thì chết chắc. Tuy rằng sớm đã đoán được thế nhưng khi chứng thực người cứu viện lại là kẻ phản bội thì Thạch Hạo tức giận đùng đùng, ước ao có thể diệt trừ toàn bộ. Đồng thời trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ, sinh ra cảm giác vô lực, gia tộc mạnh mẽ trong đế quan thế nhưng lại nương nhờ vào dị vực, lại làm phản cửu thiên thập địa. Hiện giờ bộ tộc này cũng chưa có bị bại lộ, chỉ khi nào tới cuộc đại quyết chiến, thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành một mối họa lớn. Hoang, ngươi trốn ở chỗ nào, sợ chiến một trận lắm hả? Dám dừng chân đứng lại thì nội trong người chiêu ta sẽ hạ gục ngươi. Hạc tử minh hô lớn, kim quang trên người hắn dâng trào hừng hực hơn hẳn trước kia, lần này gặp lại có thể nói thực lực của hắn đã tăng nhanh như gió, hoàn toàn khác trước, vòng xoáy thần lực cuộn tròn tựa như là một đại dương vàng óng vậy. Nếu như chỉ mỗi mình ngươi thì ta cắt lìa đầu lâu của ngươi ngay và luôn." Đây là lời đáp trả của Thạch Hạo, chẳng hề nể năng gì cả và cũng đang biểu đạt sự tự tin của mình. Xoẹt, một luồng thần mang lao vút ngang trời, quá nhanh, dẫm nát núi rừng và hóa thành một tia chớp hỗn độn nhanh chóng đuổi tới. Đây là đại nhân trẻ tuổi của đế tộc, hắn chẳng nói một lời cứ thế giết tới, muốn đón đầu Thạch Hạo hòng đoạt lại Dương gỗ mục. Không chỉ vì sự tự tin tuyệt đối của hắn, được mệnh danh là không hề có địch thủ trong thế hệ trẻ tuổi, mà còn bởi vì lần gặp gỡ thạch hạo ở ách thổ, kết quả là đối phương lại mang đi trí bảo bên trong ngôi mộ lớn đỏ sậm kia đi. Đối với đế tộc mà nói thì đây là một kết quả không thể nào chịu đựng nổi. Đế tộc, được mệnh danh là chủng tộc trí cao, vô địch giả trong tộc từng xuất hiện bất hủ, quản lý cả chư thiên, nhìn xuống cả vạn tộc, xưa nay chưa hề bị thua. Mấy vạn năm qua bộ tộc này không hề có người trẻ tuổi nào rời khỏi cổ địa, sau khi hắn đi ra thì mục đích chính là chấn áp tất cả địch thủ, là muốn chém sạch cao thủ trẻ tuổi ở đế quan. Chính xác mà nói, sở dĩ hắn xuất thế là đáp ứng lời thỉnh cầu của ngoại giới, là ra ngoài để giết hoang. Được gọi là 10 đại cao thủ vương tộc của thế hệ trẻ tuổi dị vực đều bị giết hơn nửa, lúc này hắn được mời rời khỏi khu cổ địa Hồng Hoang kia chính là để đánh chết Thạch Hạo. Hư Không Hỗn Loạn, truyền nhân của cô tộc xuất thủ, bộ tộc này có thể dùng một tay cắt đứt thời gian, một tay cắt đứt không gian, mặc cho nơi đây là rừng rậm thiên thú, là một khu tuyệt địa, hạn chế hàng loạt những quy tắc cấm kỵ. Thế nhưng cô tộc vẫn thể hiện ra chỗ đáng sợ của mình. Một thanh chiến mâu hư không im hơi lặng tiếng ngưng tụ thành hình phía sau lưng của Thạch Hạo, nó mang theo sức mạnh ma quái không gì sánh được đâm thẳng về sau ót của hắn. Ầm, um, Thạch Hạo rất trực tiếp, hắn không nắm quyền ấn, mà là vung mạnh chiếc dương gỗ nện thẳng lên trên thanh chiến mâu ấy, một loạt xích thần trật tự bắn ra. Chỉ đơn giản một đòn, cũng không phải là tùy ý bừa bãi, có thể nói là đại đạo đơn giản nhất, trong giây lát Thạch Hạo truyền vào sức mạnh côn bằng còn có là pháp tắc lôi đạo cắt lìa thanh chiến mâu này. Cho nên, hư không nổ tung, khu rừng núi xung quanh đều bị hủy diệt đồng. Thời núi lớn sụp lún, khí hỗn độn lan tràn. Mọi người biến sắc mặt, đây không phải là nơi bình thường mà là rừng rậm thiên thú. Rất nhiều dãy núi cổ xưa cứng chắc tới đáng sợ, chúng ẩn chứa phù văn pháp đạo đầy mạnh mẽ rất khó để hủy diệt. Nhưng lúc này, linh căn của một ngọn núi lớn đã bị đánh tan, vèo. Một dài cầu vòng lao tới, đó là mấy bóng người, là nhóm nhân vật lớn tuổi, tất cả đều là cảnh giới độ nhất, bọn họ vẫn truy sát thạch hạo ở phía sau. Mấy người này cực kỳ nhanh, hoàn toàn vượt qua đám người hạc tử minh, không ngừng truy kích. Việc này khiến cặp mắt thạch hạo lạnh lẽo, bởi vì trong nhóm người này có bốn người là cường giả của đế quan, hẳn là cùng tộc với Y Xuyên, chỉ có một người là đại tu sĩ của dị vực. Nghiệt xúc còn không chịu trói chạy đi đâu một ông lão hét lớn, đồng thời vận dụng thần công sóng âm thái cổ mãng ngưu hống. Tiếng gầm này còn đáng sợ hơn cả sấm sét, nó rung động trời cao khiến một ít núi lớn rung động, mơ hồ có thể thấy được một con trâu lớn màu đen đang đập lại. Nó rất hung mãnh, cao lớn tới vạn trượng, hơn hẳn ngọn núi lớn kia, sừng trâu cắt lìa bầu trời, lớp da đen phát sáng đầy dữ tợn. Nó đánh thẳng về phía Thạch Hạo đầy điên cuồng. Ầm ầm. Vùng núi xung quanh nổ tung, những ngọn núi được cho là không thể nào phá hủy được kia đang dạn nứt rồi nổ tung, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, con trâu lớn thái cổ đen tuyền này được hóa thành, từ sóng âm do ông lão kia phát ra, thế nhưng lực sát thương lại kinh người. Thạch hạo lào đảo vì gặp phải xung kích, hắn há miệng ói ra một ngụ máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch, bị thương không hề nhẹ. Tên nghiệp chứng này, ngươi chạy không thoát đâu. Ông lão này lần nữa gầm lớn. Lại là một chiêu mãng ngư hống chấn động cả vùng núi này, càng ngày càng đáng sợ. Thạch hạo trượt quay đầu liếc hắn một cài, lần đầu tiên căm ghét một người như vậy, nhịn không được lên tiếng mắng chửi. Ông thân là cường giả của đế quan nhưng lại phản bội chính cố thổ của mình. Nương nhờ vào dị vực, ông còn mặt mũi nào để sống trên thế gian này chứ? Không biết xấu hổ hả, uổng phí khi làm nhân tộc, súc sinh cũng không bằng. Hắn rất ít khi mắng chửi người khác như vậy, thế nhưng hiện tại lại không cách nào kìm nén được. Đồng thời Thạch Hạo khống chế bảo thuật lôi đế và hiển hóa ra một cái lôi trì, khơi dậy lôi đình vạn trượng oanh kích về phía con trâu lớn thái cổ kia hắn dùng phương pháp này để hóa giải thần công sóng âm kia hành động này rất hữu hiệu thế nhưng cũng rất là đáng tiếc không thể nào gọi ra thiên kiếp thật sự được tuy rằng có một cái lôi chỉ hiện ra và hấp dẫn lôi điện mười phương thế nhưng vẫn còn kém một chút nữa trước kia thạch hạo từng thành công qua thế nhưng lúc này quá gấp gáp nên không cách nào đạt tới thiên kiếp được tên tiểu bối vô tri không biết đại thế là gì không hiểu nhân quả của thời đại đã thay đổi không biết sinh tử của con đường phía trước Ngươi cùng một vài bộ tộc nực cười trong đế quan kia chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, trong cơn lũ thời đại này. Cửu thiên thập địa, tóm lại rồi cũng bị diệt và cần sự tân sinh, chúng ta cũng chỉ là bỏ tối theo sáng, cuối cùng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Vào lúc ấy, các tộc sẽ phải cảm ơn chúng ta, bởi vì chúng ta chính là người mở ra kỷ nguyên mới này, sẽ dẫn dắt vạn tộc, chúng ta sẽ trở thành tiên thành tổ." Ông lão lạnh lùng đáp, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Thạch Hạo tức, giận nói các ông quỳ gối khom lưng dưới chân sinh linh dị vực rõ ràng đầu gối của mình đã mềm nhũn ra, không hề có chút khí phách kiên cường gì cả, vậy mà cũng không biết xấu hổ hả, làm như đường hoàng lắm không bằng. Nằm dạp bên dưới chân ông chủ của mình, đừng nói là làm tiên làm tổ, dù là tư cách thì các ông cũng vĩnh viễn không được, là sự sỉ nhục đối với những chữ đó. Tiểu bối, vừa rồi sớm giết chết ngươi là khỏe rồi, chớ có ở đây gây xích mích, ăn nói linh tinh. Sinh linh dị vực duy nhất trong nhóm người đó lên tiếng, hắn từng giả bộ bị y xuyên đánh chết và phơi thây trước mặt thạch hạo, diễn qua một vở kịch hồng biết được càng nhiều bí mật hơn từ Thạch Hạo. Bởi vì, chiếc dương gỗ mục này liên quan tới rất nhiều thứ, người của dị vực không muốn buông tha chút nào, tất cả bí mật đều phải biết được, nắm chặt trong tay. Lão già vô liêm sỉ, ông bớt lại nhảy đi, đừng quên rằng trước đây, không lâu ông tựa như là một con chó chết nằm nhoài trước mặt ta, biết thế một ngọn lửa đốt sạch sẽ cho rồi, đốt thành chó thui luôn. Thạch hạo nghĩa mai. Lúc đó hắn cảm thấy, cũng chỉ là một bộ xác thịt mà thôi, còn nguyên thần của hắn chắc chắn hơn phân nửa không hề hấn gì cả. Nếu như phán đoán là thật thì một khi hủy đi thân thể của hắn, vậy tức là trở mặt ngay tại chỗ, những người kia sẽ không còn tiếp tục diễn kịch nữa. Nếu như đốt cháy vậy thì chính Thạch Hạo sẽ là người chết đầu tiên, vì lẽ đó nên hắn mới án binh bất động, cố nén lại cơn tức giận, mãi cho tới tận khi tiến vào trong chiến xa thì mới làm khó dễ. Kết quả, hắn đã thành công giết chết một đại tu sĩ cảnh giới độ nhất. Ngươi, đại tu sĩ của dị vực sắc mặt trầm như nước, đây là lần đầu tiên có một tên tiểu bối dám sỉ nhục hắn đường đường là cường giả một đời mà lại bị một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch nói là chó chết khiến sát khí của hắn trào dâng người trốn không thoát đâu mấy đại tu sĩ ở phía sau cũng bất chấp khống chế thần lực thần quang cả người cao vạn trượng tựa như là những người khổng lồ đỉnh thiên lập địa vậy nhóm người cùng truy sát tới nói người tới từ bộ tộc nào thạch hạo sách người trẻ tuổi kia trong tay đây là tù binh nên hắn muốn biết rõ ai là kẻ phản bội đế quan hắn không tin Y Xuyên, tên này hoàn toàn không có chút quan hệ với gia tộc trường sinh nào cả, thế nhưng Thạch Hạo tin chắc, thế lực dám làm ra chuyện như vậy thì tuyệt đối có lai lịch kinh thiên. Người trẻ tuổi này ngậm chặt miệng, không hề nói lời nào cả. Thạch Hạo điểm một chỉ về mi tâm của hắn, muốn cưỡng ép tìm tòi thần hồn của hắn, kết quả một chùm phù văn kỳ dị xuất hiện, bụp, đầu lâu của người trẻ tuổi này vỡ nát tựa như là dưa hấu, huyết dịch đỏ tươi cùng não trắng bắn tung tóe. Thạch Hạo chỉ biết thở dài một tiếng, hắn biết đối phương chắc chắn có biện pháp phòng bị để không cho sưu hồn giống như bản thân tự hắn đã bố trí một chút quy tắc trật tự bên trong nguyên thần của mình nếu như có người nào tìm kiếm thần hồn của hắn thì đầu lâu của hắn sẽ nổ tung ngay bởi vì hắn không muốn những ngôn bất diệt kinh lục đạo luân hồi thiên công rơi vào trong tay kẻ địch chứ đừng nói là gia tộc trường sinh chắc chắn sẽ có biện pháp phòng bị càng đáng sợ hơn việc này khiến thạch hạo kinh hãi dù cho nắm giữ cực tốc của côn bằng đại thần thông xúc địa thành thốn cùng với năng lực điều khiển lôi điện thì cũng không được vẫn đang bị tiếp cận nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng bởi vì địa thế của rừng rậm thiên thú rất là phức tạp và lại còn có hàng loạt hiểm địa trong nhất thời đối phương không tài nào đuổi kịp hắn được trong mắt thạch hạo hiện lên vẻ điên cuồng lẩm bẩm vậy thì chơi lớn thôi nếu không một là ta chết hoặc là tiễn đưa toàn bộ mọi người cùng lên đường vậy hắn hét lớn về phía sau lão già chỉ có vài người các ông thôi à quá ít Vậy mà đòi giết ta, gọi hết thiên quân vạn mã của dị vực tới đây đi, ta chôn sạch luôn một thể." Thạch Hạo chủ động gây chuyện, hắn rất muốn hấp dẫn toàn bộ tu sĩ dị vực bên trong rừng rậm thiên thú này tới nơi này. Trên thực tế, trong quá trình lưu vong này, của hắn thì đã thu hút không ít tu sĩ mạnh mẽ ở các khu vực khác gia nhập, người càng lúc càng đông. Chương 1502, đệ nhị thiên hạ. Rừng rậm thiên thú trở nên náo loạn, người càng lúc càng đông, một đám tu sĩ mạnh mẽ cùng nhau đuổi giết hoang bởi vì, sau mỗi lần phát hiện thạch hạo thì sẽ có người lấy ra pháp khí đặc biệt bắn lên trời cao, ánh sáng rực rỡ tỏa ra và định vị tọa độ của hắn. Rất may là rừng rậm thiên thú quá mức mênh không, không thấy điểm cuối, chỉ một khe núi cũng có thể tới mấy chục vạn dặm, chỉ một dãy núi cũng có thể vắt ngang cả trăm vạn dặm, diện tích lớn như vậy mới đủ khả năng để thạch hạo lưu vong. Ngoài ra, điểm mấu chốt chính là sinh vật nguy hiểm nhất trong khu rừng núi này, cũng không chỉ mỗi mình tu sĩ của dị vực, mà còn có rất nhiều những thiên thú khác. Có một lần khi Thạch Hạo gần như bị đuổi kịp thì hắn cắn răng nhằm về một hang đá, lập tức dẫn ra một con cổ thú và tàn phá bừa bãi toàn bộ dãy núi ấy. Còn có một lần khác, hắn gần như bị chém lìa đầu lâu, kết quả khi rơi vào trong một đầm lầy thì đã kinh động tới một con trúc long hiếm thấy từ xưa nay, sau đó thì con này đã một hơi nuốt sạch sáu tên đại tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất. Dù sao thì Thạch Hạo cũng quá nhỏ yếu, mỗi lần gặp phải thiên thú thì hắn rất dễ bị bỏ qua, không phải là mục tiêu phải công kích cho bằng được mặc dù là như vậy thì phải tới ba lần thạch hạo thiếu chút nữa đã bị thiên thú nuốt trôi còn có rất nhiều lần suýt chút nữa bị đám người của dị vực đuổi kịp và phân thây cứ thế hắn không ngừng lưu vong trong quá trình này đã gợi nên những cuộc đại loạn trong rừng rậm thiên thú này bởi vì người tham dự càng lúc càng nhiều hơn báo lúc chuẩn bị bao vây thành công hoang thì chợt có sáu con thiên thú lao tới và săn giết cao thủ giới ta bên ngoài rừng rậm thiên thú có người tới báo cáo cho các cao tầng báo, trong lúc hoang chạy trốn thì đã giết chết vương giả trẻ tuổi của huyết đằng tộc. Lại có người bẩm báo, lúc này gợi nên những tiếng kinh ngạc. Huyết đằng tộc là vương tộc đỉnh cấp của thực vật hệ, trong thế giới của bọn hắn thì có tiếng tăm lừng lẫy, thực lực mạnh mẽ dị thường, trong tộc có bất hủ trấn áp tộc vận, đứng ngạo nghễ cả vạn cổ. Ngoài ra, trước đây không lâu thì mọi người còn gặp được một vị cường nhân của tộc này, lúc ở trong dãy núi thần dược thì thấy được một cây huyết đằng, đó chính là chí tôn của tộc này, chỉ có điều đã lạc lối ở nơi ấy, không xong tiểu chủ nhân của thiên ách tộc cũng đã bị hoang giết chết hình thần điều diệt lại có tin tức truyền tới càng gợi ra chấn động mạnh hơn bởi vì lai lịch của thiên ách tộc quá lớn năm đó thiếu chút nữa thì đã trở thành đế tộc từng xuất hiện một vị đại nhân vật vô thượng gọi là thiên ách địa vị của người này tương tự như hạc vô song hiện tại vậy nghe đồn sau đó vì muốn đột phá trở thành vương bất hủ nên đã bất hạnh bỏ mạng thế nhưng tạo hóa mà hắn lưu lại quá nhiều dù là kinh thư hay là binh khí bất hủ hoặc là chân huyết của hắn tất cả cả đều được tộc này kế thừa nghe đồn tộc này lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ rất có thể sẽ bước lên con đường của thiên ách tiểu chủ nhân của một bộ tộc như vậy chết đi thì tuyệt đối là một hồi bão táp rất có thể sẽ kinh động cao thủ tuyệt thế của tộc này xuất thế cùng lúc đó người của đế quan cũng đạt được tin tức cái gì quân hùng dị vực săn bắt hoang không xong chúng ta phải đi cứu viện không thể chỉ hoãn được nữa nhất định phải ngăn cản lại những chuyện này Trưởng lão của một vài thế gia trường sinh đứng ngồi không yên, bọn họ phát hiện chiếc dương gỗ mục này liên quan tới việc rất quan trọng nào đó. Đồng thời, rất nhiều cường giả trong đế quan chợt sinh ra cảm giác nhục nhã, hậu bối của bọn họ bị đuổi giết thế nhưng bọn họ lại không thể ra sức, không cách nào đi cứu viện được. Không cần phải gấp gáp làm gì, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cùng với một vị tiền bối khác đã tới đó rồi. Có người động viên, bởi vì dù cho có tới nhiều người hơn nữa thì cũng chỉ vô dụng mà thôi bên ngoài rừng rậm thiên thú có đại quân của dị vực cùng với mấy đại trí tôn nếu như giao thủ thì tuyệt không thể nào tưởng tượng ra được lúc này rừng rậm thiên thú càng ngày càng nguy hiểm vô cùng loạn lạc thạch hạo lưu vong dọc theo đường này hắn đã khuấy lên phong vân vô tận phạm vi đã mấy trăm vạn dặm hấp dẫn đông đảo tu sĩ tới khu vực này tất cả đều đang đuổi giết hắn trên thực tế khi biết được dương gỗ mục nằm trong tay hắn thì những người lĩnh quân ở bên ngoài sớm ra lệnh để cho càng nhiều cường giả đi vào để giết chết hoang mang chiếc giường gỗ đó ra tới hiện tại thạch hạo đã không cần thu hút cường giả tới nữa bởi vì hắn đã bị vây kín rơi vào tuyệt cảnh nếu muốn chết thì cùng nhau chết đi thạch hạo lạnh giọng nói hắn không thèm đếm xỉa gì nữa sau khi quấy phá rừng rậm thiên thú này thì hắn quyết đoán chạy thẳng về một phương hướng đã định hắn muốn dẫn đám người này đi chịu chết đương nhiên hắn cũng rất hy vọng bản thân sẽ sống sót sẽ tránh qua được tai nạn lần này nếu như những người ở phía sau kia chết đi phân nửa thì thạch hạo cũng đã thỏa mãn lắm rồi, bởi vì phần lớn đều là các tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất, chí ít trong tầm mắt của hắn thì phải có tới chục người. Hơn nữa còn có những hậu bối, những người đi theo của những đại cao thủ này, bóng người lít nhít tựa như một dòng lũ đồ ập tới. Người của dị vực sớm đã hận thạch hạo thấu xương, dọc theo đường truy đuổi này, bởi vì duyên cớ thiên thú nên bọn họ đã tổn thương nặng nề, bởi vì nhân số quá nhiều nên trở thành mục tiêu lớn, không thể tránh khỏi gặp phải nguy cơ được. Hoang, để xem lần này ngươi trốn tới chỗ nào nữa những người ở phía sau vững tin hắn không cách nào trốn thoát được nữa đã bị vây chặt ở khu vực này nhất định sẽ bị giết chết thạch hạo kiên quyết tiến lên mục tiêu chính là vị trí của cây khô kia hắn muốn đi vào đó và dựa vào nó để giết sạch mọi người bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy lúc phát uy thì cây khô kia đáng sợ tới mức nào nhóm đội ngũ của dị vực tiến vào nơi này đầu tiên đã bị nó giết chết toàn bộ vùng núi lùi dần về phía sau âm thanh gió thổi vù vù bên tai thạch hạo nhanh chóng chạy trốn và sắp tiếp cận nơi ấy cổ mộc che trời dây leo quấn kín núi khu vực này vô cùng yên tĩnh không hề có tiếng vượn hót hổ gầm nào không một con thiên thú nào dám qua lại nơi đây từ rất xa thì thạch hạo đã thấy được bóng dáng mơ hồ của cây khô nằm sâu trong dãy núi hắn dõi mắt nhìn về nơi ấy sau khi tới nơi này thì hắn đã thu lại toàn bộ chiến khí không dám lộ ra chút sát cơ nào bởi vì cây cổ thụ này quá mức đáng sợ lần trước chỉ có mỗi mình ta không ra tay còn lại những người khác đều động thủ kết quả mình ta sống sót còn bọn họ chết sạch cả thạch hạo lẩm bẩm đây là suy đoán của hắn và cũng là lá bài tẩy mà hắn muốn mượn dùng từ nơi này không biết có thể thành công hay không có thể nói thạch hạo đang rất mạo hiểm muốn mượn cây khô này để giết chết toàn bộ đại tu sĩ cảnh giới độn nhất việc này rất là điên cuồng nhưng cũng rất là nguy hiểm chính hắn cũng sơ sót một cái là bỏ mạng ngay hoang người trốn không thoát đâu phía sau chuyển tới tiếng cười lạnh khiến người khác rét run một nhóm đại tu sĩ mang theo con cháu hậu bối nhanh chóng tiếp cận mà tốc độ của Thạch Hạo lại càng nhanh hơn, bởi vì hắn nhất định phải kéo dài khoảng cách, không thể để cho mấy người nhanh nhất tiếp cận phạm vi có thể tấn công hắn. Hắn hy vọng, tới thời điểm mà hắn chủ động dừng lại thì sẽ để cho nhóm người này vây kín hắn ngay trước mặt cây khô, như vậy sẽ giết sạch toàn bộ. Đây là một kế hoạch điên cuồng, bởi vì dị vực không hề biết có một gốc cây khô đáng sợ như vậy, đây chính là chỗ mà Thạch Hạo dựa vào. Rất nhanh thì Thạch Hạo đã nhìn thấy được gốc cây đó, nó to lớn thế nhưng trơ trọi chẳng một chiếc lá, toàn thân hiện màu đen, tán cây khô mở rộng trường tồn trên thế gian đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi một gốc cây khô khiến thạch hạo phải vô cùng nghiêm túc trong lòng gấp gáp vô cùng hắn rất lo lắng sợ rằng cây khô này phát tác sớm trong chớp mắt sẽ mở rộng cành cây và đánh giết mọi người rõ ràng nó đã mất đi sinh cơ không hề có một chiếc lá nào thế nhưng vì sao lại có lực sát thương mạnh mẽ như vậy thạch hạo tới gần chỉ còn mấy chục dặm nữa thì sẽ tới gần cây cổ thụ đó rồi nhưng đột nhiên dưới chân hắn phát sáng việc này khiến hắn rất ngạc nhiên bởi vì hắn phát hiện ra được khu đất mà mình đang dẫm lên có gì đó kỳ lạ mảnh đất dưới chân hắn không hề có một ngọn cỏ nào phạm vi tầm 10 trượng có hoa văn đan dệt nó đang nhanh chóng phát sáng đây là con đường hắn phải tới kết quả không nghĩ rằng lại phát đông một tòa cổ trận vù hư không bị xuyên thủng vào một con đường xuất hiện thạch hạo bị động truyền tống vào bên trong không xong tên kia bị truyền tống đi rồi phía sau trượt có người tức giận nói trên thực tế thạch hạo cũng hết sức không cam lòng hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng muốn dẫn mọi người xông vào gần cây khô kia và tiễn đưa cả đám lên đường nói như vậy đây tuyệt đối là một chiến công khiến đại quân dị vực khiếp sợ nhưng mà vào thời khắc mấu chốt thì hắn lại bị truyền tống đi trước khi đường hầm hư không này đóng lại thì một đám người của dị vực đều nhìn thấy được tình cảnh ở phía cuối đường hầm này ồ là nơi ấy trung tâm cổ địa cách nơi này cũng không xa mấy mặc kệ nơi ấy có phải là cấm địa hay không thì chúng ta cũng phải xông vào Tuyệt không thể từ bỏ chiếc dương gỗ đó được, hai vị đại nhân du Đà, An Lan đã hạ mệnh lệnh bắt buộc phải đoạt được. Một đám cường giả đứng phía sau nhanh chóng đưa ra quyết định, sẽ không dừng lại. Thạch Hạo vừa mới tiếp cận lối ra thì hắn liền biết đây là nơi nào, bởi vì hắn từng nhìn thấy vị trí này từ rất xa. Ầm, um, hắn ngã ầm xuống mặt đất, sâu trong linh hồn truyền ra cảm giác run rẩy. Đây là một vùng đất thần thánh, xung quanh là cỏ cây um tùm, hết thảy lá cây đều phát sáng rực rỡ, tinh khí lượn lờ. Mà ở phía trước cũng chính là nơi trung tâm của khu vực này lại không hề có chút ngọn cỏ nào thực vật gì cũng không có nhưng mà nó cũng chưa làm người khác cảm thấy hoang vu ngược lại càng khiến người ta cảm thấy thánh khiết không nhiễm bụi trần gì phía trước nơi trung tâm có một vài ngọn núi cao lớn vô cùng tất cả đều là đá đều lưu chuyển khí hỗn độn và lại còn đi kèm đôi chút tiên quang đây là một khu phúc địa không thể nào tưởng tượng được thai ngén ra khí tiên chân chính bên trên ngọn núi đá ấy có một đồ vật rất khổng lồ đang lơ lửng giữa trời tiên khí ngập tràn bao phủ lấy nó, đây chính là khởi nguồn khiến linh hồn Thạch Hạo run sợ. Đó là một sinh vật, trước khi tiến vào rừng rậm thiên thú, thì Thạch Hạo từng nghe qua tiếng gào của nó và cũng liếc nhìn qua. Khi nhìn kỹ, trên người con cổ thú này có một sợi xiềng xích nối liền với ngọn núi đá bên dưới, nó bị xích chặt ở nơi này, nên biết bên trên đầu lâu của con cổ thú này có một món binh khí tiên đạo đâm xuyên ngang, thứ này mang theo tiên khí, hết sức kinh người. Bị tiên khí đâm xuyên đầu lâu thế nhưng nó không hề tuyệt diệt, vẫn còn sinh cơ, trên ngọn núi đá bên dưới có một tấm bia đá, sợi dây xích khóa chặt con cổ thú được quấn ở bên trên tấm bia này, bên trên tấm bia này có viết bốn chữ thật lớn được lưu lại từ thời đại tiên cổ, đệ nhị thiên hạ. Ở nơi ấy, tu sĩ của dị vực cũng đã đuổi tới, xông đến nơi này. Chương 1503, cổ thú cái thế. Tất cả mọi người đều dừng lại, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm cấm địa phía trước, cảm thấy không thể nào tin vào mắt mình được. Tuy rằng tất cả mọi người đều nghe được tin đồn này, thế nhưng có mấy ai từng thấy qua nghe nói có một con cổ thú ngủ say trong rừng rậm thiên thú này nó có thực lực cái thế là tồn tại cuối cùng mà các thiên thú ở khắp nơi phải lễ bái thế nhưng bất kể là đế quan hay là sinh linh của dị vực điều hiếm có người biết được lai lịch thật sự của nó nơi mà mọi người đang đứng cây cỏ xanh tươi như ngọc bích ánh sáng mơn mởn lan tỏa tinh khí sinh mệnh nồng đậm mà phía trước thì lại chọc lóc hoàn toàn khác biệt đệ nhị thiên hạ có người thất thanh la lên hoàn cảnh trong vùng núi này rất kỳ dị thế nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân khiến người khác sợ hãi, chủ yếu vẫn là do con sinh vật kia gây nên. Tất cả mọi người đều y chang như thạch hạo lúc ban đầu, ai nấy đều hóa đá đứng yên nơi ấy, và ngước nhìn về phía ngọn núi đá không có chút ngọn cỏ nào kia, nhìn làn tiên khí cuồn cuộn của nó cùng với sinh vật nằm giữa không trung kia. Con sinh vật kia toàn thân đều là vảy bạc, tựa như là một con xuyên sơn giáp, lại cũng như là một con cá sấu cổ, thế nhưng lại tráng kiện hơn, tứ chi to lớn mạnh mẽ, đương nhiên nó không thể nào là xuyên sơn giáp và cũng chẳng phải là cá sấu cổ được trên đầu của nó có một cặp sừng chân long đồng thời đầu lâu của nó cũng cực kỳ giống chân long không phải đầu cá sấu cũng không phải là đầu của mãnh thú khác mà là rồng ngoài ra sau lưng nó còn có một cặp cánh khổng lồ che kín cả bầu trời hiện lên màu trắng bạc và chi chít vảy dạng người vô cùng con sinh vật này rất khủng khiếp hình thể của nó quá to lớn hơn hẳn cả ngọn núi đá kia hai cánh răng rộng, ý thức mù mờ, hỗn độn lượn lờ, mờ ảo khủng khiếp, đồng thời lưu quang tiên đạo phát sáng khiến hư không run rẩy theo. Đây là một sinh vật mạnh mẽ tuyệt đối, chỉ riêng ánh sáng lan tỏa ở nơi ấy mà đã khiến mọi người không cách nào chịu nổi uy thế ấy rồi, đại tu sĩ cảnh giới độ nhất còn phải run rẩy như muốn quỳ rạp xuống, hoàn toàn không thể khống chế bản thân được. Nên biết, con sinh vật này vẫn còn đang nhắm chặt mắt và lơ lửng giữa trời cao, tinh khí của bản thân đã ẩn vào chứ không hề tràn ra ngoài có thể nói là đã tự phong kín lấy tinh khí thần bản thân. Những làn tiên khí cùng với ánh sáng hỗn độn kia đều là những dị tượng tự nhiên xuất hiện xung quanh nó, tới tột cùng là sinh vật như thế nào? Khí tức ẩn giấu, tựa như hóa thạch, lơ lửng trong hư không, ấy vậy mà lại khiến người khác phải kính nể. Đặc biệt là, một vài đại tu sĩ của dị vực kìm nén không được khẽ liếc nhìn nó, như muốn tra xét sinh vật này thì phun máu tươi ngay tức khắc. Phụt, ngay sau đó, hơn 10 sinh linh cảnh giới độ nhất ngã nhào trên mặt đất, bọn họ là nhóm những người mạnh mẽ nhất trong đám tu sĩ này tài cao mật lớn muốn suy diễn thăm dò nơi này kết quả ngay tức khắc liền cảm nhận được như là một chiếc lò lửa khổng lồ màu bạc nằm sừng sững trong thiên địa biển ý thức cùng với thân thể của bọn họ trong giây phút ấy bị đốt cháy tất cả đều bị thương nặng chuyện này không tài nào tưởng tượng ra nổi liếc nhìn và im lặng tra xét sinh vật này thì sẽ bị cắn trả tuyệt đối không được sinh ra chút ý nghĩa không tốt gì với nó Đồng thời, sau khi tất cả mọi người nhìn thấy sinh vật này thì tựa như bị chấn. Áp, khiến cho mỗi sinh linh đều run lẩy bẩy. Dầm dầm. Quả nhiên, không ít người chịu không nổi nữa đã quỳ dạp xuống đất, là một hành động không tự chủ được, là một loại bản năng điều khiển cơ thể bọn họ chứ không hề bị khống chế. Vô thức quỳ bái sinh linh này. Không ổn, khả năng sẽ có một cuộc đại họa diễn ra rồi. Có người kinh ngạc nói, linh cảm tới điều không ổn. Sao lại như vậy chứ, giây lát sau thì rất nhiều cường giả đều toát mồ hôi lạnh, tựa như đang đối mặt với một vị thần linh trí cao trên thế gian và muốn dập đầu làm lễ. Có người muốn chống lại, không muốn thần phục, kết quả là, phù, thân thể của kẻ này nứt thành bốn khúc và ngã ầm bên trong vũng máu, thiếu chút nữa thì đã mất mạng. Chỉ có một số ít người đứng thẳng được thế nhưng sắc mặt lại trắng bệch, khó coi tới cùng cực. Đừng nên nhìn nó làm gì, hoặc nói là, đừng có suy đoán gì về nó cả, nếu không chúng ta đều phải chết hết đó có một vị cường giả trong số này gầm nhẹ, nhắc nhở tất cả mọi người. Nhóm đại tu sĩ của dị vực đều chìm đắm trong vẻ khủng hoảng vô hình, bởi vì đã có liên tiếp mấy cường giả ngã vào trong vũng máu, thậm chí có người nổ tung, hình thần điều diệt. Đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào, nên biết, bọn họ chỉ mới liếc nhìn sinh vật đó, cơ bản còn chưa hề động thủ, chỉ hơi hơi tìm kiếm bí mật của nó thì đã như vậy rồi. Nó đều đã đóng kín ngũ giác cùng cửu thức, đã khóa lại linh lực, bịt kín cơ thể, không hề tiết lộ một tia tinh khí nào ra ngoài, là đang trong bất sinh bất diệt. Một vị cường giả lên tiếng. Vào lúc này, bọn họ cũng không thể nào chú ý tới Thạch Hạo được nữa, chỉ duy nhất là sống sót. Bởi vì, tất cả mọi người đều đang nằm trong cơn nguy hiểm, là một hồi kinh biến, nó ập tới một cách đột ngột, một sinh vật đang ngủ say lại có thể đẩy bọn họ vào tử địa. Sao có khả năng chứ? Nó đã tự nghiêm phong toàn bộ bản thân, vậy mà chúng ta còn gặp nguy hiểm tới tính mạng nữa? Việc này khiến người khác khó mà tin tưởng được. Chính là như vậy, chính là vì như vậy cho nên mới đáng sợ, nếu như chúng ta không nhìn, không nghĩ tới nó nữa thì sẽ không có nguy hiểm gì, không tin thì các ngươi cứ thử đi. Rất nhanh sau đó, có vài người yên lặng rời khỏi khu vực bóng tối của tử vong ấy, ai nấy đều nơm nớp lo sợ không thôi. Tiếp đó, tất cả mọi người đều làm như vậy rồi thầm thở dài một hơi, vừa nãy thật sự quá nguy hiểm, nếu như không phải có người tỉnh ngộ và nhắc nhở mọi người thì chính là một hồi đại họa rồi bên dưới chân của một ngọn núi đá, cả người thạch hạo ướt đẫm mồ hôi, hắn đứng cách xa đám tu sĩ của dị vực, và vừa nãy thiếu chút nữa thì hắn đã hình thần điều diệt rồi. Mãi cho tới khi hắn thoát khỏi cảm giác ấy, không còn quan tâm tới sinh vật kia nữa thì tất cả mới nghịch chuyển. Hắn nhanh chóng uống mấy ngụm chất lỏng màu vàng, chính là bảo dịch được lấy từ trong dãy núi thần dược kia, dùng thứ này để khôi phục lại bản thân. Cảnh giới của con sinh vật kia không thể nào hình dung nổi, rất có thể sánh vai với những tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp dưới ta. Có người nói, hiện giờ nó đang chìm trong giấc ngủ, khóa chặt lại tinh huyết của bản thân, tựa như là đã chết đi vậy. Theo lý mà nói thì chẳng hề khác một tảng đá là mấy, nhưng mà, nó vẫn tạo thành uy hiếp chí mạng cho mọi người. Bất sinh bất diệt, đây là một trạng thái tiếp cận với tử vong, sinh mệnh sẽ không mất đi một chút nào, là tầng ngủ đông sâu nhất. Có người nói, một khi nó thức tỉnh thì chúng ta đều phải chết cả, không một ai có thể chịu đựng nổi uy thế như vậy, tất cả mọi người sẽ nổ tung ngay tức khắc một ông lão trầm giọng nói. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, bởi vì bọn họ thật sự rất sợ hãi. Bọn họ hoài nghi, đây chính là một nhân vật đáng sợ nào đã chưa hề chết trận, ở hơn một kỷ nguyên trước, lúc này đã rơi vào trạng thái giả chết, khả năng là đang dưỡng thương. Xa xa, Thạch Hạo nghe thấy được những lời này thì khiếp sợ không thôi, con sinh vật này một khi tỉnh dậy thì toàn bộ đại tu sĩ cảnh giới độ nhất, sẽ nổ tung, sẽ mạng mạng ngay tức khắc. Việc này cũng quá khủng khiếp mà, tới cùng nó mạnh tới mức nào nghĩ tới những thứ này thì sắc mặt thạch hạo càng trắng bệch hơn bởi vì hắn đang nhớ lại lúc hắn vừa mới tiếp cận rừng rậm thiên thú vào hai ngày trước thì từng nghe được tiếng thú gào đầy đáng sợ hắn từng nhìn vào khu vực sâu nhất trong khu rừng rậm này và thấy được một con cổ thú đang rít gào đánh nứt trời xanh hoàn toàn chính xác là con cổ thú này lúc đó tuy rằng khoảng cách xa xôi thế nhưng con sinh vật ấy quá hùng vĩ quá khủng khiếp nên thạch hạo mơ hồ có thể thấy được chắc chắn sẽ không nhìn nhầm nó cũng không phải quanh năm suốt tháng chìm đắm trong trạng thái già chết này, hai ngày trước vừa tỉnh dậy xong, vậy thì có ý nghĩa rằng bất cứ lúc nào nào cũng sẽ tỉnh lại. Khi nghĩ tới đây thì lông tóc Thạch Hạo đều dựng thẳng. Đây là sinh vật gì thế? Khi không nhìn vào nó nữa thì mọi người sẽ không nhận lấy uy thế kia nữa, cảm giác như cơ thể muốn hủy diệt đều biến mất. Cũng chính vì vậy nên bọn họ mới dám thảo luận, nói ra nghi vấn. Việc này càng khiến Thạch Hạo kinh ngạc hơn, một sinh vật mạnh mẽ như vậy nếu không phải tới từ dị vực thì chẳng lẽ lại thuộc về cửu thiên năm đó nó chưa từng chinh chiến qua với dị vực lẽ nào là sinh vật càng lâu đời hơn nữa sớm đã gặp chuyện bất chắc nên đã bỏ qua cuộc chiếc chung cuộc hơn một kỷ nguyên trước con sinh vật này mạnh tới mức không tưởng dù cho ai tới nơi này thì cũng có thể hiểu được nó bị một sợi xích sắt đầy đáng sợ quấn quanh và khóa chặt lại đồng thời sợi dây xích này được nối với một tấm bia đá ở bên dưới thanh binh khí bên trên đầu của nó tuyệt đối là một thanh chiến mâu tiên gia Tuy rằng gì xét thế nhưng lại lan tràn từng tia tiên khí, nó mạnh mẽ như vậy, tại sao không nhổ ra thanh mâu này, hoặc nói rằng nguyên thần của nó sớm đã bị ghim chặt. Đúng rồi, nó đã xảy ra vấn đề lớn nào đó, tuy rằng mạnh tới mức nghịch thiên, thế nhưng đã bị người khác dùng xích thần xích chặt lại nơi này, e rằng thanh tiên mâu màu máu kia cũng là một trong những vật dùng để phong ấn. Có cường giả của dị vực phán đoán như vậy, rất khó mà tưởng tượng ra được, một con sinh vật cổ xưa mạnh mẽ là thế lại có thể bị người khác chấn áp và khóa chặt. Thạch Hạo nheo mắt lại không dám nhìn con cổ thú kia quá lâu, hắn chỉ dám liếc nhìn sơ một cái, khoảng cách quá gần đồng thời nó còn khủng khiếp như vậy, chỉ cần nhìn chằm chằm và nghĩ về nó thì sẽ tiến vào vùng nguy hiểm ngay. Hắn cúi đầu suy nghĩ, ngay cả người dị vực cũng không nhận ra được nó mà chỉ nghe được chút lời đồn, chứng tỏ rằng nó vô cùng cổ xưa, hoặc là nó đã bỏ qua trận chiến tận thế kia. Ta biết nó là ai, có lai lịch như thế nào. Giữa rừng núi chợt có cường giả lên tiếng ánh vàng hừng hực, một con sư tử vàng óng cất. Bước đi tới, uy mãnh và kinh người. Vô úy sư tử. Thạch hạo thất kinh nhìn về nơi xa. Hắn ý thức được việc gì, nó thuộc dòng dõi vô úy sư tử từng bắt nguồn từ cửu thiên thập địa, sau đó thì làm phản nương nhờ vào dị vực, quay đầu giết ngược người của bên mình. Vô úy sư tử biết sinh vật này, như vậy có thể chứng minh được con cổ thú này, từng là một vị đại nhân vật thuộc cửu thiên thập địa. Chương 1504, bá chủ khi xưa. Vô úy sư tử biết con cổ thú này, một đám tu sĩ lộ vẻ kính sợ quay đầu nhìn nó. "Đệ nhị thiên hạ" chính là sự đánh giá của ngày xưa dành cho nó, nó từng cạnh tranh sự mạnh mẽ với một con chân long, tiếc rằng đã thất bại. Vô Úy sư tử nói, "Nó nói cho mọi người biết, đây chính là sinh vật của Cửu Thiên Thập Địa, mạnh mẽ tuyệt luân, thế gian này cũng chỉ xuất hiện có vài con mà thôi, từng tranh bá với chân long để đoạt chân danh." "Tên thật, là có ý gì, tranh đoạt cái gọi là chân danh?" Có người không hiểu hỏi lại nó đến cùng là sinh vật như thế nào bởi vì có rất nhiều cường giả dị vực không biết đây là sinh vật gì không ngờ lại từng tranh hùng qua với chân long mạnh mẽ nhất nó cũng là một con chân long thế nhưng hình thái tiến hóa lại khác hẳn về sau xảy ra tranh chấp với một dòng dõi thuộc chân long và dẫn tới quyết chiến nhưng tiếc là đã thua vô ý sư tử nói đây cũng là một con chân long mọi người ngạc nhiên bốn mắt nhìn nhau tiếp đó lại liếc về con sinh vật cổ kia đương nhiên mọi người cũng không dám nhìn lâu và nhìn kỹ nó chỉ có thể thoáng liếc sơ qua mà thôi nếu không con sinh vật đầy mạnh mẽ này sẽ tạo nên sự cắn trả đối với bọn họ sẽ nguy hiểm tới tính mạng tại sao lại là một con rồng chứ chân long còn có hình thái khác nữa ư rất nhiều chủng tộc đều có thể tiến hóa thành rồng ví dụ như mãng xà dao thậm chí nếu như con cá chép có thể nhảy qua một bước trung cực thì cũng sẽ hóa thành rồng ngay vô ý sư tử giải thích rồng không chỉ là một loại sinh vật mà là hình thái sinh mạng ở đỉnh cực hạn nhất rất nhiều sinh vật đều có thể lựa chọn tiến hóa về phía nó chân long được mệnh danh là đệ nhất chủng tộc thế nhưng vào thời kỳ ban đầu thì chân long ra làm sao hình thái sinh mệnh ấy được thể hiện như thế nào cũng là phải trải qua những cuộc cạnh tranh chân long nguyên thủy nhất từng có hai nhánh lớn con cổ thú trước mắt này chính là cường giả vô thượng thuộc một trong hai nhánh lớn ấy rất rõ ràng nhánh này về sau đã thất bại và phải bỏ chạy không có được chân danh là rồng tất cả mọi người đều kinh ngạc im lặng lắng nghe thạch hạo thì tròn xoay cặp mắt còn có chuyện này nữa à? Sau đó thì hắn cũng cảm thấy tin tưởng, bởi vì ở rất nhiều nơi tới hiện giờ cũng đều coi cổ ngạc là rồng. Rõ ràng, đây chính là quá trình diễn biến để hình thành niên chân long cổ đại. Cá sấu cổ. Lúc này, vô ý sư tử chứng thực với tất cả mọi người. Đây là một sinh vật cực kỳ cổ xưa, năm đó đã bại trận và rồi biến mất. Mà bộ tộc này cũng chẳng hề thấy tăm hơi đâu nữa, không nghĩ rằng con cổ thú bên trong rừng rậm thiên thú lại sẽ là nó. Đệ nhị thiên hạ không phải là nói chơi năm xưa đã tranh giành vị trí đệ nhất tộc thế nhưng đã thất bại rồi bỏ chạy mà một nhánh khác của chân long đã trở thành chủng tộc đệ nhất thiên hạ vô ý sư tử tổng kết lại và rồi chỉ vì nó biến mất quá sớm nên ngay cả trận chiến tận thế của tiên cổ cũng không thể tham gia có thể thấy được niên đại đó ra xăm tới cỡ nào sao nó lại tới nơi này con chân long này mạnh mẽ tuyệt đối thế nhưng lại bị người khác dùng chiến màu đỏ sậm đâm xuyên đầu lâu lẽ nào chính là con chân long cổ đại từng là đối thủ của nó gây nên ư liên quan tới vấn đề này thì vô ý sư tử cũng không hay biết nếu như ngươi và ta bị đâm xuyên đầu lâu thì nguyên thần chắc chắn đã tan biến rồi đặc biệt đó lại là một thanh chiến mâu của tiên có thể tưởng tượng ra được nó mạnh mẽ tới mức nào không cần hoàng kim sư tử nhiều lời thì mọi người cũng đều hiểu được sinh vật này quá mạnh mẽ hiện giờ bất sinh bất diệt mà đã như vậy rồi nếu như sống lại thì sẽ mạnh tới cỡ nào nữa chỉ có một chút ta vẫn không hiểu nơi đây tiếp giáp với giới ta các vị đại nhân năm xưa cũng chưa từng tới đây ư vô ý sư tử nói. Hắn nói chữ giới ta, ý là chỉ dị vực chứ cũng không phải chỉ phía sau đế quan. Chủng tộc khom lưng khụy gối, quả nhiên đã quên đi xuất thân của mình rồi. Xa xa thạch hạo chế nhạo, hắn chẳng hề ưa bộ tộc này chút nào, phản bội cửu thiên, tàn sát những bộ tộc từng gần gũi với mình, thật sự quá đáng tởm. Từng có một vị đại nhân của giới ta tới đây, thậm chí còn ra tay nữa kia, thế nhưng khu địa vực này không hề tầm thường. Trong đám người này chợt có một ông lão biết chút ẩn tình lên tiếng. Theo như bí ẩn mà hắn nói ra, thì vị đại nhân của dị vực tới đây đã bị thương, về sau đã rút lui. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Phải rút lui ư? Năm đó đã đánh hạ đế quan thế nhưng lại bị ngăn trở ở ngay nơi này. Tóm lại, có một số việc ngoài ý muốn, kết thúc đại chiến năm đó, tuy rằng chúng ta đã thắng, thế nhưng mấy vị cổ tổ vô thượng như Juda, An Lan cũng bị thương rất nặng, trả một cái giá vô cùng lớn, trong thời gian ngắn không cách nào tái chiến được nữa. Nếu không, năm xưa sau khi cửu thiên thập địa xảy ra bất chắc, thì vì sao chúng ta lại lựa chọn rút lui, rời khỏi đế quan, đây là nguyên nhân chủ yếu, mà khi đó chúng ta lại bỏ quên đi khu vực này cũng là vì xảy ra kinh biến. Dựa theo những gì ông lão này, từng nói thì nơi đây chắc chắn cũng đã xảy ra đại chiến, thế nhưng, một trận chiến khiến cho dị vực giật mình nhất lại xảy ra ở dãy núi thần dược. Cái gì? Nghe nói, nơi ấy có một đạo nhân cao tầm một thước, là do tiên kim hoàng đạo hóa thành, và người này đã từng đại chiến một cuộc kinh thiên động địa với đại nhân vật vô thượng của giới ta bên dưới chân núi sau khi thạch hạo nghe được thì ngạc nhiên không thôi hắn trợn mắt nghĩ lại tất cả những gì mà mình đã nhìn thấy bên dưới khu địa quật của dãy núi thần dược kia trong lòng đất ấy chẳng phải có một đạo nhân hoàng kim ư người này im lặng ngồi xếp bằng sau lưng là một hang cổ thần bí nghi rằng đã tọa hóa trong vô tận năm tháng rồi ngoài vị đạo nhân kia còn có một chiếc chiến xa nữa một con trâu vàng dài hơn một thước làm thú kéo Đương nhiên sớm đã chia năm xẻ bảy rồi. Thạch Hạo không nghĩ tới, chính ngay lúc này hắn lại nghe được những lời đồn liên quan tới vị đạo nhân này. Trận chiến ấy, đại nhân vật vô thượng của giới ta đã bị thương nặng, khả năng cũng đã tới khu rừng này và không biết có chiến đấu nữa hay không. Ông lão nói tới đây thì chợt dừng lại. Tiếp đó, hắn than thở, các ngươi cũng biết, sát bên cạnh nơi này là khu Mai Táng Cổ, khi đó giới ta cũng đã phát giác được, bên trong lòng đất khả năng có tồn tại có thể sánh ngang với cổ tổ Juda. Chính bởi vì như vậy, sau cùng chuyện ở khu vực này đã sống chết mặc bay, rừng rậm thiên thú, dãy núi thần dược, chi mạch của khu mai táng cổ, cả ba kề sát với nhau và đều có trí cường giả tọa chấn. Mà sau khi dị vực đại chiến với cửu thiên thập địa thì nguyên khí đại thương, cho nên mới không có manh động. Mãi cho tới sau này, khi du đà an lan phục hồi như cũ, thì cũng đã không thể nào xuyên qua biên hoang được nữa. Bởi vì, có sự ngăn cản của thiên uyên, không cách nào đặt chân tới đây được. Đạo nhân Hoàng Kim, còn có cả con cổ thú này nữa, tại sao đều tới từ biên hoang, khẳng định là có nguyên do." Có người nghi hoặc. Lúc này thì Thạch Hạo đã bắt đầu tiến lên ngọn núi đá, đứng từ xa nhìn về phía bọn họ. Nhưng mà, tu sĩ của dị vực cũng chẳng hề lo lắng gì, đã tới đây rồi thì hắn còn có thể trốn đi nơi nào? Đương nhiên bọn họ cũng rất lo lắng, vạn nhất con cổ thú này thức tỉnh thì tất cả mọi người rất có thể sẽ nổ tung ngay tức khắc, chết thảm trong thịt nát xương tan. Có một bàn tay bí mật nhằm vào dị vực ta nơi đây có con cổ thú cùng với đạo nhân hoàng kim kia chắc chắn có quan hệ với bọn họ thạch hạo lên núi cũng không có tiến vào ngọn núi có khắc đệ nhị thiên hạ kia bởi vì lo sợ nơi ấy có phù văn mạnh mẽ nào đó hắn tin chắc bia đá kia chính là ổ khóa khóa lại con cổ thú ấy tiến hành phong ấn hắn bước lên một ngọn núi đá phía đối diện không chút do dự vô cùng quả quyết bởi vì từ sau khi tới đây thì hắn liền cảm nhận được vẻ khác thường thấy nơi ấy rất là quen thuộc sau khi tiến lên ngọn núi đá to lớn ấy thì một mảnh ánh sáng an lành xuất hiện, mờ ảo và thần bí. Thạch hạo hoảng sợ, quả nhiên là nơi này, núi đá hùng vĩ, bên trên đỉnh núi có một hồ nhỏ trong veo thu hút lấy nguyên thần của người khác, muốn nguyên thần tiến vào đây, hắn đã từng thấy qua chiếc hồ này. Ao luân hồi, thạch hạo lẩm bẩm. Hai ngày trước lúc hắn bị thiên thử truy sát, sau khi cây khô xuyên thủng thân thể của thiên thử, thì về sau lại để cho nó rời đi, bởi vì thiên thử đã nói to lời thề, đi tới luân hồi, Lúc đó, thiên thử đã được một con đường dẫn đi, phần cuối là một cái ao, và đó chính là chiếc hồ nhỏ đang ở trước mắt hắn. Rất nhanh thì Thạch Hạo phát hiện ra một tấm bia, bên trên có ghi ba chữ, ao luân hồi. Lại là nơi này. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn thủ thế phòng bị, rất là sợ lỡ đâu lại phải đi luân hồi. Ồ. Vào lúc này, bên dưới chân núi vô ý sư tử chợt phát ra tiếng kinh ngạc, ngửa đầu nhìn lên trên. Hào quang bên trên đỉnh núi đã gây nên sự chú ý của hết thảy tu sĩ dị vực có mùi vị quen thuộc, ta cảm thấy nơi đây sẽ có cơ duyên lớn, không thể để hắn đạt được. Vô ý sư tử nói, chuẩn bị tiến lên. Cẩn thận một chút, nơi này rất nguy hiểm. Một ông lão nhắc nhở. Toàn thân con sư tử này vàng óng, thể phách mạnh mẽ, đứng yên tại chỗ suy nghĩ rồi chợt bừng tỉnh, nói, ta hiểu rồi, ta cảm thấy được sức mạnh của mạch cổ tăng, là có duyên với ta. Nhắc tới mạch cổ tăng thì cặp mắt của quần hùng dị vực đều phát ánh lạnh, tâm trạng đầy phức tạp. Bởi vì, mạch cổ tăng vô cùng mạnh mẽ, năm xưa vì để giết một vị tiên tăng vương thuộc cổ tăng, thì dị vực đã đánh đổi cái giá nặng nề, chết rất nhiều cao thủ. Trong đó có một vị vương bất hủ, sau khi trải qua trận chiến ấy, thì đã bế quan tới tận lúc này mà vẫn chưa từng xuất hiện, có người hoài nghi, hắn đã tọa hóa trong cổ địa của bộ tộc kia rồi. Tổ tiên của vô úy sư tử cũng từng bị tăng vương hàng phục, quy y vào mạch cổ tăng, bộ tộc này tất nhiên có nhân quả rất lớn với cổ tăng. Hoàng kim sư tử với tốc độ cực nhanh tiến lên đỉnh của ngọn núi kia rất nhiều người trong nhóm quần hùng tu sĩ dị vực này rất khát khao cũng muốn đi xem rõ ngọn ngành thế nhưng lại cố áp chế lại bởi vì cách đây không xa đang có một con cổ thú với uy hiếp cực kỳ to lớn ai cũng không muốn lại gần ao luân hồi vô ý sư tử leo lên ngọn núi đá thì thấy được chiếc hồ nhỏ đó lúc này nó trở nên kích động đồng thời do dự tiến thối lưỡng nan lẩm bẩm thật sự có quan hệ với bọn hắn ư người đang đi tìm cái chết à thạch hạo bình thản hỏi tạo hóa của ao luân hồi này có duyên với ta nếu như ngươi không lùi lại thì ta đành tiễn ngươi lên đường vậy. Hoàng Kim Sư Tử lộ sát y băng hàn nhìn Thạch Hạo. Chương 1505, Ao Luân Hồi. Bên trên ngọn núi đá cao lớn có một hồ nước thần bí, tên là Ao Luân Hồi. Việc này khiến Thạch Hạo ngờ vực không thôi, không biết nơi ấy có đặc điểm gì mà lại khiến vô ý sư tử tin chắc rằng, đó là một vận may lớn. Con sư tử kia nói thật không vậy? Dưới chân núi, một ông lão xuất hiện ánh sáng kỳ lạ trong mắt, vẻ mặt chờ mong đồng thời liếc nhìn những người xung quanh, ai cũng biết nơi này chẳng hề tầm thường chút nào, có một con chân long khác bị khóa chặt ở đây, thực lực mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng ra được, tuy rằng nguy hiểm thế nhưng cũng mang ý nghĩa khả năng sẽ có cơ duyên lớn. Vì vậy, mấy người này đều thèm khát. Dù cho lần này tới đây là vì hoang, là muốn lấy dương gỗ mục kia đi, thế nhưng trong lúc này lại phát hiện ra thiên duyên như vậy, thì sao lại không đi lấy chứ? Tốt nhất vẫn nên động thủ sớm một tí, bắt hoang và thu lấy dương gỗ mục. Có người khác lên tiếng, không muốn rắc rối càng tăng thêm thế nhưng ai sẽ lên núi không ai trả lời cả bởi vì tất cả mọi người đều kiêng kỵ một khi lên ngọn núi ấy thì có lẽ sẽ có nguy cơ to lớn dù sao nơi đó cách rất gần đệ nhị thiên hạ gào trên ngọn núi đá truyền tới tiếng hét lớn vô ý sư tử đã ra tay dưới chân núi tất cả mọi người đều nhìn thấy được kim quang dâng trào tựa như ngọn núi lửa giận dữ nguồn năng lượng này quá kịch liệt xung kích ngang dọc đất trời có thể thấy được mây mù bốc lên một móng vuốt màu vàng to lớn bao phủ cả thiên địa hồng một chiêu chụp gọn lấy hoang, đồng thời siết chặt thành thịt nát. Trong khoảng cách gần như vậy, uy phong của một chảo kia khó mà tránh né được, chỉ có thể liều mạng. Ẩm, quả nhiên, nơi ấy tỏa ra ánh sáng chói mắt, hoang đã xuất thủ đối đầu với hoàng kim sư tử và đánh văng một chảo kia ra xa. Thời khắc này, không một ai lên tiếng, bởi vì trái tim của bọn họ tựa như nhảy mạnh tới cổ họng, còn có một bộ phận tu sĩ sợ hãi tới trắng bệch sắc mặt, ước ao có thể thoát đi ngay tức khắc trái tim của mỗi người đều đập rộn thần hồn run rẩy là sợ hãi là sợ bản thân sẽ chết trong nháy mắt ai cũng không nghĩ tới vô ý sư tử lại lỗ mãng như vậy cứ thế động thủ không hề sầu lo chút nào công kích điên cuồng khai chiến với hoang nên biết ngọn núi đó cách con chân long cổ xưa kia không xa lắm gợn sóng kia nếu như lay tỉnh nó dậy thì ai có thể chạy thoát mọi người trông lại nếu như con cổ thú kia thức tỉnh thì chắc chắn trời sụp đất lở toàn bộ đại tu sĩ cảnh giới độn nhất sẽ nổ tung thành xương máu ngay hoàn toàn không cùng một cấp độ, cách biệt quá xa vời. Trong nháy mắt, một đám tu sĩ lùi lại, im lặng trốn về phía sau, tuy rằng bọn họ rất kiên cường, một khi tiến vào rừng rậm thiên thú này thì sớm đã làm tốt chuẩn bị cho việc bỏ mạng rồi. Nhưng mà với tình cảnh trước mắt, rõ ràng chỉ là uổng mạng cho nên không một ai muốn tiến tới cả. Có thể chết trận thế nhưng lại chủ động đi chiêu chọc cấm kỵ, chết oan chết uổng, việc này không hề sáng suốt chút nào, cơ bản không đáng để tự đi tìm đường chết như thế. Trên đỉnh núi sau khi giao chiến một đòn thì hai cao thủ trẻ tuổi tách nhau ra chứ không tiếp tục đòn thứ hai nữa bọn họ tựa như cũng đang dò xét trạng thái của con cổ thú kia dưới chân núi những đại tu sĩ sắc mặt trắng bệch thở dài một hơi vừa nãy tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng cảm giác tận thế tràn ngập toàn thân trên thực tế vào khắc đó thì trong lòng rất nhiều người không ngừng chửi rủa vô cùng tức giận cảm thấy hoàng kim sư tử quá lỗ mãng vô ý sư tử mở lời nói các vị tiền bối các vị không biết được một vài pháp môn đặc thù của cửu thiên thập địa, đây chính là đại pháp tỏa thiên. Có thể bảo vệ huyết tinh cùng nguyên thần của bản thân vĩnh viễn vững chắc, nó sẽ không tỉnh giấc đâu. Đương nhiên, nếu như ai có ác ý với nó thì sẽ chạm vào uy nghiêm của nó, sẽ bị xóa bỏ ngay tức khắc. Loại pháp môn này cực kỳ đặc biệt, khiến cho sinh cơ của bản thân không hề mất đi mảy may, duy trì cơ thể ở trạng thái đỉnh cao năm đó, được mệnh danh là pháp môn cấm kỵ. Chỉ là, sinh linh có thể triển khai được loại đại pháp này thì khắp đất trời này cũng chẳng có mấy người con cổ thú này khi nào tỉnh lại thì hoàn toàn là do chính nó chứ không phải là do ngoại giới nhưng mà ai dám chạm vào vảy ngược của nó thì chính là đi chịu chết tất cả mọi người hoảng sợ con cổ thú mạnh mẽ như vậy sự nhận biết và nhạy cảm sẽ lợi hại tới mức nào chứ thế nhưng hiện tại lại không hề phát hiện tựa như là tảng đá lạnh lẽo điều này nói rõ tình trạng hiện tại của nó rất là tồi tệ nếu không thì làm sao lại phải triển khai môn đại pháp tỏa thiên này chứ Đồng thời, từ một khía cạnh nào đó cũng đã nói rõ, loại đại pháp ấy không hề tầm thường chút nào. Khiến cho cường giả vô thượng đóng kín ngũ giác cửu thức, biến thái tới mức nào chứ? Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cho tu sĩ dị vực đều thay đổi sắc mặt. Đại pháp tỏa thiên này thuộc về cửu thiên thập địa, là một môn công pháp thần kỳ vô thượng, năm đó dù cho du đà an lan, cũng từng tìm kiếm qua thế nhưng lại không thể thấy được. Loại đại pháp này còn có thể chữa thương, có thể giúp cho sinh linh chỉ còn dư lại một tia u hồn bảo tồn lại bản thân, đồng thời có thể chậm rãi hồi phục lại như cũ. Sau khi nghĩ tới những thứ này thì cặp mắt của tất cả mọi người trở nên thâm thúy, biết rõ con cổ thú này đã bị thương quá nặng. E rằng cũng là như vậy nên chúng ta mới có thể đứng ngay trước mặt nó được, nếu không, dù cho đứng xa mấy chục tới cả trăm vạn dặm thì nó cũng có thể cảm ứng được, một khi mở mắt thì sẽ giết chúng ta trong tích tắc." Có người nói nhỏ. Trên ngọn núi đá, hai cường giả trẻ tuổi đang đối đầu với nhau. "Hoang, hôm nay là ngày chết của ngươi." hoàng kim sư tử lạnh lùng nói thân thể của nó hùng dũng khổng lồ cực kỳ bờm sư tử vàng óng dài tới tận đất cơ thể của nó cường tráng mạnh mẽ tựa như được đúc từ kim loại vậy tràn ngập sức mạnh bùng nổ bộ lông vàng óng toàn thân tựa như tơ lụa tự động phát ra hào quang cũng không phải là chưa từng đánh qua lúc đó nếu có chút thời gian thì e rằng ngươi đã chết rồi thạch hạo bình tĩnh đáp hắn nhắc lại trận chiến ở gần ách thổ kia đúng vậy hay không ngươi cảm thấy trận chiến ấy ta rất yếu hả tốt lắm, hiện tại cũng nên quyết chiến thôi, ta lên ngọn núi đá này, một là để lấy tạo hóa mà ta nên đạt được, hai là để chém ngươi, chấm dứt tâm nguyện này. Vô ý sư tử nói, rất nhiều người kinh ngạc, sư tử vương màu vàng này sớm đã có gút mắt, chính là muốn tử chiến một trận với hoang. Thạch hạo cảm thấy kỳ quái, con sư tử này vừa muốn đoạt tạo hóa rồi lại còn muốn đánh một trận với hắn. Mục đích quá rõ ràng, vì sao nó không chờ một người tới rồi hẳn đi đoạt tạo hóa. Nên biết, ao luân hồi này vô cùng kỳ dị, Lâu nay Thạch Hạo cũng chẳng biết nơi ấy có cơ duyên, không hề có ý định tiến. Vào, như vậy chẳng phải nói nhắc nhở hắn à. Thạch Hạo nói, một mạch các ngươi dính quá nhiều máu tươi trên tay, nương nhờ vào dị vực và chém giết người bên mình, khiến cho rất nhiều tiên dân cửu thiên thập địa phải nuốt hận uất ức. Hôm nay chi bằng kết thúc mọi chuyện, khai đao từ ngươi vậy. Ta cũng muốn giết ngươi để kết thúc mọi vấn đề cho rồi. Hoàng Kim Sư Tử nói, dầm dầm. Nhưng mà, lúc nắm đấm của Thạch Hạo phát sáng chuẩn bị xuất thủ thì con Hoàng Kim, Sư tử này lại nhảy thẳng vào trong ao luân hồi, vô cùng bất ngờ. Dưới chân núi, quần hùng dị vực đều ngạc nhiên. Một lát sau thì mọi người đã hiểu rõ vì sao nó lại làm như vậy, bởi vì ao nước thần bí và yên tĩnh kia liền xuất hiện sóng nước, tiếp đó là tiên quang cùng khí thức bất hủ ngập tràn. Hàng ngàn hàng vạn tia hào quang hóa thành từng vệt phù văn một in hẳn lên trên người của vô úy sư tử, một luồng sinh cơ khủng khiếp đang ập vào trong cơ thể của nó. Xương cốt nó vang lên ầm ầm tựa như đang tiến hóa đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, cái ao này lại ghê gớm tới thế ư. Hoàng Kim Sư Tử chỉ vừa mới nhảy xuống thì đã nhận được cơ duyên như vậy. Thạch Hạo quyết đoán xuất thủ, hắn không chút do dự nắm chặt quyền ấn nện mạnh vào cái ao ấy. Thần lực dũng mãnh có thể đánh rơi cả nhật nguyện, ánh sang ong ánh nhấn chìm cả ao nước. Với khoảng cách gần như vậy thì cú đấm của Thạch Hạo hoàn toàn bao phủ nơi này, mặc cho đối phương có thần thông to lớn cỡ nào cũng sẽ bị phá nát, không thể tránh né ra ngoài được nhưng mà nằm ngoài dự đoán của mọi người ao nước phát ra hào quang đồng thời âm thanh kinh văn kỳ dị vang lên tựa như là phật đà đang tụng kinh chấn động khắp nơi quyền ấn của thạch hạo bị hóa giải ánh quyền óng ánh cùng với hàng loạt cốt văn bị hào quang hừng hực trong ao nước luyện hóa sạch sẽ hòa hết thần lực vào trong ao nước vô ý sư tử cũng chẳng hề hoàn thủ chút nào ao luân hồi này chủ động luyện hóa thần lực của hắn việc này hết sức kinh người các ngươi cũng tới đi dưới chân núi có một ông lão nói với hậu nhân của mình trên thực tế vào lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy được hoàng kim sư tử đang nhận lấy chỗ tốt cực lớn cho nên ai nấy cũng đều thèm khát chiếc ao nước ấy tựa như có thể giúp người khác thoát thai hoán cốt tiến hành niết bàn không cần nhắc thì cũng đã có 6-7 người trẻ tuổi đứng xung quanh đồng loạt nhằm về ngọn núi đá kia muốn chiếm lấy một phần của tạo hóa ẩm ừ, thạch hạo xuất thủ lần nữa vận dụng lôi điện đánh xuống tia chớp đan dệt hỏng đánh giết hoàng kim sư tử Kết quả, tia chớp ấy đã bị ao nước hút lấy và hóa giải thành vô hình. Thạch Hạo chấn động không thôi, chiếc ao này cũng không quá lớn thế nhưng lại có thể thai ngén ra sức mạnh vô hạn, tựa như đại dương mê hát mông vô bờ có thể bao hàm tất cả. Đồng thời hắn cũng thấy được, Hoàng Kim sư tử đang dụng hết bộ lông cũ và mọc ra bộ lông vàng óng mới, ánh kim quang càng rực rỡ hơn trước, loại lột xác này quá mức kinh người. Bùm bùm. Thạch Hạo cũng tiến vào trong, tranh giành lấy tạo hóa. Ha ha. Hoàng Kim sư tử nở nụ cười đầy kỳ lạ, chương 1506, di địa cổ tăng. Con sư tử cười như điên, chiếc đầu to lớn đầy uy mãnh và cũng rất dữ tợn, bộ lông màu vàng óng dài tới vài thước, hàm răng trắng như tuyết tựa như là những thanh dao găm sắc bén. Sau khi thạch hạo tiến vào trong ao nước thì cả người cứng đầu tựa như đóng băng, đương nhiên nhiệt độ ở nơi này còn thấp hơn cả hầm băng rất là nhiều lần, huyết nhục của hắn bị đông cứng nén ép như muốn vỡ vụn. Hắn thầm hô một tiếng không ổn, nhanh chóng chống lại, nhưng mà, tiếp đó thì cực hàn biến mất và nước ao trượt sôi trào. Nhiệt độ còn cao hơn dung nham không biết bao nhiêu lần, thần lực cuộn trào trong ao. Lúc này, thạch hạo kinh ngạc đồng thời cũng rất sợ hãi, cơ thể hắn gần như bị nấu chín đồng thời đang bị xé rách, chiếc ao này quá kỳ lạ. Hắn không có cảm ứng được chút tạo hóa nào, ngược lại bản thân lại đang từ từ bị xé rách. Từ cực lạnh lại chuyển sang cực nóng, biến hóa này cực kỳ na hát hát. Các ngươi đừng nên xuống. Hoàng Kim Sư Tử quát lớn. Bởi vì, lúc này đã có sáu bảy bóng người vọt lên trên ngọn núi và dõi mắt nhìn xuống, bên trong không ngừng bắn ra thần mang. khi đứng ở trên bờ, thì sẽ cảm nhận được rất rõ ràng về thần lực đang sôi trào trong ao, quá nồng đậm, đồng thời cũng có hương thơm lan tỏa tựa như là một ao chất lỏng tiên đạo vậy. mấy người đó chẳng thèm để ý tới lời nói của hoàng kim, sự tử mà thả người nhảy xuống, bọt nước bắn tung tóe. a, à, có người hét lớn vì cảm nhận được sự đau nhức, loại đau đớn này lan tràn tiến thẳng vào trong linh hồn bọn họ không cách nào chịu đựng nổi. Lúc này có người muốn dãy ruộng, muốn bật nhảy, muốn rời khỏi, thế nhưng lại bị kéo xuống, bị giam cầm trong ao nước. Phụt, luồng máu tươi tung tóe, một người trong số đó đã bị ao nước nấu thành mưa máu, hình thần đều diệt. Không, đây là nơi quỷ quái gì thế này? Tên bên cạnh hét lớn, cơ thể của hắn bị ăn mòn, tiếp đó là hóa thành hàng vạn tia hào quang, hắn cũng tan rã. Thả ta ra. Những người khác gào thét, dãy ruộng kịch liệt. Nhưng mà, không hề có chút ngoài ý muốn nào, thân thể của bọn họ từ từ tan rã, nguyên thần đã sớm hóa thành mưa ánh sáng, tất cả đều giống như nhau, đều bị phân giải trong ao nước. Bảy tên cao thủ bỏ mạng trong nháy mắt, hình thần đều diệt, là một thảm kịch, mấy người hạ xuống này đều chết sạch. Đây làm gì mà là nơi tạo hóa chứ, phải là một ao ma mới đúng. Kết quả này khiến cho sắc mặt của các đại tu sĩ đều thay đổi, những cao thủ trẻ tuổi này có tới mấy người đến từ vương tộc, kết quả lại chết một cách mịt mờ khó hiểu như vậy. Tiểu sư tử, người tốt nhất nên giải thích đi thì hơn. Phía dưới, một ông lão âm trầm nói, tiền bối là bọn họ quá lỗ mãng mà thôi. Lần cơ duyên này không phải dễ chiếm như thế đâu. Hoàng Kim sư tử lắc đầu, vừa nãy nó đã ngăn cản rồi thế nhưng bọn họ vẫn không hề nghe khuyên can. Lúc này, Thạch Hạo đứng bên trong ao nước cũng đang chịu lấy đau đớn khôn tả. Trong chớp mắt những người kia tan chảy thì hắn đã biết chiếc ao này là một hố ma, đã trúng kế. Ao nước này quá bá đạo, muốn cắn nát thân thể của hắn đồng thời nguyên thần của hắn cũng gặp tập kích cũng bị phân giải việc này khiến thạch hạo khó hiểu vì sao hoàng kim sư tử không hề hấn gì trái lại sau khi hắn đi vào thì lại đang dần chuyển biến theo hướng hủy diệt thạch hạo thấy rõ ràng những kết cục chết thảm của mấy người trẻ tuổi vương tộc kia nếu không phải hắn có thiên phú dị bẩm đạo hạnh tinh thâm thân thể mạnh mẽ thì sớm đã bước theo gót chân của bọn họ rồi thạch hạo muốn tránh thoát thế nhưng lại phát hiện bản thân như rơi vào trong vũng bùn không cách nào cựa quậy bị giam cầm nơi này ha ha cơ duyên của ta mà ngươi cũng dám đoạt à vô ý sư tử nở nụ cười đầy lãnh khốc và cũng mang theo sát ít phương xa sau khi một nhóm người nhìn thấy tình cảnh này thì liền lộ vẻ khác thường cảm thấy con sư tử này quá tàn nhẫn chẳng trách ngươi lại ngông nghênh như vậy là cố ý dẫn dụ ta tới tranh đoạt tạo hóa với ngươi thạch hạo lạnh lùng nhìn nó trong quá trình này thân thể của hắn xuất hiện từng vết rách một chỉ trong giây lát nữa thôi thì sẽ không cách nào gắng gượng được nữa dương gỗ mục trôi nổi trên bề mặt nước chứ không hề chìm xuống ha ha, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở nơi này, đây là tạo hóa mà không phải ai cũng có thể đoạt được. Hoàng Kim Sư Tử lạnh lùng cười nói. Đồng thời, lúc này nó ngâm tụng một loại thần chú rất mơ hồ, người ngoài không cách nào nghe hiểu được, âm thanh này ra chỉ bản thân, chính là loại kinh văn này đã bảo vệ và giúp nó không hề hấn gì. Trước kia là nó vẫn âm thầm nhiệm tụng kinh văn, thế nhưng lúc này lại đọc rõ to, mục đích là đang chế nhạo thạch hạo. Nhưng vào lúc này, đám người bên dưới chân núi kia đều dịch chuyển đi lên trên ngọn núi. Đương nhiên cũng có hơn nửa nhân số rất cẩn thận, không có làm bậy tiến lên núi. Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành, có thể mang chiếc dương này trở về rồi. Một ông lão mỉm cười đi lên trên đỉnh núi. Sau khi vững tin con cổ thú kia sẽ không tỉnh lại, thì bọn họ thầm thở vào một hơi, không ít người đứng ở ven bờ ao và nhìn lại. Ha ha, rất hay đó, đây tựa như là đang bắt ba ba trong dọ vậy. Một người trung niên chế nhạo, cảm thấy vui sướng đã vây nhốt được hoang ha ha, hoang, người trốn tiếp nữa đi, còn không phải sẽ bị chém đầu ngay tức khắc hay sao, bị bắt như vậy có cảm thấy uất ức không hả? Có vài người trẻ tuổi ngông cuồng cười lớn. Vào lúc này, rất nhiều người đã tiến lên trên đỉnh núi nhìn Thạch Hạo, muốn chứng kiến cho bằng được thời khắc đặc thù này. Ngươi có gan thì xuống bắt ta đi. Thạch Hạo đáp lại như vậy. Đầy đầu của hắn toàn là mồ hôi hột, nhận lấy cơn đau đớn khó mà chịu đựng nổi. Thân thể đang bị phân giải, linh hồn gần như hóa thành mưa ánh sáng, đang bị ăn mòn. Chiếc ao này rất quái lạ, lúc thì lạnh ngắt, lúc thì nóng rực, lúc thì có quy tắc lan tràn, tiếp đó không lâu thì sẽ có tiếng tụng kinh vang lên. Nơi đây quá đối lập, khó mà lường được và cũng rất là nguy hiểm, muốn hòa tan những sinh linh tiến vào trong ao trở thành một phần của nước ao vậy. Một vài người trẻ tuổi trên bờ giận dữ, từng người nở nụ cười khẩy rồi xuất thủ. Dưới tình huống bình thường thì bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Hạo, hiện giờ khi thấy hắn rơi vào tuyệt cảnh mà còn cứng đầu không chịu nhận tội, tất nhiên là muốn dạy dỗ hắn một phen giết chết hắn cũng không sao cả. Xoẹt, vô số ánh sáng hạ xuống, tất cả đều là tổ thuật, thế nhưng điều khiến bọn họ giật mình chính là, những thủ đoạn này đều mất đi hiệu lực, những thần quang ấy đều bị ao nước hấp thu và phân giải. Chuyện này, một vài người trẻ tuổi biến sắc mặt, kẻ địch đang ở ngay trước mắt, thế nhưng công kích tùy ý của bọn họ lại không thể làm được gì, sao lại có cái lý này chứ? Vô ý sư tử vương, chuyện gì thế này? Một người trong số này thỉnh, giáo. Vào lúc này, một ông lão trong nhóm này cũng xuất thủ sắc mặt u ám đầy khó coi bởi vì vừa nãy hậu nhân của mình đã bị tan chảy ở nơi này tiền bối đừng vậy hoàng kim sư tử nhắc nhở sao vậy lẽ nào ta cũng không thể chạm vào cái ao này ông lão lạnh lùng hỏi hắn khó chịu ra mặt với vô ý sư tử cảm thấy hậu bối của mình chết quá oan uổng một mạch vô ý sư tử rất mạnh mẽ tổ tiên của bọn họ khả năng vẫn còn sống khiến thiên hạ kinh sợ nếu không phải như vậy thì ông lão này đã trừng phạt hoàng kim sư tử rồi đây chính là ao luân hồi rất kỳ dị, hay cũng được gọi là ao rèn luyện. Bất luận là người nào khi tiến vào đây, cũng phải nhận lấy cơn đau đớn vượt qua sức chịu đựng cực hạn của bản thân sẽ bị mài nhỏ thành bột mịn. Hoàng Kim sư tử giải thích. Dù cho ngươi có là đại tu sĩ đi nữa, thì cũng là như vậy, sẽ gánh chịu lấy sức mạnh vượt qua cực hạn của cảnh giới độ nhất, không cách nào chống lại được. Vậy vì sao ngươi không hề hấn gì? Ông lão thẳng thừng hỏi, đồng thời hắn cũng vung tay muốn thử nghiệm, ngón tay hơi hơi đụng tới là nước trong ao. Suệt. Kết quả, ngón tay vừa mới chạm vào mặt nước thì đã từ từ bị ăn mòn, cuối cùng máu thịt be bé bét suýt nữa thì vỡ nát. Ông lão nhanh chóng lui lại đồng thời hít vào ngụ khí lạnh, đây là chiếc ao quỷ gì thế này? Những người khác thấy thế thì đều lộ vẻ khiếp sợ, trước kia bọn họ còn tưởng rằng chiếc ao này chỉ nhằm vào thế hệ trẻ tuổi, bọn họ có thể thong dong tiến vào. Nhưng giờ nhìn lại, sự khủng khiếp của nó còn vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì, chiếc ao này chuyên chuẩn bị cho mạch của chúng ta. Hoàng Kim Sử Tử giải thích. Cái gì? Rất nhiều người kinh hãi. Thạch Hạo đang kiên trì nhận lấy cơn đau đớn khủng khiếp, tuy rằng ngập tràn nguy cơ thể nhưng vẫn chưa hề bị hủy diệt. Việc này khiến cho ánh mắt của Hoàng Kim sư tử lộ ra thần hà, cảm thấy giật mình với sức chịu đựng của Thạch Hạo. Chiếc ao luân hồi này hẳn là do một mạch cổ tăng lưu lại. Hoàng Kim sư tử lên tiếng, khi nó đi tới địa phương này, dù cho đứng rất xa cũng có thể cảm nhận được khí tức của ao luân hồi, giống y chang như trong ghi chép của bộ tộc nó, đây là kết quả biến đổi của cổ tăng. Năm đó, cổ tổ của vô úy sư tử đã từng đi theo tiên tăng vương. Hay có thể nói là, tổ tiên của vô úy, sư tử từng bị cổ tăng hàng phục và gia nhập vào giáo phái này. Vì lẽ đó nên chúng tinh thông Phật Pháp, nắm giữ hàng loạt đại thần thông của cổ tăng, biết rất nhiều bí ẩn. Một mạch cổ tăng muốn diễn biến ra luân hồi, đây là một việc đầy vĩ đại của bọn họ. Hoàng Kim Sư Tử không hề giấu giếm gì cả. Chiếc ao này có diệu dụng ra làm sao thì nó cũng không hiểu cụ thể được, thế nhưng nó biết có thể lợi dụng chiếc ao này để tu hành, có lợi ích cực kỳ to lớn với bản thân. Tiền đề chính là phải nắm giữ kinh văn cổ đặc biệt kia để gia trì bản thân. Đồng thời, cũng cần phải có thể chất cổ tăng, cái gọi là thể chất cổ tăng, chính là quanh năm tu hành pháp môn của đạo thống này, sau khi nắm giữ Phật Pháp và tinh thông diệu lý, thì thể chất của bọn họ có thể gánh tải được pháp lực kỳ dị này. Nói chính xác hơn, chính là thể pháp sau khi quanh năm tu luyện kinh văn của nhất mạch cổ tăng. Vô Ý sư tử tất nhiên thỏa mãn điều kiện này, cho nên khi vừa mới thấy cái ao thì nó đã vô cùng hưng phấn, biết được đây là một vận may lớn dành cho mình. Cái ao này không hề bình thường như thế, chúng ta cũng không có cơ hội. Ừ, ông lão hỏi, bởi vì bọn họ biết rõ sự đáng sợ cũng như mạnh mẽ bất phàm của một mạch cổ tăng, Tiên Tăng Vương năm đó đã khiến cho dị vực phải đánh đổi một cái giá vô cùng đau đớn và thê thảm. Dù cho ta có dạy cho các vị biết kinh văn, thì cũng cần phải tu luyện mấy chục năm mới được, khi đó mới giúp thân thể có Phật tính, mới có thể tiến vào cái ao này." Hoàng Kim sư tử đáp đồng thời nở nụ cười nhạt. "Không còn biện pháp nào khác nữa à?" Một vài người trẻ tuổi không cam lòng, bởi vì bọn họ biết được, đây là một cơ duyên lớn vô cùng kinh người. "Có, trừ khi ngươi phải thật nghịch thiên, có thể chịu đựng được sự rèn luyện này thì mới có thể sống sót được, thế nhưng ngươi muốn thử à?" Xưa nay chỉ có mỗi mình vị Tiên Tăng Vương lúc còn trẻ mới làm được, vị này từng tản đi Phật tính và tiến vào trong cái ao này nhưng không hề bị thiêu hủy. Hoàng Kim Sư Tử nói. Nói tới đây thì nó chợt cao mày tập trung về phía Thạch Hạo, bởi vì đã qua lâu như vậy rồi mà hắn cũng không hề bị hóa sạch sành xanh, vẫn sống sót như trước. Làm sao hắn vẫn chưa chết thế? Đừng nói là, lại thêm một tiên tăng vương được sinh ra nhé. Trên bờ, hai mắt của một ông lão khác lóe lên ánh sáng khủng khiếp nhìn về phía Thạch Hạo. Việc này đã gợi nên sự quan tâm của mọi người. Hoang xuống đó cũng đã được một khoảng thời gian rồi, Dựa theo những gì mà Hoàng Kim Sư Tử nói qua thì hẳn phải tan chảy mới đúng, làm sao tới giờ mà vẫn còn sống chứ? Chương 1507, khó giải. Một đám sinh linh đều tập trung về Thạch Hạo, dù cho là vô ý sư tử cũng là như thế, nó cảm thấy có gì đó không đúng, đã qua lâu như vậy rồi mà hoang cũng không hề bị hòa tan. Đừng nói là tên nhân tộc này có thể chịu đựng nổi nhen. Ông lão trầm giọng nói, lại có thêm một vài sinh linh bên dưới chân núi tiến lên và vây quanh trên bờ hồ, tổng cộng cũng phải tới 6-70 người, ai nấy đều lộ vẻ khác thường, dù cho họ có căm thù người trẻ tuổi trong hồ kia đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể không thừa nhận rằng, đây là một đối thủ vô cùng đáng sợ, thiên phú dị bẩm. Không thể nào, tiên tăng vương chỉ có một, là người duy nhất, không một ai có thể bước theo con đường của người được. Hoàng Kim Sử Tử Hoàng sợ nói, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trong hồ, khóe miệng của người trẻ tuổi kia dỉ máu, cả người dạn nứt thế nhưng không hề bỏ mạng, vẫn đang tiếp tục kiên trì, thân thể đã dạn nứt sạch rồi hắn không kiên trì nổi nữa đâu có người nói rồi lộ ra nụ cười bởi vì mọi người nhìn thấy được thương thế của hoang đang chuyển biến xấu nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ là con đường chết vết thương trên người thạch hạo càng ngày càng nhiều hơn vết rách càng to hơn có thể nhìn thấy cả xương cốt hoàng kim sử tử nhìn thấy cảnh này thì thầm thở phào cảm thấy yên tâm hơn đôi chút mang chiếc giường kia lên đây đi có người đưa ra đề nghị vào lúc này bọn họ cảm thấy mình đang nắm lấy phần thắng sắp hoàn thành nhiệm vụ, đã vây kín hoang ở ngay nơi này, kết cục chắc chắn sẽ phải chết, cái dương gỗ mục ấy sẽ tới tay ngay. Nhưng mà, việc làm người khác khó xử chính là, ao luân hồi quá đặc thù, nước ao có thể ăn mòn tất cả, vừa nãy chính ngay một vị đại tu sĩ ra tay mà cũng phải ăn lấy thiệt thòi, như vậy làm sao có thể mang dương gỗ mục kia lên được đây? Tựa hồ chỉ có mình Hoàng Kim Sư Tử mới có thể làm được. Các vị tiền bối, ta vào trong ao luân hồi này là để đáp nạn lại kim thân, Hiện đang vào thời khắc mấu chốt nên xin hãy chờ thêm chút nữa." Hoàng Kim sư tử mỉm cười nói. Những lời này vừa ra thì người người ở đây đều chấn động, kim thân của mạch cổ tăng, đó là thành tựu đáng sợ tới mức nào chứ? Có thể xưng là thân thể kim cương bất hoại, một khi luyện thành thì sức mạnh của bên ngoài khó mà thương tổn tới thể phách của bọn họ, mạnh mẽ tuyệt thế. Ít nhất, những sinh linh cùng cấp khó có thể tổn thương tới thân thể họ được. Trước mắt, con sư tử này tựa như sắp sửa thành công, thành tựu được kim thân hoàn mỹ bọn họ tin chắc, hoàng kim sư tử chắc chắn đang đắp nặn lại kim thân hoàn mỹ, không hề thiếu sót chút gì, đây là một thành tựu kinh người. Bên trong cổ tăng có rất nhiều người tu kim thân, thế nhưng có mấy ai có thể tu tới cảnh giới hoàn mỹ, đều sẽ có chút kẽ hở. Vô ý sư tử thong dong lẫn nở nụ cười tự tin như vậy, hiển nhiên là đang muốn tiến vào cảnh giới vô thượng. Cái ao này quả nhiên được sinh ra vì nó, đào tạo nên một cao thủ bất bại, kim thân bất hoại, có ý nghĩa là bất bại trời sinh trong cùng cấp tiên tăng vương năm xưa cũng chính là như vậy đứng ngay nơi ấy trượng lục kim thân bất động mặc cho người người công kích cũng không thể nào đánh thắng nổi thật sự mạnh mẽ tới khủng khiếp khục thạch hạo ho ra ngụ máu lần này càng nghiêm trọng hơn nữa bên trong miệng mũi đều ứa máu tươi đồng thời hai mắt cùng hai lỗ tay cũng có tơ máu chảy xuống việc này rất là nguy hiểm thân thể của hắn đã chịu lấy tổn thương cực lớn chất lỏng bên trong ao này quá khủng khiếp không ngừng nghiền ép lấy hắn chất lỏng trong ao từ cực lạnh chuyển thành cực nóng cũng chỉ là vấn đề nho nhỏ mà thôi, không đáng là gì. Lúc này chất lỏng óng ánh này lại nắm giữ một luồng sức mạnh ma quái, tựa như là cối say không ngừng xoắn nát cơ thể hắn. Rắc, có thể nghe được rõ ràng âm thanh bẻ gãy của xương cốt trong cơ thể hắn, huyết nhục biến hình, vết rách vô số, hắn gần như tan rã. Máu tươi từ những vết thương chảy ra ngoài nhuộm đỏ cả hồ nước. Ta không tin là không có cách nào kéo lấy chiếc dương gỗ kia. Một vài người trẻ tuổi đứng trên bờ không phục, thậm chí có một vài nhân vật lớn tuổi cũng cảm thấy không phải là không lấy ra được. Có người xuất thủ, một vài người trẻ tuổi tranh giành triển khai tổ thuật, diễn biến quy tắc, hoặc là hình thành nên bàn tay to lớn, hoặc là hình thành nên chiếc lưới rộng dài, tất cả đều tiến vào trong ao. Kết quả, chỉ vừa mới tiếp xúc với bề mặt nước thì đều tan rã toàn bộ. Bởi vì, ao nước sụp sôi, và lao lên hàng ngàn hàng vạn sợi hào quang phân giải đi những luồng năng lượng kia, sau đó là hấp thu toàn bộ và biến mất vào trong ao nước sắc mặt của những người trẻ tuổi này lúc xanh lúc trắng, ai nấy cũng không cam lòng. Hoàng Kim sư tử thì đang đắp nạn lại kim thân ngay bên trong ao nước, mà bọn họ chỉ biết đứng bên trên chứ không thể nào đi xuống được. Sự khác nhau quá rõ ràng, cũng khá đó chứ, thần kỳ như vậy luôn ư? Để ta thử một lần. Lại thêm một đại tu sĩ xuất thủ, thực lực siêu phàm, là đỉnh cao trong cảnh giới độ nhất. Hắn là cao thủ số một số hai trong nhóm sinh linh này, diễn dịch thần thông, vận chuyển đạo hạnh toàn thân. Năm ngón tay mở rộng, gợn sóng liên miên trổ về ao nước. Ẩm, um, nhưng mà, sóng nước ngập trời đánh tan toàn bộ những gợn sóng kia, toàn bộ thần lực mênh mông mà hắn thả vào trong ao đều bị cướp sạch. Ông lão ngớ ra, vẻ mặt thẫn thờ, tình huống rất là rõ ràng, những gì Hoàng Kim sư tử nói đều là sự thật, chiếc ao này rất kỳ lạ, không cách nào chạm tới được. Những sinh linh này tin chắc, một khi bọn họ tiến vào trong ao thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới sinh mệnh ngay. Dù cho vài ông lão mạnh mẽ nhất cũng vô cùng kiêng kỵ không dám đẩy bản thân vào nguy hiểm. Ồ, còn chưa chết luôn à? Mấy người khác lộ vẻ cổ quái. Vừa nãy khi nhìn thấy Thạch Hạo không ngừng phun xối xả máu tươi, miệng mũi lỗi tai cùng hai mắt đều loang lổ vết máu, thế nhưng hiện tại hắn vẫn còn sống, chưa hề tiêu vong. Mạng của hắn cũng lớn thật đó chứ, ta cho rằng sẽ trở thành đám mưa máu ngay tức khắc, ai rẻ khổ sở chống cự tới tận lúc này. Mấy người nghị luận, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ta cảm thấy cần phải đưa hoang lên trên ngay, nếu cứ để tự sinh tự diệt như vậy thì quá có lợi cho hắn rồi một cường già trẻ tuổi của dị vực lên tiếng đúng đó để hắn chết ở nơi này thì quá nhân từ rồi mấy ngày qua hắn đã giết bao nhiêu tinh anh giới ta rồi phải tiêu diệt có người ánh mắt lạnh lẽo gật đầu đồng ý ẩm có người đấm tới một quyền về thẳng nghi tâm của thạch hạo mạnh mẽ và bá đạo đáng tiếc thần quang dâng trào cú đấm ấy đã bị hóa giải toàn bộ thần lực đều bị ao nước ấy hấp thu cơ bản không thể nào tới gần được Sắc mặt của người đó u ám, một quyền đó cũng là do thần lực hóa thành, nếu như là nắm đấm bằng da bằng thịt thật sự thì hơn nữa, cũng sẽ bị hòa tan luôn. Ke-eng, có người." Lấy ra binh khí, đó là một bảo ấn vuông vức được chế tạo từ một khúc thần cốt nào đó, nó mang theo tinh khí mịt mờ, lượn lờ thần quang, người này ném mạnh tới trước. Nó tựa như là một ngọn núi nhỏ bao phủ cả ao nước ấy. Kết quả, sóng nước dâng lên tận không trung rồi quấn chặt lấy bảo ấn này, tiếp đó thu nó vào trong và không thấy bóng dáng đâu nữa bị hòa tan luôn rồi. Việc này quá khó xử, dù cho muốn ra tay giết chết thạch hạo thì cũng không thể được, bất kỳ sức mạnh nào tới gần áo nước thì đều sẽ bị hóa giải, bị phân giải thành tinh khí. Ta sắp xong rồi, chờ ta tới chém hắn. Hoàng Kim Sử Tử mở lời. Nó đã đạt rực chỗ tốt cực lớn đủ để người khác ghen tị cùng ước ao, kim quang mênh mông tựa, như là một lò lửa khổng lồ đang đặt ra muôn vàn thử thách cho nó, tinh khí điên cuồng tràn vào thân thể, nó đang thay máu cũng như đang chóc ra lớp lông ra bên ngoài, thân thể càng mạnh mẽ hơn, đang hướng tới con đường kim thân hoàn mỹ. Ngược lại, các vị trí như tay chân của thạch hạo như đứt rời, như muốn hòa vào trong ao nước ấy, trở thành một phần của nó. Vô úy sư tử nhìn về phía thạch hạo, trong con ngươi màu vàng bắn ra thần mang chói lóa, nói, mơ mộng tranh tạo hóa với ta à, cũng không nhìn xem thử đây là nơi nào, là ao luân hồi có thể hòa tan vạn vật, phổ độ tất cả chúng sinh nhưng không phải một mạch cổ tăng thì tiến vào cũng chỉ uổng mạng mà thôi. Thạch Hạo cũng chẳng hề để ý, tuy rằng thân thể cùng linh hồn của hắn gần như bị xé nát, thế nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ, vẫn cố gắng kiên trì và vật lộn. Hắn không tin lời nói của Hoàng Kim Sư Tử, bởi vì, hắn từng nhìn thấy thiên thử tiến vào trong ao này, sẽ không bị hòa tan. Thời khắc này, từ đầu tới cuối Thạch Hạo không hề buông tay, vẫn như trước nắm chặt lấy dương gỗ mục, hai mắt mở to khiến hai hàng máu tươi chảy dài, chịu lấy thương tổn nghiêm trọng con ngươi đều dính máu chứ đừng nói tới những vị trí khác trên thân thể. Hắn nhìn về phía hoàng kim sử tử thì thấy được đối phương đang đắp nạn lấy kim thân, đã tới thời khắc mấu chốt rồi. Ngươi nói nhiều quá đó. Thạch hạo lên tiếng, lời nói đầy kiên định, hắn ra sức vật lộn, dùng hết khả năng để thoát khỏi trói buộc của chiếc ao này, muốn xuất thủ đánh về phía vô ý sư tử. ầm, sóng nước ngập trời, chiếc ao cuồn cuộn kịch liệt, tinh khí dâng trào tựa như khói mờ bao phủ, nơi đây trở nên vô cùng khủng khiếp. Thạch hạo không ngờ lại có thể chuyển động, hắn gian nan giơ lên cánh tay rồi vỗ về phía hoàng kim sử tử bị giam cầm lâu như vậy đáng lẽ đã bị hòa tan sạch tinh khí thần toàn thân mới đúng chứ không ngờ ngươi lại còn hoạt động được chính ra cũng giỏi đó chứ vô ý sư tử đánh giá nó rất là giật mình gào nó gào lớn một tiếng chủ động công kích về phía thạch hạo dù cho đang đắp nặn lấy kim thân và không thích hợp để làm chuyện này thế nhưng vẫn dáng nhịn và xuất kích vù vù Đột nhiên, một phần thân thể của Thạch Hạo đang lộ bên trên mặt nước chìm xuống dưới, toàn thân đều tiến vào trong ao tránh thoát khỏi sóng âm của con sư tử này. Công kích của người khác thì có thể hắn không chú ý tới, chờ ao nước này hóa giải, thế nhưng con sư tử này quá đặc biệt, ở ngay nơi này nó đã nắm giữ ưu thế bẩm sinh, không hề bị ao nước này ảnh hưởng nên Thạch Hạo phải đề phòng. Sao hoang còn chưa chết nữa chứ, và lại hắn còn chủ động xuất thủ, nhìn kìa, hắn đang di chuyển trong ao nước. Mọi người thấy được, hoang tựa như là một con cá đang bơi về phía hoàng kim sử tử nhưng mà phía sau thân thể của hắn là màu đỏ tươi đó rõ ràng là vết máu ha ha ta rất thích nhìn cảnh này mặc người dãy ruộng, mặc người nỗ lực mặc người ra sức tấn công thế nhưng vẫn sẽ bị giết chết hoàng kim sư tử nở nụ cười chứ chẳng hề lo lắng gì cả nó hít lại con ngươi màu vàng nói giết chết ngươi như vậy có phải rất giống như chó chết nước không ta là sỉ nhục lúc lên tiếng thì cực kỳ bình thản từ từ giơ lên móng vuốt to lớn vàng óng của mình rồi đè mạnh tới không nên khinh thường, nhanh chóng tiêu diệt hắn đi, vạn nhất lại trở thành tiên tăng vương thứ hai thì phiền phức rất lớn đó." Một ông lão trên bờ nghiêm túc nói. Chương 1508: Lai lịch của áo cổ. Đây cũng chính là lo lắng của những người khác, bọn họ cảm thấy nên giải quyết Thạch Hạo càng nhanh càng tốt, hoặc là giết chết hoặc là bắt làm tù binh. Quăng hắn tới đây." Có người hô lên, đó là một người trẻ tuổi đang liếm liếm đôi môi để lộ ra hàm răng trắng bóng, sát ý rất đậm đúng đó sao có thể để hắn chết trong đau đớn đơn giản như vậy được chứ tinh anh của giới ta không thể chết vô ích được phải xách hắn tới trước mộ phần và quỳ lại cầu xin tha thứ có người đề xuất một đám tuổi trẻ cổ vũ vừa hưng phấn vừa kích động đồng thời mang theo sát khí đầy cay nghiệt vứt hắn lên đây đi một ông lão cũng gật đầu hắn cảm thấy bắt giữ thạch hạo còn tốt hơn là giết chết có thể hiểu rõ thêm nhiều bí mật từ trên người của hắn trong ao nước móng vuốt của vô ý sư tử đập xuống ánh hoàng kim rực rỡ trói mắt chấn động cả ao nước nó đang lột xác nên hành động bị ảnh hưởng cực lớn thế nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với những người khác có thể ra tay như thường mà bên dưới mặt nước cả người thạch hạo gần như nứt toác cái ao này tựa như là một cái cối say đầy đáng sợ có thể tiêu diệt thần ma nó không ngừng nghiền ép xoắn cắt thành thịt vụn thất khiếu của hắn dỉ máu thế nhưng thân thể vẫn phát sáng tựa như là sao băng va chạm xuống mặt đất muốn dành cho con sư tử kia một đòn chí mạng ầm um, đáng tiếc hắn bị thương quá nặng tinh khí thần toàn thân đều đã hao tổn nghiêm trọng hơn nữa còn bị áp chế bởi ao nước này nên không thể nào phát huy ra được sức mạnh như lúc toàn thịnh kết quả rất rõ ràng lúc móng vuốt kia hạ xuống thì hắn đã gặp phải thương thế nghiêm trọng vô ý sư tử rất khổng lồ móng vuốt tựa như là một cái móc câu hoàng kim trong đó có một móng quẹt vào thân thể của thạch hạo và cuốn lấy một mảng huyết nhục sâu tới tận xương thiếu chút nữa thì đã cào nát bụng của thạch hạo khá lắm vậy mà còn có thể xuất thủ trong ao nước này sức mạnh cũng không hề bị ao nước hóa giải hoàn toàn vô ý sư tử nói sinh linh trên bờ nghe vậy thì đều biến sắc mặt bởi vì bọn họ từng thử nghiệm xuất thủ bất kỳ thứ sức mạnh nào cũng đều bị hóa giải cả dựa theo những gì hoàng kim sư tử từng nói cơn đau đớn phải thừa nhận ở nơi này hoàn toàn vượt qua cực hạn cảnh giới của bản thân phụt đúng lúc này thì bả vai của thạch hạo đột nhiên bắn lên một luồng hoa máu bả vai bị xé rách toàn bộ cánh tay gần như thoát ly khỏi thân thể tiếp đó hắn lại rên lên một tiếng chân phải run rẩy máu thịt be bé bét xương đùi đã bị đánh gãy thành vài khúc và gần như bị nghiền ép vỡ nát tình huống càng lúc càng gây go cơ bản không cần vô ý sư tử động thủ thì bản thân của thạch hạo cũng muốn giải thể rồi tình hình nguy cấp tới cực điểm phụt tiếp đó nơi ngực của thạch hạo xuất hiện một lỗ máu xương ngực bị bẻ gãy nước trong ao gần như chảy hết vào bên trong có thể thấy được trái tim đã nứt thành bốn miếng ha ha rốt cuộc cũng tới nước này xem ra ta chỉ cần giơ tay cũng có thể dễ dàng cắt lấy đầu của ngươi rồi chỉ tới thế mà thôi hoàng kim sư tử cười nói trên bờ rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi mừng rỡ cuối cùng thì hoang cũng đã chết trong tay vô ý sư tử đây là chiến công mà biết bao nhiêu người ước ao hoang với uy danh hiển hách sắp sửa bỏ mạng rồi dù cho là nhân vật thế hệ trước cũng lộ vẻ khác thường bởi vì công lao lần này của hoàng kim sư tử quá to lớn cuối cùng thì chiếc dương gỗ mục cũng xem như là do nó đoạt lại được Hoang vừa chết và vô ý sư tử cầm chiếc dương gỗ mục lên, thì đã đại công cáo thành rồi. Hà! Tuy rằng Thạch Hạo rơi vào tuyệt cảnh, kề sát bên diệt vong thế nhưng hắn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng kỳ dị, bởi vì tuy rằng bản thân bị hao tổn thế nhưng cũng không phải là, không thể chống lại được, trong cơ thể chợt có một chùm sáng bé tí chợt phóng thích ra sinh cơ kỳ dị. Vả lại, chính bởi vì thứ có tính đề kháng này, tồn tại nên hắn mới có thể vận chuyển một phần pháp lực của bản thân, hành động cũng nhanh hơn một chút, hắn vận dụng pháp môn liễu thần để chữa trị thương thế, hy vọng những vị trí như cánh tay, bắp đùi, ngực sẽ phục hồi như cũ. Đáng tiếc, luồng sinh cơ này rất yếu ớt nên chữa trị rất khó, không thể nào chữa trị xong ngay tức khắc được. Hơn nữa hắn đang ở trong áo nước nên phải thừa nhận tổn thương lại càng lớn hơn, tổng thể lại đều đang chuyển biến theo chiều hướng xấu. Ô, Hoàng Kim Sư Tử, như cảm nhận được điều gì đó nên trong lòng nhảy dựng một cái rồi nhanh chóng xuất thủ, nó cũng có chút lo lắng, dưới cái nhìn của nó, Hoàng rất khó để đoán trước được, vạn nhất hắn có thể chịu đựng được và trở thành vị tiên tăng vương thứ hai, như vậy đây là một hồi tai nạn đối với nó. Dù cho nó đã đắp nạn kim thân thành công, và dưới tình huống vị tiên tăng vương thứ hai được sinh ra thì nó cũng sẽ lờ mờ tối tăm mà thôi. Ẩm, um, móng vuốt to lớn của vũ ý sư tử lao tới, đồng thời nó cũng bắt đầu cướp lấy chiếc dương gỗ mục kia. Thạch hạo cũng không có chống đỡ trực diện, hắn cảm nhận được loại biến hóa kia, sự kiên trì của bản thân, sự mạnh mẽ của thể chất đã mạnh hơn đôi chút, có lẽ đang từ từ hướng về phía tốt đẹp, hay có thể nói hắn có thể dựa vào thứ này, để mài rũa nên chiến thể càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, việc làm ưu tiên hàng đầu của hắn chính là giữ lấy bản thân, phải sống sót, không thể chết đi được. Hắn lướt người sang ngang, quả nhiên ao nước tựa như đầm lấy lúc này không còn khóa chặt hoàn toàn hắn được nữa, động tác của hắn đã nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng mà, Hoàng Kim Sư Tử vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế sự ràng buộc của ao nước này cũng có hạn đối với nó, cho nên một móc câu hoàng kim từ bên trong móng vuốt lớn ấy xẹt qua, thiếu chút nữa đã đâm thủng mi tâm của Thạch Hạo, phù văn quy tắc lấp lánh, khủng khiếp vô cùng. Giết hắn. Một vài ông lão cũng biến sắc nên quyết đoán nói hoàng kim sư tử hạ sát thủ, không cần phải bắt tù binh làm gì. Nó hơi hơi dịch chuyển và ép tới đằng trước, bởi vì kim thân của nó sắp sửa đắp nạn xong xuôi nên không cần lo lắng quá nhiều. Bộ da lông tân sinh óng ánh như tơ lụa vàng trói, vô cùng rực rỡ thần lực nơi đây trở nên mãnh liệt, tinh khí cuộn trào, xích thần trật tự nằm dày đặc. Thạch Hạo thở dài, hôm nay quả là đã rơi vào tử địa, trên bờ thì có một đám người mở to cặp mắt quan sát, rất nhiều đều là đại tu sĩ nên hắn không thể bước lên được. Nhưng bên trong ao nước này thì lại kỳ lạ như thế, thân thể của hắn gần như bị ép tới vỡ nát, và lại còn có một con vô ý sư tử đầy hung mãnh đang ra tay nữa. Cuối cùng, Thạch Hạo cắn răng ôm chặt lấy chiếc dương gỗ mục, hắn hít sâu một hơi rồi lặn xuống đáy ao, Mặc kệ sinh tử, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của đám người này được. Chạy đi đâu? Hoàng Kim sư tử biến sắc, nó cũng lặn xuống theo. Thế nhưng, Thạch Hạo rất quyết đoán và cũng đẩy tốc độ nhanh nhất, không hề để ý tới nguy cơ tan rã của thân thể, dù cho có chết thì cũng phải do chính mình chọn lựa, không thể bị người khác chém giết được. Trong lúc này, cánh tay, phủ tạng của hắn đều bị ép gãy sau đó là vỡ nát, cuối cùng toàn bộ thân thể đều uốn lượn biến hình, ngay cả xương sọ cũng nứt ra nên biết cơ thể của hắn mạnh mẽ biết giường nào chứ, thế nhưng lúc này lại tựa như là đồ sứ dạn nứt vậy. Ao nước này thật là đáng sợ. Hoàng Kim sư tử đuổi được một đoạn thì nó hoàn toàn biến sắc, không cách nào lặn xuống được nữa, bởi vì nó vẫn đang đắp nạn kim thân, nếu cứ đuổi tiếp như vậy thì sẽ phá hư đạo quả của chính mình. Không thể lột xác hoàn toàn thì cái gọi là kim thân này cũng sẽ bị đánh vỡ. Con mắt của nó lộ vẻ lạnh lẽo nhìn về bóng người đang dần xa bên dưới kia, đồng thời nó cũng nhìn thấy được Thạch Hạo đang chia năm xẻ bảy tới lúc này thì nó mới thở phào nhẹ nhõm không có ai hiểu hơn nó đáy ao kia là một nơi như thế nào nơi ấy còn đáng sợ hơn bên trên rất nhiều bọt nước cuồn cuộn hoàng kim sư tử lại xuất hiện ở trên mặt hồ sắc mặt biến đổi không ngừng trên bờ đông đảo tu sĩ dị vực giật mình chiếc dương gỗ kia không hề đoạt được hoang đâu hắn đã chết rồi à còn chiếc dương đâu một ông lão gấp gáp hỏi dương gỗ kia là vấn đề cực lớn tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì yên tâm hắn đã chết rồi, không thể nào sống được đâu, chờ ta đắp nạn xong kim thân, thì sẽ thử lẻn xuống đáy ao lấy lên chiếc dương gỗ kia. Vô ý sư tử đáp. Câu trả lời này khiến mọi người thất kinh. Nó nói là thử nghiệm lẻn xuống đáy ao, đủ để chứng minh độ khó như thế nào. Đáy ao rất đáng sợ ư. Chiếc ao này hết sức kinh người. Nó còn siêu phàm hơn cả tưởng tượng của các vị nữa đó. Hoàng Kim Sư Tử nói, nó nhìn ra được nghi hoặc của bọn họ. Nó được hình thành như thế nào, đáy hồ có thứ gì? Một đại tu sĩ hỏi, là các vị phật đà xây dựng nên ẩn chứa trật tự thiên địa kỳ dị muốn thực hiện việc luân hồi các vị nhìn nẻ chất lỏng này rất khủng khiếp đúng không kỳ thực là loại thuốc vô thượng là thần dịch hoàng kim sư tử dùng móng vuốt lớn của mình quơ quơ mặt nước rồi nói như vậy thần dịch sinh linh trên bờ không hiểu lắm chất lỏng này từng ăn mòn và khiến bọn họ không cách nào tiếp cận được vậy mà còn nói thần thánh gì chứ có một truyền thuyết từng đời cao tăng sau khi tạo hóa thì thể xác sẽ được đưa vào và hòa tan trong ao nước này từng đời cổ phật sau khi chết đi thì xương cốt được chôn vào trong ao luân hồi trở thành thần dịch hoàng kim sư tử nói việc này khiến cho người khác sởn tóc gáy chất lỏng bên trong ao này đều là do các đời tiên hiền của một mạch cổ tăng sau khi chết hóa thành ngâm mình trong một ao nước như vậy chỉ cần nghĩ tới thôi thì đã khiến đám người trên bờ nổi hết cả da gà các vị suy nghĩ nhiều rồi trở thành tiên tăng thì thân thể làm gì dơ bẩn nữa chứ toàn thân là khí tức thần thánh huyết nhục sớm đã được tịnh hóa đây là những vị tăng lữ không thể trường sinh trước khi tiến vào ao nước này thì sớm đã tịnh hóa qua bản thân, nếu như nói là nơi chôn xương không bằng nói, là nơi hội tụ thần lực cuối cùng của bọn họ. Vô ý sư tử nói, hoang xuống dưới đó, lỡ may không có chết, ngược lại còn đạt được chỗ tốt thì sao? Có người gấp gáp hỏi, không thể nào, đáy ao càng hung hiểm hơn nữa, chỉ cần bước vào thì thân thể sẽ nổ tung, nguyên. Thần sẽ trở thành mưa ánh sáng, tiêu tán toàn bộ. Vô ý sư tử nói, lý do, đáy ao không hề tầm thường đâu, nghe nói, có một vài cổ tăng quá mạnh mẽ nên đã không hề hòa tan toàn bộ bản thân mình, lúc ấy thân thể được lưu lại và chìm xuống đáy ao. Nếu như hoang xuống dưới đó thì làm sao có thể chịu đựng được loại áp chế ấy, nhất định hình thần điều diện. Hoàng Kim Sư Tử nói, chương 1509, phá rồi lại lập. Sinh linh trên bờ nghe được những câu này thì giật mình rồi lại nhíu mày, nơi đây không ngờ lại có lai lịch lớn như thế, nơi chôn cất các vị Phật, ao chôn xương của tiên tăng, việc này khiến người khác hoảng sợ, đặc biệt là, trong mắt người kế thừa của một mạch cổ tăng thì nơi đây lại vô cùng thần thánh, siêu nhiên, an lành, thành ra làm người khác cảm thấy lạnh run cả người. Đây là bảo dịch thần thánh. Một người trẻ tuổi cả lăm nói, chiếc ao này cũng đáng gờm đó chứ. Đương nhiên cũng có người cho rằng, nơi đây nhất định có bí mật lớn, lại có thể tạo nên luân hồi, là nơi vãng sinh. Đây là dấu hiệu báo trước cho sự phi phàm của chiếc ao này. Chỉ là, ai dám xuống xem rõ ngọn ngành chứ, không người nào có thể lẻn xuống đáy ao được. Dù cho là vô ý sư tử cũng khó lòng làm được, thông qua lời nói của nó thì có thể suy đoán ra được. Nhưng cứ như vậy thì làm sao lấy lại được chiếc dương kia chứ? Việc này khiến cho không ít đại tu sĩ đau hết cả đầu, cảm thấy vô cùng phiền toái. Vô ý sư tử cũng không hề nói gì nữa mà nhắm chặt hai mắt. Nó đang toàn lực ứng phó hòng đáp nạn lại kim thân vô địch của bản thân, muốn trở thành cao thủ tăng lữ trong truyền thuyết kia. Gia tộc của nó từng đi theo một mạch cổ tăng cho nên hiểu biết rất nhiều điều về đạo thống này, biết rõ sự đáng sợ của bọn họ. Trên bờ, một vài đại tu sĩ nhắc tới chiến tích của một mạch cổ tăng. Những vị tăng lữ kia rất đáng sợ, nghe đâu, năm xưa sau khi cường giả giới ta đã bình định được 9 ngày, cho rằng tình thế đã ổn định nhưng không nghĩ rằng, trong lúc vô tình thì lại thấy được một ngôi miếu nhỏ đổ nát, bên trong có mấy lão tăng, kết quả đã khiến cho đại quân giới ta trọng thương. Ừ, đúng như vậy, ta còn nghe nói, từng có một vị hòa thượng vừa mới xuất gia, tuổi tác cũng không lớn lắm thế nhưng lại có thể diệt cả một nhánh đại quân giới ta. Nói về một mạch này thì tất nhiên sẽ có rất nhiều truyền thuyết. Sư tử nhỏ, người tin chắc mình có thể lẻn xuống được đáy ao và mang chiếc dương kia trở lên. Một vị đại tu sĩ hỏi: Ta sẽ tận lực, cũng không có vấn đề gì. Hoàng Kim sư tử đáp: Nó cũng không có khẳng định chắc chắn, bởi vì nếu như truyền thuyết kia là sự thật thì nơi này rất là ghê gớm, rất có thể là di địa trí cao do một mạch cổ tăng lưu lại. Theo như truyền thuyết, nơi đây nhất định đã trôn lấp các đời đại tiên hiền thậm chí thời gian còn phải xa xôi hơn cả thời đại của Tiên Tăng Vương nữa. Bởi vì, sau khi Tiên Tăng Vương xuất hiện trên đời này, thì truyền thừa của một mạch cổ tăng sớm đã trường tồn với thế gian rồi. Trên bờ, một nhóm người u sầu, lo lắng sẽ không lấy được dương gỗ mục kia. Bọn họ thử mở ra thiên nhãn thế nhưng cơ bản không tài nào thấy được đáy ao, đây là nơi vùi thân, là nơi chôn xương của các đời cao tăng, không phải là nơi mà bọn họ có thể nhìn thấu được. Ngay cả thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu một khi tiến vào trong ao nước thì sẽ bị thôn phệ ngay. Bên dưới làn nước, thân thể của Thạch Hạo chia năm xẻ bảy, đã hoàn toàn giải thể, dù cho nguyên thần cũng gần như cắt lìa và hóa thành một chùm ánh sáng, sắp sửa thoát ly khỏi xương sọ. Trọng thương vô cùng đáng sợ, hắn có thể sẽ bỏ mình. Hắn tuy rằng đang cực lực chống trả, thế nhưng uy hiếp của áo nước này quá to lớn, muốn đồng hóa hắn, muốn luyện hắn thành một luồng tinh khí và trở thành một phần của áo nước. Thời khắc này, Thạch Hạo cảm nhận được một loại sợ hãi, Lẽ nào áo nước này được hình thành từ vô số cường giả đã tan chảy nên? Nếu như vậy thì quá là đáng sợ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bởi vì, xương chán đã hoàn toàn dạn nứt, chỗ bị áo nước nhấn chìm tác động khiến nguyên thần của hắn không ngừng bị trọng thương. Rất nhiều vết rách đan dệt đồng thời hào quang chiếu rọi. Cứ tiếp tục như vậy, thì hắn sẽ nối gót theo những tên tu sĩ trẻ tuổi của dị vực kia, nguyên thần sẽ bốc hơi và trở thành mưa ánh sáng. Trong cơ thể của hắn có một chùm sinh cơ rất kỳ dị không ngừng chống cự lại nguồn sức mạnh này, thế nhưng nó cũng không đủ mạnh, trước sau cũng không thể nào thoát khỏi nguy cơ to lớn này. Tụ lại cho ta. Thạch hạo gào thét. Hắn cố gắng chấp vá thân thể đã chia năm xẻ bảy của mình lại, vận dụng pháp môn liễu thần để kết nối, không ngừng đấu tranh bên dưới mặt nước hồng giúp bản thân hồi phục lại như cũ. Đột phá đi, chính là vào lúc này. Thạch hạo nói nhỏ. Trong tích tắc sau khi thân thể của hắn gắn kết lại thì hắn bắt đầu vượt cửa ải, nơi đây rất yên tĩnh, hắn muốn tiến vào cảnh giới chảm ngã, bởi vì sự tích lũy đã quá nhiều. Hiện giờ hắn muốn phá cục khi đang chìm ngập trong nguy nan. Ẩm, um, một luồng thần quang đầy đáng sợ tỏa ra từ trong cơ thể hắn, mặc cho thân thể chia năm xẻ bảy đầy tả tơi, thế nhưng trong cơ thể hắn vẫn xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí như trước. Đó là những cánh cửa trong cơ thể đang được mở ra, từng cánh từng cánh một, muốn phóng thích ra sinh cơ đầy mạnh mẽ để chữa trị cơ thể, khôi phục lại nguyên thần, giúp cho hắn cường thịnh lên. Nhưng chính những cánh cửa này xuất hiện thì lại càng khiến cho sự sung kích của áo nước càng khủng khiếp hơn nữa. Dưới đáy ao có một luồng sức mạnh màu vàng đầy mãnh liệt lao lên và đánh nát Thạch Hạo, lần này còn nghiêm trọng hơn cả việc chia năm xẻ bảy như vừa nãy, lại là trọng thương, nên biết lúc ở dãy núi thần dược thì Thạch Hạo đã gặp phải đạo thương, lúc này lại bị áp chế nhiều lần như vậy nên tình thế càng chuyển biến xấu hơn. Đó là sức mạnh gì thế? Thạch Hạo chấn kinh, lúc hắn đang đột phá thì lại gặp phải một đòn chí mạng như thế. Sự đột phá của hắn, hành trình vượt cửa ải lần này đã bị cưỡng ép đánh gãy. Lúc này, hắn trở thành một đống thịt nát, còn những miếng xương vỡ vụn kia thì bị kéo hết xuống dưới đáy ao. Áp lực của ao nước ở nơi này càng nặng nề hơn, ẩn chứa một luồng sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng, Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, nguyên thần của hắn cũng không hề bị phân giải, hắn rõ ràng cảm nhận được tình huống ở bên dưới nên hoảng sợ không thôi. Xương, từng đống lại từng đống, liên miên nối liền với nhau, đây là cảnh tượng mà hắn nhìn thấy được bên dưới đáy ao. Bên trên của áo nước thì rất thần thánh, lan tỏa ánh sáng lộng lẫy, óng ánh trong suốt, thế nhưng cảnh tượng bên dưới lại khủng khiếp như thế, đâu đâu cũng có xương cốt gãy vỡ. Cảnh tượng gì thế này? Đây là Tịnh Thổ Cổ Tăng mà Hoàng Kim Sư Tử từng nói qua, là nơi an nghỉ cuối cùng. Hai cốt xếp thành đống, khó tránh khỏi việc xuất hiện những thứ kỳ lạ cũng như đáng sợ. Tâm thần của Thạch Hạo chấn động dữ dội, đồng thời đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất từ trước tới nay của hắn. Hào quang màu vàng kia được phát ra từ những khối xương cốt bên dưới chúng muốn luyện hóa hắn. Ầm, đặc biệt, bên trong đống xương xếp chồng kia có một vài khúc xương bản thân đã là màu vàng. Rồi, thần thánh vô cùng, ánh sáng dịu dịu lan tỏa bao vây hắn lại, bắt đầu luyện hóa toàn diện. Lúc này, hắn rơi vào tình trạng vô cùng gây go, không phải hình người mà là một mảng huyết nhục cùng xương vụn đang bị giam cầm, nguy hiểm dị thường. Chùm ánh sáng này tựa như là chiếc lò lửa màu vàng đốt cùng quay nướng hắn, có thể thấy rõ, nguyên thần của Thạch Hạo đang tan rã, cũng y chang như thân thể của hắn vậy không hề hoàn chỉnh chút nào, ta sẽ phải chết ở đây ư? Thạch Hạo không cam lòng, hắn không hề từ bỏ, vẫn chống cự như trước, vẫn không ngừng đấu tranh. Sự đột phá vừa nãy bị cắt đứt, nên đã khiến cho hắn không còn chút sức mạnh nào nữa. ầm, um, Thạch Hạo dưới trạng thái là mảng huyết nhục trượt nổ tung, lại lần nữa bị nghiền ép trở thành mưa máu, xương cốt tựa như là những màu cát đá vụn vặt, hoàn toàn bị ép cho nổ nát. Lúc này, nguyên thần của hắn đã trở thành vô số mảnh vỡ không ngừng phát sáng và như muốn lan tràn về bốn phương tám hướng thế nhưng thạch hạo vẫn đấu tranh đầy kiên cường bất khuất hắn vận dụng toàn bộ những thủ đoạn mà mình có thể thực hiện được duy trì cho sự bất diệt của bản thân hắn phải kiên cường thời khắc này hàng loạt bảo thuật đều xuất hiện hàng loạt phù văn đồng thời tỏa ra hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn mà bản thân có thể thi triển được một loại kinh văn kỳ dị vang lên vào thời khắc này nó càng mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều lần và càng giúp hắn hiểu rõ hơn đó chính là bất diệt kinh nó hóa thành từng ký hiệu và giao hòa cùng với huyết nhục vừa mới nổ tung kia của hắn cả hai không ngừng cuốn chặt lấy nhau thứ đó tựa như là bùn nhão không ngừng bị nghiền ép và cũng không ngừng được đúc rèn lại bất diệt kinh chính là công pháp mạnh mẽ để tu luyện thân thể ở vào hoàn cảnh này nó đã phát huy ra hiệu quả kỳ diệu không thể nào tưởng tượng nổi muôn vàn thử thách sau khi phá rồi lại lập thì thạch hạo đang ở trạng thái huyết nhục kia lại bắt đầu nhúc nhích một lần nữa bắt đầu sinh trưởng cuối cùng đã tạo thành dáng vẻ của thân thể Xương cốt cũng đang bắt đầu sinh trưởng và nối liền, một bộ thân thể đã được ngưng tụ thành. Thạch Hạo muốn gầm, muốn thét thật dài, bởi vì, tuy rằng cơ thể đã được chế tạo lại lần nữa, từ từ phục hồi lại như cũ, thế nhưng nguyên thần của hắn lại không có may mắn như vậy, vẫn là những mảnh vỡ và khả năng sẽ bị tan rã vào trong ao nước. Bất Diệt Kinh, được mệnh danh là đại pháp vô thượng, ngày xưa nó được xếp vào ba hạng đầu những cổ kinh mạnh mẽ nhất, khuyết điểm duy nhất chính là không thể nào tu luyện nguyên thần, nếu không đã có thể xếp hạng đệ nhất thiên hạ rồi hoàn toàn chính xác, nói về phương diện tu thân thể thì đây là kinh văn số 1, nó có thể đáp nạn lại thân thể của Thạch Hạo, lại lần nữa xuất hiện trên thế gian, thế nhưng nguyên thần vẫn bị phá nát gần như tiêu tán như trước. Gào, Thạch Hạo hét lớn một tiếng, ánh sáng nguyên thần kia đang dùng hết mọi khả năng tiến vào thân thể, những mảnh vỡ kia không ngừng hướng vào bên trong xương sọ, kết quả lại gặp phải sự lôi kéo của một xương sọ màu vàng bên dưới đáy ao, không thể nào tọa nguyện được. Đáy ao có rất nhiều mảnh xương thần thánh, trong đó có một cái xương sọ vàng óng rất là thần bí nó muốn đoạt lấy nguyên thần của thạch hạo phụt cuối cùng những mảnh vỡ nguyên thần này phát sáng chúng không hề chọn đầu lâu mà điên cuồng vọt vào trong lồng ngực của thạch hạo dung hợp vào bên trong phủ tạng không hề chịu lui ra ngoài tái tạo thân thể tái tạo nguyên thần thạch hạo gầm nhẹ hắn rất muốn đột phá lột xác ngay chính nơi này bất diệt kinh vận chuyển để chữa trị thương thế cô đọng nên bất diệt thân đầy mạnh mẽ mà trong quá trình này, trong cơ thể của hắn còn xảy ra biến hóa đầy kỳ dị, bên trong ngũ tạng tựa như đang có cung điện thần bí nào đó, thành hình để thờ cúng những mảnh vỡ nguyên thần kia. Chương 1510, bất diệt thân. Cơ thể thành hình, lần nữa đã được đắp nặn nên, đây là một quá trình đầy gian nan, khi đối mặt với sức mạnh đầy đáng sợ bên dưới mặt nước thì bất diệt, kinh của Thạch Hạo đã phát huy tác dụng to lớn. Chỉ là trong quá trình này, những mảnh vỡ nguyên thần sông tới kia đang dung hợp cùng với ngũ tạng của hắn. Trong cơ thể hắn, ngũ tạng phát sáng, trong lúc mơ hồ tựa như hóa thành năm tòa cung điện bảo vệ lấy nguyên thần. Bởi vì, sức mạnh ăn mòn của bên ngoài vẫn còn, vẫn không ngừng tiêu hao thân thể, tan rã nguyên thần của hắn. Mà cơ thể của hắn thì lại được bất diệt kinh bảo vệ, phù văn kỳ dị ngưng tụ cùng với huyết nhục khiến cho toàn thân không cách nào nổ tung lần nữa, thế nhưng nguyên thần thì lại không có bộ kinh văn tương ứng nào để gia trì cả, cho nên có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều. Ngược lại, ngũ tạng bên trong thân thể đã hóa thành cung điện và che chở lấy nguyên thần trong hoàn cảnh này thạch hạo chìm đắm trong vẻ tĩnh lặng hiếm thấy hắn yên tĩnh lại không còn sợ hãi nữa không còn lo lắng nữa mà là không chút cảm xúc nào quan sát tất cả mọi diễn biến quan sát toàn bộ biến hóa của bản thân giới tu hành vẫn có lời nói rằng ngoại trừ bản mệnh ra thì sinh linh còn có năm mạng đối ứng với ngũ hành trong thiên địa thế nhưng rất khó có thể kích hoạt hoàn toàn nói như thế nếu như sinh linh bị giết chết thì sẽ tử vong sẽ không hề có bất cứ điều bất ngờ nào. Chỉ có trường hợp cực kỳ cá biệt nào đó, dù cho đã hoàn toàn tử vong thế nhưng sinh linh ấy vẫn còn sống, kể cả thần hồn có bị diệt vong đi nữa. Đây chính là vấn đề về năm mạng khác mà mọi người thường hay bàn luận. Ví như, có người có thể sống thêm một đời nữa, đó cũng là đã tiếp nhận được một mạng trong số năm mạng khác này, cho nên mới có thể phản lão hoàn đồng, mở ra một đời người hoàn toàn mới. Năm mạng cộng thêm với tính mạng của chính bản thân mình Tính ra thì sinh linh sẽ có 6 mạng, có thể sống thêm 6 đời nữa. Cho nên lúc ở cổ đại từng có người muốn sáng tạo nên lục đạo luân hồi để nghiên cứu sự huyền bí này, loại huyền bí ấy vô cùng phức tạp, không tài nào tưởng tượng ra được. Trên con đường ở lục đạo luân hồi này thì một mạch cổ tăng cùng với lục đạo luân hồi, vương chính là những người đi trước nhất. Hiện tại, khi Thạch Hạo nhìn thấy được tình huống đang diễn ra trong cơ thể mình, thì hắn chợt hiểu ra, từ một góc độ nào đó thì đã lý giải được về năm mạng này. Ngũ Tạng mở ra năm cánh cửa mỗi cánh cửa lại nối liền với một mạng hắn thì thầm hắn nhìn thấy được một chút sự huyền bí này thì cũng không có nghĩa là hắn đã bắt giữ được năm mạng mà chỉ là quan sát được một chút thứ thuần khiết nhất cũng như bản nguyên nhất mà thôi đương nhiên những thứ này hoàn toàn không giống với con đường tu luyện trước kia vì lẽ đó góc độ lý giải được cũng không hề giống hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay cũng là do có quan hệ cực lớn với cửa ải lấy thân làm hạt giống không ngừng mở ra cánh cửa trong cơ thể thì sẽ có thể nhìn thấy được một chút chuyện kỳ dị Nguyên thần của hắn đang được tu dưỡng bên trong năm tòa cung điện trong ngũ tạng, chúng từ từ khép lại và được bảo vệ bên trong. Nói tóm lại, hiện giờ nguyên thần của hắn đã bị phân tách thành 5 phần và phân biệt nấp vào trong năm tòa cung điện mơ hồ kia, chúng dường như là 5 vị thần linh đang được thờ phụng, đang được tu dưỡng nơi ấy. Không biết qua bao lâu thì thân thể của Thạch Hạo đã được tái tạo hoàn thành, nguyên thần cũng từ từ phục hồi lại như cũ. Hắn hét lên một tiếng, 5 phần nguyên thần lao ra khỏi cung điện mơ ảo kia và lần nữa ngưng tụ cùng nhau hình thành nên một nguyên thần hoàn chỉnh rồi tiến vào trong xương sọ của hắn vào lúc này hắn cảm giác được thân thể vừa mới tái tạo này mạnh mẽ tới đặc biệt không ngờ tạm thời có thể chống lại sự ăn mòn của áo nước ồ thạch hạo giật mình rõ ràng nguyên thần của hắn đã trở về vị trí cũ trở lại trong xương sọ thế nhưng năm tòa cung điện bên trong mũ tạng kia vẫn còn đồng thời còn vang lên từng tiếng tụng kinh mơ hồ tình huống gì thế này hắn khá là giật mình nguyên thần của hắn không hề ở trong vậy thì ai đang tụng kinh tiếng kinh văn ấy rất mơ hồ và cũng rất xa xăm, tựa như được truyền từ phía cuối chân trời tới, lại tựa như rung động từ trước năm tháng hồng hoang, vô cùng thần bí. Thạch hạo chú tâm lắng nghe nhưng vẫn không quá rõ ràng, không biết là kinh văn gì. Xoẹt, tiếp đó lại xảy ra chuyện kỳ dị hơn, một bóng người mơ hồ thoáng hiện, hắn mang theo tiên khí và xuất hiện ở giữa ngũ tạng. Năm tòa cung điện lại nằm bên trên ngũ tạng, thần bí và kinh người. Bóng người mơ hồ ấy không có tiến vào năm tòa cung điện, mà là ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trung tâm năm tòa này, tựa như đang lắng nghe cũng như đang cảm ngộ vậy. Thạch Hạo chợt nhận ra, bóng người mơ hồ ấy chính là sinh linh đã được thai nghén ra từ một trong ba bông hoa đại đại nở rộ trên đầu của hắn. Là hắn, là bóng người tựa như sinh sống ở quá khứ. Thạch Hạo kinh hãi. Bóng người ấy từng thay hắn cản lại một đòn của chát đao chảm tiên, và thiếu chút nữa thì bị diệt vong, về sau thì bị một vệt luân hồi ấn khóa chặt cố định lại thân thể, khi ấy mới không bị tiêu tán, không biết qua bao lâu thì bóng người ấy lóa lên rồi biến mất hẳn. Tiếp đó lại có một bóng người khác đi tới và cũng ngồi xếp bằng ở chỗ ấy, chính là bóng người được thụy khí quấn quanh, là một sinh linh khác được thai ngén ra từ bông hoa đại đạo nở rộ bên trên đỉnh đầu của hắn. Việc này khiến Thạch Hạo ngờ vực không thôi, hai người tí hon này lần lượt xuất hiện ở nơi ấy, là đang lắng nghe kinh văn hay là muốn làm chuyện khác, hắn chú tâm suy luận, cảm thấy những chuyện hôm nay mình nhìn thấy được không chỉ rất kỳ lạ, mà còn ảnh hưởng rất lớn nữa, cung điện ngũ tạng có bí mật lớn, ẩn chứa sức mạnh không tài nào tưởng tượng ra được đáng giá để mai sau khai thác hiện giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều hắn đã chìm xuống đáy ao và ngồi xếp bằng bên trên một đống xương cốt hiện giờ đang nằm trong một trạng thái cân bằng đáng tiếc thật nguyên thần của ta tuy mạnh thế nhưng lại không có pháp môn tu luyện tương ứng không thể nào so sánh được với bất diệt kinh bổ trợ cho thân thể thế nhưng hắn biết chuyện này quá hão huyền làm sao có khả năng sẽ có một bộ kinh văn trí cao như vậy rơi vào trong tay của hắn chứ chính xác cơ thể của hắn dần dần thích ứng được với thử thách ở nơi này nếu như không phải cẩn thận bảo vệ nguyên thần thì hắn sớm đã có hành động rồi lần này cơ thể hắn nổ tung và kinh văn bất diệt đã phát huy giúp thân thể hắn gây dựng lại đây giống như là một lần niết bàn vậy khi nào thì chính bản thân ta mới có thể sáng tạo ra một bộ kinh văn chứ hắn lẩm bẩm thế nhưng hắn biết chuyện này còn rất xa xôi trừ phi thông hiểu vô số pháp môn trên thế gian nếu không khi sáng tạo ra cũng chẳng có chút giá trị gì thạch hạo cũng không có vội vã đứng dậy mà là yên lặng cảm ngộ tất cả của bản thân làm kiên cố lại thân thể tái tạo lại cơ thể hắn vẫn chưa rút lấy sức mạnh của nơi này mà chỉ là đơn thuần dựa vào sức mạnh phóng thích của các cánh cửa trong cơ thể mình mà thôi tuy rằng hiện giờ hắn đã đạt được trạng thái cân bằng với ao luân hồi này thế nhưng hắn vẫn rất kiêng rẻ chứ không hề giống như hoàng kim sư tử không ngừng nỗ lực rút lấy chất lỏng thần bí ẩn chứa trong ao nước trong nhìn nhận của thạch hạo bên trong ao nước này có nhiều xương cốt như vậy thì chắc chắn có rất nhiều tiền bối đại hiền đã tọa hóa đây là ao nước sau khi huyết nhục của bọn họ tan chảy thành cho nên khiến hắn không dám thử nghiệm dẫn vào trong cơ thể một cách dễ dàng hắn không muốn luyện hóa loại sức mạnh này luôn cảm thấy nó không thích hợp dưới cái nhìn của hắn đây là một cái ao mai táng nếu như luyện hóa loại sức mạnh này thì không chỉ bất kính với cổ tăng mà còn bất kính với chính mình nữa nếu như ta có thể mở ra cánh cửa tiềm lực của bản thân phóng thích ra sức mạnh vô tận tái tạo thành bất diệt thân thì cũng không cần thiết phải rút lấy loại thần dịch của thi thể được mai táng nơi đây nữa. Thạch Hạo chỉ xem cái ao này như là ao rèn luyện, chưa từng xem nó là lò thuốc. Trên thực tế, việc này vừa hay lại tương đồng với giáo lý của cổ tăng năm xưa. Bởi vì trước đây không lâu Hoàng Kim sư tử từng nói, nơi đây có tên là ao Luân hồi, cũng được gọi là ao rèn luyện, chưa từng nói qua đây là áo thuốc. Ao rèn luyện, chỉ có những thứ rèn luyện như này thôi sao? Ta vẫn còn chịu đựng nổi, có phải đã qua ải rồi? Thạch Hạo thở dài một hơi, bởi vì hắn cảm thấy tinh khí thần trở nên dồi dào, thân thể mạnh mẽ mà trước giờ chưa từng đạt tới. Răng rác, đột nhiên hắn chợt giật mình, đáy ao chợt phát ra tiếng vang tựa như có sinh linh nào đó muốn chui ra, việc này khiến Thạch Hạo tê dại cả da đầu. Tiếp đó, hàng loạt xương cốt bị nhấc bổng lên và một bộ khung xương vàng óng xuất hiện, nó chỉ thiếu mỗi xương sọ còn lại thì đều hoàn chỉnh, hoàn toàn khác với những bộ xương khô khác. Kim quang lóe lên, xương sọ màu vàng trước kia từng muốn hút lấy nguyên thần của Thạch Hạo, tự động gắn kết với cổ của khung xương này, lại lần nữa kết hợp cùng nhau. Trong lúc Thạch Hạo cảm thấy kinh ngạc thì bộ khung xương màu vàng này chợt chuyển động, nó dò ra xương cánh tay, dang rộng xương tay hướng về phía Thạch Hạo. Hà! Thạch Hạo kinh hãi, lại gặp phải công kích, sức mạnh của đối phương quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn không cách nào tránh né được. Một trưởng ấy bao phủ lấy toàn thân của hắn, thứ này nắm giữ áo nghĩa đại đạo, với trình độ hiện tại của hắn thì không cách nào né tránh được. Thạch Hạo ho ra đầy máu tươi, cả người bị đánh tới rạn nứt, một trường ấy chẳng chút lưu tình khiến cả người hắn nổ vang, run rẩy không thôi. Trên bờ hồ, một đám sinh linh sớm đã đứng ngồi không yên, cảm thấy thời gian đã kéo dài quá lâu. "Sư tử nhỏ, ngươi vẫn chưa đáp nạn xong kim thân à?" Một đại tu sĩ thúc giục. "Sắp rồi, chuẩn bị đáp nạn ra kim thân vô địch của ta rồi." Vô ý sư tử nói đầy tự tin, bế ngễ thiên hạ. Tiếp đó nó lại mở miệng, nói, "Các vị tiền bối xin hãy yên tâm." Chút nữa ta sẽ xuống dưới đáy ao để lấy dương gỗ lên." "Ngươi có nắm chắc không đó?" Có người hỏi. "Có, ta cảm thấy kim thân đã được đắp nạn vô cùng phi phàm, chút nữa sẽ đi xuống đáy ao để tiếp nhận sự gột rửa, cũng như thử thách của 18 nhịp đập của cổ Phật, tiến thêm một bước để đắp nạn kim thân của ta tới cảnh giới hoàn mỹ, thuận tiện lấy dương gỗ lên luôn." Hoàng Kim sư tử đáp. Chương 1511, 18 cú đập của cổ Phật. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử nói xong những câu này thì cũng không có lên tiếng nữa. Nó toàn lực ứng phó việc đắp nạn kim thân của bản thân, mặc dù là hình thú thế nhưng lại ngồi xếp bằng ở trong ao nước, dáng vẻ đầy trang nghiêm. Nó tự như là vầng mặt trời tỏa ánh sáng hòa quang, sau đầu của nó không ngừng dâng lên Phật khí hình thành nên vầng sáng thần bí, mơ hồ có tiếng tụng kinh văn vang vọng. Con sư tử này không đơn giản đâu, ta từng nghe nói qua, chỉ khi nào một mạch cổ tăng có tiềm lực mạnh mẽ, có thể thành Phật thành tổ, thì mới có thể ngưng tụ ra trạng thái Phật quang chiếu dọi được, sẽ có Phật âm lượn lờ, không ngờ nó lại làm được. Một ông lão than thở, vô ý sư tử đang đắp nạn pháp thể vô địch, sau khi đạt tới tầng cao nhất thì tiến xuống đáy ao, đi tiếp nhận 18 cú đập của cổ Phật, để chiến thể của bản thân không một chút tì vết nào nữa, đáy ao. Sóng lớn cuồn cuộn, ánh vàng ngàn vạn, dáng lành như núi lửa không ngừng dâng trào. Toàn bộ đều do khung xương vàng kia tạo thành. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trên vô số tàn cốt, một mảnh ánh sáng hừng hực lan tỏa phật âm ẩm ẩm đầy thần thánh tựa như là một vị tiên tăng tái sinh và chiếu khắp thế gian khung xương này rất thần thánh và cũng rất an lành thế nhưng đối với thạch hạo thì lại vô cùng đáng sợ chính vì như thế nên hắn mới ho đầy máu tươi hình thể sắp sửa nổ tung bởi vì khung xương màu vàng này tuy rằng vẫn ngồi xếp bằng ở nơi ấy thế nhưng lại đang giam cầm lấy thạch hạo tiếp đó là vung tay nện mạnh về phía thạch hạo sức nặng này không cách nào chịu đựng nổi xương tay màu vàng ấy không biết lợi hại hơn pháp khí bao nhiêu lần, khi đánh lên thân thể hắn thì khiến bất diệt, thân vừa mới ngưng tụ lại càng xuất hiện thêm nhiều vết rách hơn. Cả người thạch hạo đỏ đậm, từng tia máu theo những khe hở trên cơ thể ứa ra ngoài. Đây mới chỉ là đòn đánh thứ ba mà đã khiến hắn gần như tan rã rồi. Không phải hắn không đủ mạnh, cũng không phải bất diệt thân chỉ là danh tiếng hão huyền, mà là do bộ xương vàng kia quá đáng sợ, không thể nào suy đoán ra được cảnh giới của nó khi còn sống. Dù là chết đi, thì sức mạnh còn sót lại bên trên của bộ xương cốt màu vàng này vẫn có thể dễ dàng chém giết tu sĩ cảnh giới hư đạo. Rõ ràng, khung xương này cũng không hề hạ tử thủ, nếu không, tình huống sẽ càng bết bát hơn nữa. Ba đòn qua đi thì xương tay kia mới ngừng lại, không có tiếp tục công kích nữa. Hà, Thạch Hạo kinh ngạc thế nhưng cũng không hề suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng trị liệu thương thế, và lại trong quá trình này hắn cũng đang quan sát bên trong thân thể mình, thì phát hiện ra một vài vấn đề, những vị trí mà xương tay kia đánh chúng đều là những yếu điểm của hắn, tựa như đang khiêu khích vậy, trong lòng hắn chợt kinh ngạc rồi thầm hiểu, khung xương màu vàng này có thâm ý khác ư, là chỉ điểm cho việc tu hành, giúp hắn tiến thêm một bước nữa. Một lát sau, Thạch Hạo vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình để khôi phục bản thân, những vị trí ấy đều được chú ý khắc ghi đồng thời hắn, cũng bắt đầu tiến hành tu hành. Hà! Thạch Hạo giật nảy mình, khi toàn lực vận chuyển bất diệt, kinh để đánh chiếm những vị trí kia thì chợt có ánh sáng mờ ảo lan tỏa khiến cho những nơi đó trở nên vững chắc trong nháy mắt hắn tin chắc đây không chỉ là hiệu quả của bất diệt kinh mà khả năng còn có quan hệ do khung xương màu vàng kia gây nên khi tất cả trở lại yên tĩnh thì thạch hạo cảm thấy kỳ quái khung xương màu vàng kia đang trợ giúp cải thiện lại thể chất cho hắn ư ẩm ừ. nhưng vào úc này một chùm ánh vàng dâng lên một xương tay màu vàng vung tới và oanh kích về phía thạch hạo không còn nhẹ nhàng như trước mà lực đạo đã được tăng thêm lại tiếp tục đánh chính xác thạch hạo lần nữa ói ra máu tươi bị thương rất nặng nghiêm trọng hơn cả lần trước thế nhưng hắn cũng không hề sợ hãi gì cả ngược lại còn rất chờ mong ước ao có thể thông qua cuộc ăn hành này để tìm ra nhược điểm của mình lại là ba đòn đánh cả người thạch hạo đau nhức xương cốt nhiều chỗ đã dạn nứt và hình thành vô số hoa văn dáng vẻ vô cùng khủng khiếp ba đòn qua đi khung xương màu vàng kia lần nữa bất động thạch hạo nhíu mày lẽ nào trên người hắn lại có nhiều kẽ hở như vậy đáng ra không phải như vậy mới đúng chứ khi quan sát thận cẩn thận trong cơ thể thì hắn biết được, những thứ được gọi là kẽ hở kia chính là kết quả khi phóng to tới vô hạn, nếu như chỉ dựa vào việc tìm kiếm toàn thân, thì dù cho là thiên nhãn cũng khó phát hiện ra. Phóng to vô hạn các tỷ vết ấy và tiếp đó là dáng những đòn nghiêm trọng tới, cho nên mới khiến cho thân thể của hắn ngập tràn trong máu tươi. Đúng rồi, trên thế gian này thứ gì mà chẳng có thiếu sót, làm sao có thể hoàn mỹ hoàn toàn chứ? Nếu như xăm soi thì sẽ luôn luôn nhìn thấy kẽ hở, với đạo hạnh của khung xương màu vàng này thì tất nhiên có thể tìm thấy được những nhược điểm của tu sĩ cảnh giới như ta, tất nhiên có thể thấy được tì vết rồi. Thạch hạo phán đoán như vậy, sau đó không còn nhíu mày gì nữa, trái lại còn thả lỏng tâm thần, toàn lực nghiên cứu đồng thời chữa trị thân thể, bù đắp những nhược điểm kia. Trong quá trình này, bất diệt kinh phát sáng, âm thanh nổ ầm ầm, trong cơ thể của hắn tựa như đang có sấm sét nổ tung vậy. Tiếp đó, khung xương màu vàng lại xuất thủ, lại là ba trưởng và đã chứng thực cho suy đoán của Thạch Hạo, đây hoàn toàn là soi mói yêu cầu cao, ba trưởng lần này rất khó để tìm được nơi yếu kém, thế nhưng lại xung kích trực tiếp về phía cánh cửa trong cơ thể của Thạch Hạo, khiến nơi ấy trở nên hỗn loạn. Vô số thanh quang lan tỏa, khí tức mạnh mẽ từ trong cánh cửa ấy ập ra ngoài. Thạch Hạo chấn động, quả nhiên là đang trợ giúp hắn tu hành. Khung xương màu vàng này không hề có ý thức, mà là do một bản năng quy tắc nào đó khiến nó động thủ, trật tự thần bí đan xen khiến cho hành vi như vậy của nó trở thành một loại phản ứng nguyên thủy. Khung xương màu vàng đang can thiệp tới các cánh cửa trong cơ thể Thạch Hạo, muốn làm cho chúng càng mở rộng hơn, sức mạnh dâng trào càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc, khung xương màu vàng này khi còn sống là tiên tăng, có thể xưng là Phật thế nhưng cũng không phải là vạn năng, không thể nào can dự vào tất cả được. Quay trở ngược lại, cánh cửa kia vững chắc không hề bị nó ảnh hưởng quá nhiều, vẫn tản ra ánh sáng mờ ảo tựa như là một hang cổ vậy, chậm rãi lan tỏa ra bí lực. Lần xuất thủ tiếp theo thì xương cánh tay này chụp ngay lấy bàn tay của Thạch Hạo, tiếp đó là dùng sức bóp chặt tựa như đang nhào nặn khiến hắn thiếu chút nữa thì đã kêu hét lên thành tiếng kim quang óng ánh thân thể của thạch hạo gặp tổn hại nhưng mà rất nhanh sau đó thì hắn đã hồi phục lại như cũ thế nhưng xương tay bị bóp chặt kia vẫn méo mó biến hình lần xuất thủ này khung xương màu vàng cũng không phải đánh ra ba trưởng mà chỉ tiến hành có một trưởng cũng là đang cho thạch hạo đủ thời gian để trị liệu mặc dù không có cái gọi là kẽ hở thế nhưng xương tay này cũng đã đánh hắn tới trọng thương cách vận dụng bản năng khiêu khích này vô cùng hà khắc không ổn Thạch Hạo cảm thấy không lành, xương tay này đã kéo nguyên thần của hắn ra ngoài rồi từ từ đánh đập, chuyện này rất gay go, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà hắn đã nghĩ quá nhiều rồi, với cảnh giới trước mắt của hắn thì sức mạnh nguyên thần sớm đã mạnh mẽ khủng khiếp, vượt qua người cùng thế hệ, cơ bản không phải là thiếu sót chí mạng. Lúc này, nguyên thần của hắn bị đánh đập tựa như đang được rèn luyện, tuy rằng ánh vàng bắn ra bốn phía, mưa ánh sáng vờn quanh thế nhưng vẫn không có xuất hiện vết thương chí mạng nào cả. Vốn hắn còn đang lo lắng, không hề có phương pháp tu luyện nguyên thần nào tương đương như bất diệt kinh như vậy sẽ xảy ra vấn đề ngay thế nhưng giờ phát hiện cũng không có vấn đề gì cả xương tay kia đang rèn luyện nguyên thần của hắn nguyên thần tự hồ thu nhỏ lại thế nhưng lại càng tinh khiết hơn càng cứng cỏi hơn tổng thể mà nói thì thực lực không những không hạ thấp mà còn tăng lên nữa một lát sau sau khi xương cánh tay thả ra nguyên thần của hắn thì chậm rãi chờ đợi hắn khôi phục lại sau đó lại tiếp tục đập nứt thân thể ép một bông hoa đại đạo ra ngoài và khống chế nó nở rộ hiển lộ ra một người tí hon ngồi bên trên. Sinh linh này nghi là sinh hoạt ở quá khứ, cách xa vô tận với chân thân hắn. Trên thân thể của người tí hon này có một vệt dấu ấn luân hồi, từ khi thay thạch hạo đỡ lấy một đòn của chát tiên chảm đao, thì nó đã bị trói chặt, vẫn không hề được giải thoát. Hiện giờ, xương vàng óng này vỗ lên trên người nó nên đã gợi ra biến hóa kinh người. Mơ hồ thạch hạo có thể nghe được tiếng gầm nghệ tới từ cổ đại xa xưa, cũng đi kèm là tiếng tụng kinh, và lại còn có vô số ánh sáng hỗn độn cùng với tiên khí lan tràn ra ngoài. Dầm, lại là một đòn, xương tay này nện thẳng lên trên người tí hon ấy, dấu ấn luân hồi kia đã bị đánh văng rớt xuống, cuối cùng lần nữa in hẳn lên trên bàn tay của Thạch Hạo. Hắn có tổng cộng 5 vệt luân hồi ấn, ban đầu đều ở trong lòng bàn tay, hiện giờ vệt dấu ấn đã rời đi này lại từ trên thân thể của người tí hon kia trở về trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, Thạch Hạo cảm thấy thân thể nhẹ bẫng tựa như có một sợi dây xích được mở ra, cả người trở nên kỳ ảo rất nhiều, vô cùng thoải mái, tựa như nằm lâu ngày trong nhà giam quan tài, rồi chợt có một ngày nhìn thấy được ánh mặt trời, cảm thấy cả người sảng khoái nhẹ nhõm. Việc này khiến trong lòng hắn run rẩy dữ dội, hắn cảm nhận được rất rõ ràng về sự linh động của bản thân, càng hiểu rõ đại đạo hơn trước kia, rất thích hợp cho tu hành. Đúng rồi, một khi mở ra gông xiềng chân chính, thì ta đột phá tiến vào cảnh giới chảm ngã sẽ không bị ràng buộc gì nữa. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng đã hiểu. Trước kia lúc hắn muốn đột phá thì trong tiềm thức như đang chống cự lại, cảm thấy còn cần phải rèn luyện nữa, bởi vì bên trong cơ thể có một chút tì vết và hiện giờ đã được bù đắp rồi. Trong khoảng thời gian sau đó, thỉnh thoảng khung xương màu vàng này sẽ đánh đập như muốn giúp thạch hạo, trải qua muôn vàn thử thách vậy. Có thể nói, xương cánh tay không hề buông tha cho hắn, mỗi lần đều đánh hắn tới mức phun trào máu tươi. Thạch hạo nhẩm tính, khi khung xương màu vàng này oanh kích đủ 18 lần thì mới dừng lại. Phù, ta nên đi xuống thôi, đã đắp nặn xong kim thân rồi, nên đi tiếp nhận sự gột rửa của 18 đập cổ Phật, đạt tới cảnh giới hoàn mỹ hoàn hạ OS. Phía trên mặt nước, vô ý sư tử mở mắt. chương 1512, bi kịch của kim thân bất hoại. Hoàng kim sư tử cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái như hiện tại. Đạo tâm trong veo, thể chất vượt qua sự nhận biết trên thế gian. Thời khắc này nó vô cùng thong dong và cũng tràn ngập vẻ tự tin, bởi vì nó đã thành công, đã đắp nặn ra được kim thân, mang ý nghĩa rằng một bộ chiến thể vô địch sắp sửa được sinh ra. Nếu không có gì bất ngờ thì sau khi trải qua 18 đập cổ Phật, thì nó có thể ngạo thị người cùng thế hệ rồi. Người đã thành công. Một ông lão thay đổi sắc mặt, hoàng kim sư tử trẻ tuổi này lại phát sinh sự lột sắc ngay trước mặt bọn họ. Đây là một cơ duyên to lớn. May mắn đã thành công. Vô ý sư tử nhẹ nhàng gật đầu, bộ lông vàng óng toàn thân lấp lánh hào quang đầy trói mắt. Một vài người trẻ tuổi lộ vẻ phức tạp, bọn họ tận mắt nhìn thấy những thứ này, chứng kiến được quá trình lột xác của vô ý sư tử có lẽ nó đã có thể tranh cao thấp với đế tộc rồi có người phán đoán trừ phi hắn có thể tiến hóa tới thể chất hoàn mỹ nếu không vẫn không có cơ hội đó đại nhân trẻ tuổi của đế tộc không phải dễ dàng đuổi kịp như vậy đâu có người không tin nên phản bác tiếp theo ngươi sẽ xuống đáy ao à có chắc chắn không một đại tu sĩ hỏi bọn họ rất quan tâm tới vấn đề này bởi vì dương gỗ mục kia đang nằm ở dưới Ta nắm chắc tới 67 phần có thể thông qua thử thách 18 đập cổ Phật kia, có thể gột rửa." Hoàng Kim sư tử nói. "Cũng không phải là hoàn toàn à?" Có ông lão lộ vẻ sầu lo hỏi. Bởi vì, sau khi Hoàng Kim sư tử đi xuống và nếu không thuận buồn xuôi gió, vậy rất có thể sẽ không thể lên lại được nữa. Thiên phú mạnh mẽ của con vũ ý sư tử này rõ như ban ngày, nếu như bỏ mạng như vậy thì quá đáng tiếc, quan trọng hơn chính là ai có thể xuống dưới đó để lấy dương gỗ mục kia chứ? 18 đập cổ Phật là một loại gột rửa, và cũng là một loại thử thách đầy tàn khốc, trong cơ thể nếu như, có một chút tì vết nào đó thì sẽ bị phóng to tới vô hạn, khi nó vỗ nhẹ một cái thì tựa như là một đòn chí mạng vậy. Người bình thường chúng phải thì hình thần đều diệt cả. Vô ý sư tử nói, chính vì nó đã đắp nặn kim thân thành công cho nên mới dám đi xuống. Kim thân của ta hiện tại đã thành, theo lý mà nói, thì có thể bỏ qua những tỉ vết này nhưng chúng vẫn sẽ bị phóng lớn, thành ra cũng chỉ 6-7 phần nắm chắc mà thôi. Nó giải thích thêm. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, sự lột xác của Hoàng Kim Sư Tử rõ như ban ngày, cả bộ lông đều bị bong chóc rồi lần nữa sinh trưởng, xương cốt đều được tái sinh, kim thân đã thành, coi như đã siêu thoát cả rồi, không ngờ lại không hề năm chắc mười phần, có thể sẽ bỏ mạng ở bên dưới, việc này khiến tất cả mọi người đều chấn động. 18 đập cổ Phật, phóng to vô số lần các khuyết điểm, thiên tài sông xuống thì cũng sẽ chết ở dưới mấy kích này. Đáy ao, thạch hạo đã yên tĩnh trở lại, cảm thấy vô cùng thư thái mà trước giờ chưa từng có, cả người ấm áp tựa như ngồi bên trong một lò lửa lớn vậy. Khung xương kia đã tản đi, lần nữa trở lại trong đống xương cốt bên dưới. Thạch Hạo không còn bị công kích nữa, 18 đập cổ Phật đã kết thúc và hắn cảm thấy bản thân đã hoàn mỹ viên mãn, với cảnh giới như hiện tại của hắn thì bất diệt thân không thể tinh tiến thêm được nữa. Chuyến này quá viên mãn rồi, thu hoạch khổng lồ. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đối lập với sự tăng lên của thực lực thì Thạch Hạo lại càng thỏa mãn hơn khi sinh linh bên trên bông hoa đại đạo kia đã được mở trói, khiến chân thân hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vạn gãy gông xiềng, thích hợp hơn cho tu đạo. Ồ, lẽ nào con sư tử kia đang xuống, là muốn giết ta ư? Trong mắt thạch hạo lộ tinh quang, sóng nước lan tỏa, một bóng hình mờ ảo đang chìm xuống. Quả nhiên đó chính là vô ý sư tử, nó vàng óng chói lóa tựa như là một mặt trời giữa ban trưa. Vô ý sư tử vô cùng tự phụ, vui sướng tự tin, bởi vì nó muốn tiến hành một cuộc mài dũa kinh người một khi chịu đựng được thì sẽ có thể bế nghĩa thiên hạ. Vào lúc ấy, nó sẽ không sợ bất cứ người nào nữa. Ta nhất định phải quật khởi, ai cũng không thể ngăn cản ta được. Nó tràn đầy tự tin. Đáng tiếc là không thể tự tay giết chết tên hoang. Ở nơi này hắn sẽ bị hòa tan sạch sành xanh, ngay cả xương cốt cũng không còn, nếu không có thể chém lìa đầu lâu của hắn rồi. Hoàng Kim Sư Tử cảm thấy tiếc nuối. Công lực của nó đã đại thành, đắp nặn ra được kim thân mạnh mẽ, kết quả lại không thể khai đao với kẻ địch đầu tiên, đối phương đã chết rồi dưới góc nhìn của nó thì chuyện này quá tiếc nuối nếu hoang còn sống thì tới lúc đó nó sẽ đánh bại sẽ cắt lấy đầu lâu như vậy sẽ quá trọn vẹn ngươi không thể giúp ta tăng thêm chiến tích huy hoàng được đúng là đáng tiếc mà hoàng kim sư tử lắc đầu thạch hạ lộ vẻ cổ quái nhìn bóng hình mơ hồ đang từ từ lao xuống hắn cũng không hề ra tay ngay mà cứ thoải mái đứng thẳng nơi ấy ai hoàng kim sư tử giật nảy cả mình bên trong đống xương cốt như núi kia lại xuất hiện một sinh vật rất sinh động việc này khiến nó thay đổi sắc mặt. Chủ yếu nhất chính là, chiếc ao này quá khác thường, dù cho có mở thiên nhãn thì cũng chẳng hề có hiệu lực, đây chính là ao nước do huyết nhục của các cổ Phật hóa thành, ngăn cản mọi giò xét. Là ngươi, còn sống. Lúc này Hoàng Kim Sư Tử thất kinh, bởi vì cách đó không xa nó đã nhìn thấy được hình dáng của Thạch Hạo, nó không tài nào tin vào mắt mình được. Trước đây không lâu nó tận mắt nhìn thấy Thạch Hạo giải thể, chia năm xẻ bảy và rơi xuống đáy hồ, lúc đó nó cho rằng hoàng đã chết hình thần điều diện không thể sống sót được nhưng hiện tại một người hoàn hảo không chút tổn hại gì đang đứng dưới đáy ao khiến nó khó mà tin được không phải ngươi luôn muốn tự tay cắt lấy đầu lâu của ta à ta cho ngươi một cơ hội đó cho nên chờ ngươi ngay chỗ này nè thạch hạo nhẹ nhàng nói nhưng mà việc này lại càng khiến hoàng kim sư tử sợ hãi hơn nên biết trước đây thì thân thể của thạch hạo đã bị hủy thế nhưng hiện giờ đã khôi phục lại như lúc ban đầu đồng thời hoang vẫn luôn ở đáy ao, chịu đựng lấy sự nghiền ép của áo nước. Việc này đã lộ ra nhiều chuyện, hoang đã ngăn chặn được sự xoắn giết của áo nước do huyết nhục tăng Phật hóa thành, đã vượt qua được. Điều này có ý nghĩa gì? Rất có thể, đây là một phiên bản của vị tiên tăng vương thời niên thiếu, thành tựu thân thể vô địch rồi, tiên tăng vương khi còn trẻ từng tản đi Phật tính, sau đó tới đây mài rũ bản thân và đã thành công vượt ải, đã chịu đựng được và trở nên mạnh mẽ, tuyệt thế. Trong lịch sử, chỉ có một người duy nhất, hiện giờ, lại thêm một người nữa. Vô ý sư tử rút lui, nó hoảng sợ, tuy rằng nó tự phụ thế nhưng cũng rất rõ ràng, hiện tại kẻ địch nguy hiểm tới cỡ nào. Nó lấm lét nhìn trái phải dưới đáy ao như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Người đang tìm bộ khung xương màu. Vàng kia chớ gì, nó đã tản đi rồi, là muốn nó đánh đập mình phải không, để tu thành kim thân vô thượng à? Thạch hạo cười cợt nói. Hắn chẳng hề có chút thiện cảm gì với bộ tộc này, năm đó đã phản bội cửu thiên, và dẫn dắt đại quân dị vực chém giết một phương người mình, máu tanh đầy tay, tội không thể tha thứ. Huống hồ trước đây không lâu, con hoàng kim sư tử này lại còn nhằm vào hắn, lại muốn hại hắn, cho nên thạch hạo đằng đằng sát khí, muốn tiến lên giết chết nó ngay tức khắc. Người đã đoạt lấy cơ duyên của ta. Hoàng kim sư tử tức giận, sau khi nghe đối phương nói như vậy thì nó biết được, hoang đã tiếp nhận sự gột rửa của 18 đập cổ Phật rồi. Trong thời gian nhất định thì loại gột rửa này không thể xuất hiện nhiều lần được, hoang đã giành lấy một bước, không sao, khung xương kim thân kia tuy rằng đã tản đi, thế nhưng ta vẫn còn nhớ nó đánh đập như thế nào, ta sẽ giúp ngươi." Thạch Hạo cười cười rồi tung người giết thẳng về phía Vô Úy sư tử. "Ầm, um, nơi đây trở nên sôi trào, tinh khí cuồn cuộn, thần lực mênh mông." "Hả, sao thế? Động tĩnh bên dưới đáy ao có chút lớn, tựa như đang đại chiến vậy." Trên bờ, có một vài người kinh ngạc không thôi, bởi vì ao nước này không hề bình thường, dù cho động tĩnh có lớn tới mấy thì cũng sẽ bình phục lại bởi vì chất lỏng này là do tinh huyết của các cao tăng cổ đại biến thành, có thể chấn áp tất cả. Nhưng hiện tại, ao nước đang dung chuyển, dưới đáy ao chắc chắn đã rung động dữ dội. Lẽ nào sư tử nhỏ kia đang gặp phải phiền toái, không cách nào chịu được áp lực của 18 đập cổ Phật. Có người hoài nghi như thế. ầm ầm, sóng nước vọt lên, tiên vụ ngập trời. Một con sư tử màu vàng máu me khắp người lao lên, móng vuốt méo sẹo, trên người có những lỗ máu đáng sợ, là bị một người dùng quyền xuyên thủng. Hả, ngươi sao thế? Trên bờ, một vài đại tu sĩ khá là giật mình. Hoàng Kim sư tử thét gào đồng thời ra sức dẫy dụ muốn tiến lên trên bờ, kết quả bị nắm tay kia chụp chặt lấy chân sau, tiếp đó là kéo mạnh xuống đáy ao. Tất cả mọi người đều thất kinh. Trong ao sao lại xuất hiện thêm một sinh linh khác vậy? Cánh tay đó là của ai? Mười người đều tê dại ra đầu. Lẽ nào là hoang? Không phải hắn đã chết rồi sao? Huyết nhục đều đã hóa thành tinh khí. Có người hét lớn. Ẩm. Ừ hoàng kim sư tử lại vọt lên, lần này lại càng thê thảm hơn nữa, thân thể cơ hồ bị xé rách, nó gầm thét đầy đau đớn tạo nên sóng nước dữ dội. Tiếp đó là mọi người thấy được một người trẻ tuổi nổi lên trên mặt nước, hắn vung tay chụp lấy hoàng kim sư tử như muốn kéo nó xuống đáy ao. Cái gì, đúng là hoang. Trời ơi, hắn còn sống, chẳng lẽ muốn trở thành tiên tăng vương thứ hai ư? Chương 1513, hấp hay là kho? Hắn là hoang. Đám người ồ lên, tuyệt không ngờ rằng thạch hạo vẫn còn sống, đã trôi qua lâu như vậy rồi mà hắn không hề bị ao nước hòa tan thành thần dịch. Chuyện này vượt qua dự đoán của mọi người, dựa theo những gì vô ý. Sư tử từng nói thì đây chính là nơi chôn cất của một mạch cổ tăng, chất lỏng óng ánh này là do huyết nhục biến thành, đều là những tinh huyết cũng như thần lực của tiên tăng. Có thể nói, nơi đây không có thứ gì có thể thay đổi được, chỉ có người tu luyện qua kinh văn một mạch tăng lữ và sản sinh ra Phật tính, thì mới có thể tồn tại ở nơi này, nếu không, đều phải chết, nhưng hiện tại lại không phải như vậy, Hoàng vẫn còn sống, đây là một kỳ tích. Trong lịch sử cũng chỉ có một người làm được tới mức này. Đó chính là vị tiên tăng vương đã tản đi Phật tính của mình kia. Lẽ nào thiên phú của Hoang lại khủng khiếp như thế? Mấy người biến sắc, đây là một tin tức vô cùng kinh người. Nếu được truyền ra thì chắc chắn sẽ tạo nên sóng lớn vô bờ, khiến các đại tộc phải rung lên bần bật. Bởi vì, đây là thứ tiềm lực quá kinh người. Tiên tăng vương là ai? Một đời tiên vương từng là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất thế gian, là cùng cấp bậc với Đà. An Lan không thể vượt qua được. Hoang lại có thiên tư như thế này, lại có thành tựu tương tự như vị tăng vương kia, từ trình độ này thì đã có thể cho thấy nội tình của hắn như thế nào rồi. Nên biết, thế gian này xưa nay không thiếu thiên tài, đời này nối tiếp đời kia, có thể nói là anh tài xuất hiện lớp lớp, thế nhưng có người nào có thể trở thành vương bất hủ chứ? Từ tuyên cổ tới hiện tại, đây là một vấn đề khiến người ta khó có thể trả lời và không có cách nào thực hiện được. Xưa nay không một ai có thể nói rõ được một kỳ tài như thế nào thì mới có thể thành tựu được cao thủ tiên vương bất kể là bảng xếp hạng cao thủ thuộc thế hệ trẻ tuổi hay là bảng xếp hạng sức chiến đấu của thế hệ trước cũng không hề có tiêu chuẩn rõ ràng nào để tham chiếu trở thành tiên vương được luôn có tranh lệch từ các đời tới giờ người xếp hạng đệ nhất trên mỗi bảng của từng thời kỳ đều không nhất định có thể trở thành trường sinh được càng đừng nói tới việc xưng vương kỳ tài xuất hiện lớp lớp chuyện này tuyệt không phải là lời nói suông dị vực vô cùng rộng lớn một kỷ nguyên cũng chưa chắc đã có một hai người có thể chứng được con đường tiên vương, việc này quá gian nan. Đế tộc, gốc gác vô cùng hùng hậu, trong tộc vốn có trí cao tồn tại thế nhưng dù cho có cao thủ, như vậy thì cũng khó có thể bồi dưỡng ra một người như vậy. Đó chính là một dẫn chứng rất cụ thể, tiên vương không thể cầu được, dù cho trong đám đời sau của Juda, An Lan cũng có vài người có thiên tư vang dội cổ kim, thế nhưng lại không thể nào thành tiên, thành vương được. Mà chiếc ao cổ này lại có thể dự báo trước được, rất có giá trị để tham khảo. Bởi vì, một mạch cổ tăng từng chuyên nghiên cứu việc này, chiếc ao này tựa như đang tiến hành kiểm tra một loại nội tình ẩn giấu nào đó, có đại đức cao tăng từng nói, nếu như người nào có thể chịu nổi thì ngày sau có thể trở thành tiên vương. Sau đó, một tăng nhân trẻ tuổi tu thành trường lục kim thân, được mệnh danh là bất bại, người này từng tản đi một thân Phật tính của bản thân, rồi tiến vào ao để rèn luyện chân thân, và còn sống. Việc này đã trở thành một dẫn chứng sống, bởi vì, về sau người này đã trở thành tiên. Tăng Vương duy nhất, Ao Luân Hồi đã đưa ra dự đoán chuẩn xác của mình, đã được chứng minh, cho nên một số ít người của dị vực đứng ngồi không yên, việc này có căn hệ quá to lớn. Giết hắn, không thể để hắn trưởng thành được. Một ông lão lên tiếng, trên người mặc một bộ đồ màu bạc, uy thế hùng hồn chấn động lòng người. Đây là một vị đại tu sĩ vừa mới tới, khí chẳng mạnh mẽ, mơ hồ có thể là đệ nhất cao thủ trong đám người này. Nếu như trước kia thì cũng không nói làm gì, thế nhưng sau khi hắn chạy tới và nghe được tiếng bàn luận của mọi người, biết đây là Ao Luân Hồi nên đã hiểu rõ đây là nơi nào. Ban đầu có rất nhiều người không hay biết gì, chỉ là nghe Hoàng Kim sư tử kể sơ qua nên cũng chỉ có hiểu biết nhất định mà thôi. Thế nhưng, ông lão này có thân phận không tầm thường, là tới từ đế tộc, mặc dù chỉ là chi nhánh, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù nên huyết thống có chút xa, thế nhưng năm tháng tu luyện vô cùng dài, thân phận cực kỳ cao. Hắn biết rất nhiều bí ẩn nên sau khi nói ra thì khiến đám người khiếp sợ. Ý là tương lai sau này hắn có thể chứng con đường tiên vương. Không được, nhất định phải diệt trừ hắn, không tiếc mọi giá. Sau khi những người khác nghe được như vậy thì chợt run lên trong lòng. Không một ai có thể rõ ràng hơn, bọn họ về sự khủng khiếp của tồn tại thuộc cấp độ kia là như thế nào, cơ bản không có biện pháp để đối đầu, là sức chiến đấu vô thượng có một không hai trên trần thế. Nên biết, năm xưa dị vực cũng không chỉ có vài người An Lan, Judah, sau khi tích lũy vài kỷ nguyên, thì đã sở hữu những tồn tại vô thượng khá là khủng khiếp nhưng cũng chính là trinh phạt cửu thiên, và lại đối phương cũng có tiên vương, nên đã kéo theo một vài tổ tiên mạnh mẽ nhất của dị vực chết cùng. Đây là hiện thực tàn khốc cỡ nào chứ, tới cấp độ kia, thật sự quá khủng khiếp. Nếu như Thạch Hạo trở thành tiên vương, vậy có ý nghĩa rằng tương lai sau này sẽ có thể liều mạng với một vị cổ tổ, chuyện này tuyệt không thể chấp nhận được, là gánh nặng không cách nào đỡ nổi. Trước kia, mấy người đã rất coi trọng hoang rồi, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đã xem hắn như là đại địch, rất muốn diệt trừ hắn, thế nhưng những nhân vật lớn tuổi cũng không quá để ý bởi vì bọn họ nhìn thấy quá nhiều thiên tài vượt xa hắn dòng sông lịch sử dài rằng giặc nếu như cứ quá lưu ý thì mỗi thời kỳ cộng gộp lại mỗi anh tài các đời vậy thì sẽ không tài nào đếm hết được giờ nhìn lại rất nhiều người đã tàn phai cả rồi nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác khi ông lão áo bạc hiểu rõ chân tướng nơi đây là nơi đưa ra những tiên đoán chuẩn xác nhất thì tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên ở thời kỳ này có sinh linh bước lên con đường duy nhất để trở thành người đỉnh cao, rất có thể sẽ trở thành tiên vương. Giết chết! Một ông lão với khí chẳng cực kỳ mạnh mẽ quát lên. Là phải giết chết, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào, cần phải giết chết thạch hạo, không thể để hắn sống tiếp nữa. Nếu không, tương lai sẽ là một mối họa lớn không cách nào tưởng tượng ra được. Vương bất hủ liều mạng. Đùa à, chuyện như vậy tuyệt không thể để phát sinh. Trong mắt mọi người, giết chết hoang đã ngang với việc đoạt lại dương gỗ mục kia, thậm chí nó còn quan trọng hơn nữa nhưng mà nơi này quá kỳ lạ bọn họ với một thân bản lĩnh là thế nhưng cũng không thể nào súng được không cách nào tiến vào trong ao luân hồi để giết hoang nơi này quá siêu phàm nung nấu vạn linh dù cho ngươi có tu vi mạnh mẽ tới cỡ nào thì cũng chẳng hề có ý nghĩa gì sức mạnh của nơi này đáng sợ tới mức sẽ cao hơn cả ngươi là sự nghiền ép cực hạn không ổn cho lắm lẽ nào chúng ta chỉ biết mở to mắt mà nhìn nhưng lại không thể làm gì được hắn ư nên biết chiếc dương gỗ kia đang ở phía dưới đó. Có người buồn bực nói, ẩm, bên trong ao, bọt nước nổi lên, hoàng kim sư tử gào thét, lần nữa thì dưới đáy ao vọt thẳng lên trên. Thế nhưng, khi mọi người nhìn lại thì hành động đó chỉ là phí công, là một sự dãy dụa bất đắc dĩ, cơ bản không thể làm gì được hoang cả. Lúc này, vô ý sư tử vô cùng thê thảm, cả người đẫm máu, bộ lông bị bóc cả mảng lớn, vết thương chẳng chịt, có rất nhiều vị trí sâu tới tận xương, vô cùng đáng sợ. Phụt! đôi tay óng ánh đầy hoàn mỹ từ dưới mặt nước thỏ lên đồng thời xé rách thân thể của hoàng kim sư tử thiếu chút nữa thì đã chia thành hai nửa gào vô ý sư tử hét lớn toàn thân phát sáng thi thoảng sẽ phát ra tiếng tụng kinh phật quang chiếu dọi chữa trị cho vết thương đáng sợ của bản thân thân thể rách lìa của nó được chữa trị không có tiếp tục nứt thành hai nửa nữa nhưng mà đây cũng giống như uống một chai nước độc để giải khát đã mấy lần nó làm như vậy nếu nó không liều mạng hết lần này tới lần khác Hiếu đốt bản nguyên, chữa trị bản thân thì sớm đã bị xé nát rồi việc này, khiến cho toàn bộ sinh linh trên bờ đều biến sắc, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thì càng trắng xanh mặt mày hơn, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Hoàng Kim Sư Tử là người như thế nào? Vốn là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ đế tộc gia thì có ai có thể chấn áp được hắn, nhưng hiện giờ lại xa vào bước này, quá thê thảm. Đặc biệt là, vừa nãy nó mới đạt được vận may lớn, dưới sự chứng kiến của mọi người thì đã tu hành kim thân của một mạch cổ tăng, là nắm giữ pháp thể với chiến tích huy hoàng trong mắt mọi người thì con sư tử này có thể thuận lợi đạt được sự gột rửa dưới đáy ao khiến cho kim thân hoàn mỹ hoàn hảo như thế sẽ có tư cách để ngạo thị thế hệ trẻ tuổi rồi rất nhiều người tin rằng vào lúc ấy nó có thể hò hét với đế tộc nhưng hiện giờ nó lại thảm như vậy gần như bị người khác đánh tới tàn phế bất cứ lúc nào cũng có thể xé tan xương cốt đây là chuyện đáng thương tới cỡ nào vừa mới leo lên đỉnh cao nhất kết quả lại bị một người một cước đạp rớt xuống lại Lúc này, không ít người thậm chí cảm thông cho vô úy sư tử, quá không may, vừa mới thành tựu chính quả kim thân thì lại gặp phải tên biến thái hoang này. Vốn rằng vô cùng đắc ý, sẽ trở nên tuyệt đỉnh, kết quả lại bị một tên sát tinh đánh nát mông. Hoàng kim sư tử lúc này rất bi phẫn, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì nó đã chém bay mọi tỷ vết, thành tựu kim thân viên mãn vô địch. Kết quả nửa đường lại xuất hiện một người đáng ra phải chết đoạt lấy cơ duyên của nó, hớt tay trên nhận lấy 18 đập cổ Phật của nó. Nó với Hùng Tâm Vạn Trượng, vốn đã leo lên đỉnh cao nhất của bản thân thế, nhưng lại bị một người một cước đạp bay xuống dưới chân núi. Sự vô tình này khiến nó tựa như đang đứng trên thiên không vạn trượng trượt rơi thẳng xuống vực sâu, từ thiên đường tiến thẳng vào trong địa ngục, không có chuyện nào thê thảm hơn, quất ức hơn thế này. Nên biết, trước đây không lâu khi hoàng suy yếu, thì nó từng xuất thủ và xém tí nữa đã đánh gục Thạch Hạo, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn ngược lại. "A, à, ta không cam lòng mà." Hoàng Kim sư tử rít gào tức giận tới điên rồ. Ngươi không cam lòng thì như thế nào chứ? Năm đó bộ tộc của các ngươi đã phản bội, sát hại vô số sinh linh cửu thiên, nợ máu vô vàn, phải nghĩ tới kết quả của ngày hôm nay chứ? Thạch Hạo nói, để ta nghĩ thử xem nào, là kho hay là hấp đây ta? Thạch Hạo lẩm bẩm, hoàn toàn không hề để ý tới những sinh linh trên bờ kia, việc này khiến đám người ấy giận dữ nhưng lại không thể làm gì cả. Chương 1514, điều kiện kinh người. Da đầu của Vô Úy sư tử bốc lên làn khí lạnh, tên hoang này cũng quá hung ác mà lại muốn ăn cả nó nó cảm thấy tức tối với địa vị của chủng tộc này chỉ đứng sau mỗi đế tộc vượt qua rất nhiều vương tộc nếu như bị người khác xem như đồ ăn thì đúng là một chuyện nực cười ngươi vô ý sư tử vừa tức vừa sợ kết cục bị ăn còn đáng sợ hơn cả việc bị giết chết răng rắc tiếng xương cốt vỡ nát truyền tới hoàng kim sư tử cảm thấy phía sau lưng đau nhức toàn bộ xương đuôi vàng óng phía sau bị thạch hạo chém lìa việc này khiến nó xấu hổ cũng như tức giận quá nhục nhã quá uất ức, đối phương lại trở thành một con quái vật, hiện giờ nó không thể nào chống lại được, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc nãy khi ở bên dưới mặt nước thì nó từng liều mạng công kích, dùng hết khả năng xuất thủ cùng tranh đấu, thế nhưng da thịt của hoang lại cứng cỏi bất hoại, không cách nào đánh nổi. Đối với vô ý sư tử vừa mới đắp nặn ra kim thân mạnh mẽ cho bản thân, thì là một đả kích khổng lồ. Cơ duyên cùng thu hoạch to lớn nhất của nó ở áo luân hồi chính là về luyện thể, tiến hành nhất bàn, là đang tiến hành việc tiến hóa trung cực thế nhưng ngay khi mình vừa mới đạt được thành tựa, ở ngay chính trong lĩnh vực mà mình mạnh mẽ tự tin nhất thì nó gặp thất bại, mà lại thua một cách thê thảm, thua hoàn toàn. Phù phù. Bọt nước tung tóe, Thạch Hạo xuất hiện ở trên mặt ao đồng thời nhất theo hoàng kim, sư tử khổng lồ đối mặt với tất cả mọi người, cảnh tượng này rất là ngông cuồng, vẻ mặt của hắn lạnh lùng sách cao thủ trẻ tuổi một đời được xưng vương xưng bá ở dị vực tựa, như là sách một con chó chết, nắm chặt trong tay, xem như là nguyên liệu để nấu ăn việc này khiến cho từng người trẻ tuổi đều trắng xanh mặt mày thực lực của hoang lại tăng dài một đoạn bọn họ đã không thể đối đầu được nữa chỉ có cao thủ thuộc thế hệ trước thì mới có thể đủ trình thạch hạo hoàn toàn đứng bên trên mặt nước sau khi tu thành bất diệt kinh ở đây thì hắn đã hiểu ra rất nhiều thứ lúc này quét nhìn tất cả đám người bên trên hoang người biết mình sẽ có kết cục ra sao không một ông lão quát lớn nhìn chằm chằm người thanh niên trẻ tuổi trên mặt ao lão già vô liêm sỉ bớt uy hiếp lại đi thạch hạo phang ngang một câu cho tới hiện tại hắn vẫn luôn bị đại quân dị vực một mực truy sát chẳng lẽ còn có chuyện nào thê thảm hơn chuyện này nữa ư cục diện từ lâu đã là không chết không thôi rồi không hề có đường lui nào nữa cho nên hắn cũng chẳng thèm để ý tới thái độ của đối phương làm gì sau khi thạch hạo tu thành pháp thể bất bại thì đây là lần đầu tiên hắn thong dong đối mặt với tất cả mọi người như vậy dù cho đang bị vây kín thì hắn cũng có niềm tin vô cùng hắn đang ước lượng tình hình lúc này người muốn chết hả nhất định sẽ không thể sống nữa đâu có người hét lớn chậm ông lão áo bạc giơ tay lên ngăn những người khác lại hắn lộ ra ý cười nhạt nhìn về phía thạch hạo nói thành tựu cùng với thiên phú của ngươi đã rõ như ban ngày rồi khiến người khác không thể không bội phục mà thạch hạo bình thản quan sát không hề bị lay động gì cả người trẻ tuổi nếu như ngươi cứ mai một ở trong đế quan thì quá đáng tiếc cả đời sẽ vô duyên với thiên đạo nên biết hoàn cảnh lớn ở bên đó rất là ác liệt cơ bản không cho phép bất cứ người nào thành tiên ông lão áo bạc nói ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Khói miệng Thạch Hạo nhếch lên vẻ mỉa mai. Với thiên tư của ngươi mà ở trong Cửu Thiên, thì chẳng khác gì người tài giỏi chẳng được trọng dụng, nếu như ngươi đồng ý gia nhập giới ta thì đời này sẽ lan tỏa ánh sáng vạn trượng, được lưu lại tên tuổi trong bất hủ." Ông lão áo bạc hùng hồn nói. "Ông nghĩ nhiều rồi đó." Thạch Hạo chỉ lạnh lùng nói một câu như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ học theo việc phản bội như một mạch vô ý. sư tử chứ? Nắm rõ thế cục thì đó mới là người có trí tuệ người thông minh nhất định sẽ tìm lành tránh ác, tương lai sau này đế quan chắc chắn sẽ bị phá, người phản kháng đều phải chết, người hẳn cũng biết, kết cục ấy nó sẽ như thế nào. Ông lão áo bạc nói, hắn liếc nhìn thạch hạo, nói tiếp, nếu như gia nhập giới ta, phát ra lời huyết thệ đại đạo thì thành tựu trong tương lai sẽ không thể đo lường được, sẽ có một ngày trở thành vương thành tổ. Hơn nữa, chúng ta sẽ đồng ý thừa nhận, dù cho thực lực hiện giờ của ngươi vẫn chưa đủ để uy hiếp một phương, thế nhưng chỉ cần ngươi chịu gia nhập, thì sẽ cho phép ngươi thành lập nên một đại tộc mạnh mẽ, là một đại tộc của riêng mình, vượt qua những vương tộc bình thường, dù cho gặp đế tộc cũng không cần chào lại. Mọi người giật mình, bởi vì bọn họ biết rõ, điều kiện mà ông lão này nói ra quá mất kinh người. Hiện tại hoang mới đang ở cảnh giới nào? Thế nào lại hứa sẽ cho địa vị như thế? Trong lịch sử cũng chỉ có một vài chủng tộc cá biệt như cô tộc, huyết hoàng thì mới được như vậy, khi gặp đế tộc không cần chào lại, địa vị ngang nhau. Hiện giờ, chỉ một người trẻ tuổi mới hai mươi mấy mà lại dành cho địa vị cao như vậy, vượt ngoài tưởng tượng của mọi người. Ông là cái thá gì chứ, cho rằng mình là du đà hay an lan thế? Có tư cách gì mà tùy tiện đồng ý ban tặng những địa vị như thế? Thạch hạo cười nhạo, hắn không hề để tâm tới mấy lời này. Ông lão áo bạc ban đầu là người khởi sướng giết hắn, bằng mọi giá phải giết chết thạch hạo, nhưng hiện tại lại tỏ thái độ như thế làm người khác kinh ngạc. Hắn nghiêm túc cực kỳ, nói, người tất nhiên sẽ có nghi vấn, thế nhưng ta muốn nói rằng tất cả là sự thật ta có biện pháp để chứng minh bởi vì ta tới từ đế tộc tuy rằng huyết thống rất mỏng thế nhưng có thể mời tới pháp chỉ cổ tổ mọi người nghe được những lời này thì khiếp sợ hắn cũng không phải nói chơi mà là sự thật ta nghe nói huyết thống của đế tộc rất bá đạo số lượng cực kỳ ít ỏi khó có thể sinh ra đời sau được thế nhưng bất kỳ bộ tộc nào kết thông ra và có hậu nhân thì đều sẽ được truyền thừa huyết dịch của chính bộ tộc mình vì sao ông lại nói huyết thống của mình lại rất mỏng Thạch Hạo cảm thấy hứng thú nên lên tiếng hỏi. Hắn hoàn toàn quên đi trọng điểm mà chỉ quan tâm tới vấn đề này mà thôi. Bởi vì, trước kia khi hắn ở biên cương Đại Sích Thiên, thì từng giao thủ với một người thuộc chi thứ đế tộc có huyết thống rất mỏng, cho nên về sau hiểu rõ về cách nói huyết thống cũng không phù hợp cho lắm. Sắc mặt của ông lão này đỏ hồng vô cùng khó coi. Người trẻ tuổi, ta có thể cho rằng ngươi đang sỉ nhục ta không đây? Ta là mang theo thành ý muốn độ ngươi tiến vào giới ta, thế nhưng ngươi không hề cảm kích cũng như không hề biết điều nếu như ngươi có ý định thì hiện tại ta có thể lập tức xin pháp chỉ đế tộc, phong ngươi trở thành một đại tộc đỉnh cấp, gặp đế tộc cũng không cần phải. Chào lại. Không cần đâu, ta cũng chẳng có hứng thú. Ông cho rằng tất cả mọi người đều giống như một mạch vô ý sư tử, đầu gối của mọi người đều mềm như cọng bún ư, không hề có chút cốt khí à. Muốn ta cúi đầu, không thể, tương lai gặp nhau trên chiến trường, ta chắc chắn sẽ chém sạch cổ tổ của các ngươi. Thạch hạo kiên định nói, lời nói đinh tai hùng hồn việc này khiến đám người trợn tròn mắt người trẻ tuổi này quá bừa bãi chỉ một người chứ không hề có trường sinh nào ở đây thế mà lại vọng tưởng đánh giết nhóm người an lan không biết tự lượng sức thạch hạo chẳng hề để ý tới mọi người mà cúi đầu nhìn hoàng kim sư tử suy nghĩ nên nấu món gì đây lẩm bẩm đầu sư tử kho món này quả là danh xứng với thực xương sườn sư tử chiên bảy phần thịt hương vị chắc cũng không tồi vô úy sư tử nghe vậy thì tức giận cùng xấu hổ việc này quá nhục nhã sâu trong đáy mắt của nó sạch qua tia lạnh lẽo, dương cung nhưng không bắn, nó đang tích chữ chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Bởi vì nó sớm đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn hư đạo từ lâu, có thể đột phá vào cảnh giới chảm ngã bất cứ lúc nào, thế nhưng vì để kim thân viên mãn nên nó vẫn luôn áp chế, muốn chờ sau khi trải qua gột rửa của 18 đập cổ Phật, thì mới chính thức tiến quân vào cảnh giới cao hơn, nện vững đạo cơ cho bản thân, mạnh mẽ hơn trước. Hiện giờ bị ép tới một nước này thì nó làm sao còn nghĩ được nhiều như vậy chứ? Ẩm! Um hoàng kim sư tử chợt bùng phát, lệ khí ngập trời, uy thế khiếp người, bộ lông vàng óng toàn thân dựng đứng khiến cho một vài đại tu sĩ vô cùng giật mình. Sức chiến đấu này cũng rất là hiếm thấy bên trong cảnh giới chảm ngã, vượt qua những chủng tộc khác. Ngươi ẩn nhẫn đầy uất ức như vậy là để chờ thời cơ bùng phát như hiện tại à? Hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người, thạch hạo lại nhẹ như mây gió, cơ bản không thèm để ý. Vào đúng lúc này hắn chỉ giơ lên bàn tay trong suốt như ngọc của mình, đồng thời ánh sáng vàng nhạt lộng lẫy lan tỏa, một trưởng ép thẳng xuống dưới khiến cho khí thế đang tăng lên đầy mạnh mẽ của vô úy sư tử bị đánh tan tành chỉ một trưởng lại có thể đánh cho hoàng kim sư tử đang đột phá vào cảnh giới chảm ngã trở lại nguyên hình khiến nó phun ra ngụ máu tươi thân thể ngập tràn vết dạn thiếu chút nữa thì nổ tung ngươi vô úy sư tử sợ hãi hoang quá mạnh mẽ sức chiến đấu cao tới đáng sợ nó đã dùng mọi khả năng bị ép tới mức không tiếc mọi giá tạm thời dùng cảnh giới cao để đánh lén kết quả vẫn như cũ không hề có chút tác dụng nào Sức chiến đấu đầy mạnh mẽ được ngưng tụ thành vẫn bị đánh tan, một đám người trên bờ hoảng sợ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi sớm đã không còn ngôn ngữ gì để nói nữa, muốn chào phúng hay là chế nhạo thì cũng không thể, bởi vì bọn họ không có da mặt dày như thế. Ta cho ngươi một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu xem nào." Thạch Hạo nhẹ nhàng nói. "Ngươi!" Vô ý sư tử xấu hổ, tức giận, nó hoàn toàn không hề nghĩ tới, trong cùng thế hệ mà lại có một tên biến thái như vậy, áp chế tới mức khiến nó không thể nhấc đầu lên nổi. "Gào!" tiếng sư tử gầm vang trời đại biểu cho lửa giận của nó, bộ lông vàng óng dựng thẳng, ánh vàng dâng trào chấn động cả trời cao, nó toàn lực đột phá, lại lần nữa muốn tạm thời tiến vào cảnh giới chảm ngã, nó muốn giết chết thạch hạo. Nhưng mà, khi nó cảm thấy bản thân tràn đầy mạnh mẽ, muốn xé rách cả thạch hạo, ra thì kết quả gặp phải một đòn, bị một tát của thạch hạo đánh tan khí thế mạnh mẽ ấy, lần nữa rơi xuống vực sâu, kẻ địch cho nó một cơ hội, để nó nhảy tới điểm cao nhất thế nhưng vẫn không tài nào địch nổi chuyện này khiến nó u rũ hoảng sợ, đây là một tên biến thái tới cỡ nào chứ, không ngờ lại mạnh mẽ tới một bước này, xem bộ tộc cổ lão vô địch của chúng nó như là vật bình thường, không thèm đếm xỉa tới. 2ZZZ, thạch hạo thở dài, khi nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử thì hắn nghĩ tới một người bạn cũ của mình, một vị huynh đệ đã kết bái khi mình còn trẻ, đó chính là Hoàng Kim Sư Tử chính đầu ở hạ giới. Thời hắn còn nhỏ đã làm nên rất nhiều chuyện hoang đường khiến người khác muốn cười, nhưng lòng lại chua sót, lúc tuổi nhỏ thì bỏ nhà ra đi, hiện giờ đã rời khỏi hạ giới bao nhiêu năm rồi. Lúc này, hắn rất muốn trở về, nhớ nhung thạch thôn, nhớ tới người xưa. Ta không kho ngươi nữa, cũng không hấp ngươi đâu. Thạch hạo nói, hắn cũng không phải là lòng dạ đàn bà mà là có toan tính khác, muốn giữ lại để hoàng kim sư tử chín đầu xả cơn hận. Tiếp đó, hắn nhìn về phía mọi người đang đứng trên bờ, nói, chỉ hoãn cũng quá lâu rồi, chúng ta nên kết thúc thôi. Chỉ bằng vào ngươi, nói khoác mà không biết gì à có người nở nụ cười mỉa mai. Tới cũng không ít người rồi, phải tới bảy phần đại tu sĩ truy sát ta cũng tụ tập ở đây, hiện giờ nên diệt sạch toàn bộ, xem như là một kết thúc có hậu. Thạch hạo nói, làm càn. Mặt của ông lão áo bạc trầm xuống, nếu như chiêu hàng không thành công thì cũng không cần phải nề mặt làm gì nữa, hắn sẽ không làm thêm chuyện vô ích nữa. Làm càn. Làm càn cái đầu ông nội nhà ông á. Thạch hạo chẳng hề nể năng gì quát lớn. Chỉ là một thằng nhãi danh mà thôi, tuy rằng thiên phú bất phàm thế nhưng vẫn còn quá non nớt, vậy mà cũng dám nói năng như vậy à? Nếu như không phải trốn ở trong ao luân hồi thì sớm đã giết chết ngươi rồi. Có người lạnh lùng mang theo vẻ kinh bỉ nói. Trên đường xuống hoàng tuyền có rất nhiều u hồn, các vị, lên đường bình an nhé. Thạch hạo lên tiếng đầy xa xăm, là muốn tiễn đưa bọn họ. Không ổn, mau lui lại. Ông lão áo bạc cảm nhận được thứ gì đó nên liền biến sắc. Tất cả đều sợ hãi và hét lớn nhau nhau bỏ chạy về phương xa. Chương 1515, quá ác, mọi người đã đoán được Thạch Hạo muốn làm gì, không nghĩ tới hắn lại điên cuồng như thế khiến cho ai nấy cũng lạnh lẽo toàn thân. Trốn nhanh, không nên quay đầu lại, trốn được bao nhiêu thì trốn. Có người hét lớn, không riêng là nhắc nhở những người trên ngọn núi đá, mà còn là cảnh báo cho các tu sĩ đang núp ở phía nơi xa. Thế nhưng, kịp ư? Đám người này hoang mang, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía con cổ thú kia, ánh mắt lộ ra thần mang, hắn đang quan sát con chân long cổ đại ấy. Trên ngọn núi đá phía đối diện có một tấm bia đá khắc bốn chữ cổ đệ nhị thiên hạ, bên trên bia đá quấn quanh một sợi xích to lớn kéo dài lên giữa trời cao. Nơi đó đang khóa chặt lấy một con cổ thú tựa như cá sấu cổ, cánh thần sau lưng, đầu mọc sừng rồng, vảy bạc dày đặc toàn thân, tản ra khí tức khiến thần hồn người khác cảm thấy bất ổn. Nếu như nhìn chăm chú vào nó, thì linh hồn của bản thân sẽ cảm thấy như muốn sụp đổ. Đây chính là cổ thú cái thế ngày xưa, không một ai có thể nhìn thẳng vào nó mà chỉ có thể nhìn lướt sơ qua rồi thu hồi ánh mắt nếu không sẽ có đại họa sát thân mà lúc này thạch hảo lại há miệng hét dài một tiếng chuẩn bị vận dụng thiên công sóng âm để đánh thức con cổ thú này việc này quá điên cuồng vượt qua dự liệu của mọi người bởi vì dù cho có chết thì cũng không thể chết như thế này được tới lúc đó sẽ chết không toàn thây chỉ cần con cổ thú này thức tỉnh thì chắc chắn trời đất sụp đổ không một sinh linh nào có thể không tổn hại trong gợn sóng khi nó thức tỉnh lại hơn phân nửa sẽ nổ tung lúc nó ngủ say đã có thể khiến cho đại tu sĩ cảnh giới độ nhất, phải hãi hùng khiếp vía, không dám đối mặt, huống chi là thức tỉnh. Hoang là kẻ điên. Hắn không muốn sống nữa ư, lúc này hắn cũng không phải đang ở trong tuyệt cảnh, làm sao sẽ lại liều mạng đồng quy vu tận với chúng ta. Có người chửi bới, trong vẻ sợ hãi mang theo sự không cam lòng. Đặc biệt là ông lão áo bạc, hắn rất thận trọng, trước kia cũng chưa từng tiến lên ngọn núi đá ấy, và sau khi tin chắc Thạch Hạo đã tiến xuống đáy ao thì mới tiến lên, kết quả vẫn là gặp nạn. Thực ra, có một nhóm người rất cẩn thận, trước kia đều đứng ở nơi rất xa, rời khỏi khu vực núi đá này. Gào. Thạch hạo phát ra tiếng gầm, khống chế sóng âm đáng sợ xung kích về ngọn núi đá phía trước mình, không phải công kích chính diện thế, nhưng cũng đủ để quấy nhiễu cân ngủ say của con cổ thú. Hoang, đừng như vậy, nếu không ngươi cũng sẽ chết. Mấy người sắc mặt trắng bạch như tuyết lớn tiếng khuyên can. Bởi vì, khuyên can hoang chính là đang cứu lấy bản thân. Nhưng mà thạch hạo sao có khả năng dừng lại chứ, tinh lực nối liền với đất trời, mái tóc đen dày đặc phất phới, con mắt lạnh lẽo, hắn đứng nơi ấy gào thét càn khôn, chấn động thiên địa. Mọi người tuyệt vọng, cơ bản không thể ngăn cản hắn được. Đáng ghét thật, tên vô ý sư tử kia đã làm hại chúng ta, đúng là đáng chết mà. Có một số người tức giận thầm trách móc Hoàng Kim sư tử. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ thì Hoàng Kim sư tử quá tự phụ, nó cho rằng bản thân đã kiểm soát toàn bộ, kết liễu tính mạng của Hoang, chẳng khác gì đang lừa người khác lên núi. Đối với những lão già đời luôn cẩn thận, cũng như quý trọng tính mạng thì đây hoàn toàn là đang lừa gạt, cứ thế dẫn bọn họ vào một con đường không có lối về. Bên trong sóng âm của Thạch Hạo còn mang theo cả tia chớp, vận chuyển phù văn lôi đế, dùng lôi đình kinh thế quấy nhiễu trật tự thiên địa nơi này, phát sinh ra tiếng nổ đùng đùng. Có thể thấy được, trong hư không xuất hiện từng luồng tia chớp hừng hực đánh mạnh xuống dưới, mỗi một tia đều to lớn tới kinh người, âm thanh đinh tai nhức óc. Cơn chấn động này quá kịch liệt âm thanh cũng quá to lớn cũng không phải nổ vang quanh thạch hạo mà là nổ vang ở tấm bia đá đệ nhị thiên hạ phía đối diện hắn đồng thời hắn đang vận dụng đại thần thông quấy phá nguyên khí nơi ấy làm cho ngọn núi đá rung lắc như muốn nứt toác ra tấm bia đá ấy rung lên ầm ầm thế nhưng không hề sụp đổ nó phát sinh ký hiệu thần bí kỳ dị kéo lấy sợi xích sắt phía trên khiến nó vang lên ào ào âm thanh lanh keng đầy chói tai khiến cho một đám sinh linh đang chạy trốn sợ tới tận linh hồn lông tóc dựng đứng bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, tác động khiến cho sợi xích ấy trở nên như vậy thì cục diện đã rơi vào thế khó giải, xích sắt lắc lư, bố cục hủy diệt không cách nào phá tan, kết cục chỉ có thể theo chiều hướng thê thảm mà thôi. A, à, ta không muốn chết ở đây. Một đám trẻ tuổi sợ hãi hét lớn. Ta hận. Một vài đại tu sĩ cũng thầm than, bởi vì bọn họ đã thấy được, con cổ thú kia đã bị quấy phá và đang từ từ tỉnh lại. Nơi ấy, khí hỗn độn khuếch tán, thân thể của con cổ thú chuyển động hình thể của nó khổng lồ che kín cả bầu trời, mí mắt dày và nặng tựa như tường thành lại đang do rộng dì rào. Thời khắc này, một luồng khí tức vô thượng bao phủ đất trời, đóng băng lấy linh hồn của người khác, cắt lìa cơ thể của quần hùng. Chỉ là vừa mới bắt đầu tỉnh giấc, đã khiến không ít cường giả không cách nào chịu đựng nổi. A, à, một vài tu sĩ trẻ tuổi hét thảm, thân thể phân liệt thành bốn năm miếng, bị một luồng khí thế mạnh mẽ xoắn nát. Phụt, có người ho ra máu đồng thời từng miếng nội tạng cùng theo ra ngoài, thân thể bị đè nát ngay tại chỗ bụp có người thì xương chán nổ tung mi tâm chảy máu lúc nguyên thần lao ra thì ngay lập tức hóa thành mảng lớn hào quang trở thành mưa ánh sáng tiêu tán giữa không trung tình cảnh tuyệt vọng không cách nào chống lại được trốn nhanh mấy người hét lớn bởi vì chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi nếu như con cổ thú kia mở mắt thì cục diện sẽ đáng sợ tới mức nào chỉ là bọn họ rõ ràng hôm nay hơn nửa sẽ không có cơ hội mong manh nào con thú này một khi thức tỉnh thì khí tức của nó sẽ cuồn cuộn về nơi rất xa chỉ trong nháy mắt, không bờ không bến, mà ở đây, bọn họ sẽ không cách nào xé rách bầu trời, không cách nào vượt qua một cách hữu hiệu được, bởi vì có pháp tắc mạnh mẽ nhất bảo vệ, cánh cửa hư không không thể phá được. Hoàng Kim Sư Tử, ngươi làm hại ta rồi. Tới thời khắc cuối cùng thì có đại tu sĩ không cam lòng, đây là oán niệm vô cùng phức tạp. Vốn địch thủ là Hoang, là thiếu niên đáng ghét kia, nhưng hiện tại trong mắt mọi người, thì kẻ đưa bọn họ vào con đường này chính là Hoàng Kim Sư Tử rất nhiều người vô cùng cẩn thận không một ai lên núi chỉ vì vô ý sư tử đứng ở nơi đó và nói rằng mình đã làm chủ mọi thứ đã giết chết được hoang cho nên bọn họ mới tiến lên có thể trách ai bây giờ chỉ có thể thẩm oán bản thân hoang hắn điên rồi đương nhiên cũng có phần lớn người nghiến răng nghiến lợi căm tức thạch hạo vô cùng muốn lột ra rút xương hắn hắn không điên đâu bởi vì hắn có biện pháp để giữ mạng lúc này bỗng có người lên tiếng Đồng thời, trong lúc này bỗng nhiên có một vài người quay đầu lại, nhanh như chớp, hóa thành mấy chục tia chớp lần nữa nhằm về phía ngọn núi đá ấy. Những người này theo đường cũ quay trở lại, áp lực hiện tại vô cùng lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Trong đó bao gồm cả ông lão áo bạc, đây là một nhóm người mạnh mẽ nhất, là thủ lĩnh trong đại quân tiến vào săn bắt lần này. Mỗi người đều có sức chiến đấu kinh người, không một ai thấp hơn cảnh giới độ nhất trung kỳ. Ẩm, ừ, hư không xung quanh sụp đổ hình thành nên từng cánh cửa không gian màu đen, thế nhưng lại tựa như là từng thanh thiên đao đen ngòm nằm ngay ngắn trong thiên địa bởi vì con rồng kia đang tỉnh lại đại tu sĩ không cách nào mở ra được cánh cửa không gian thế nhưng nhân vật khủng khiếp có thể tranh bá cùng chân long trong cổ đại kia lại có thể dễ dàng tạo ra đây cũng không phải là hành vi có ý thức mà chỉ là từng làn khí thức được tản ra khi nó đang tỉnh lại như vậy cũng đủ khiến thiên địa nát tan rồi thời khắc này tựa như không một thứ gì có thể ngăn cản được nó cả vùng thế giới này Cả vũ trụ lớn này đều không thể nào chứa được chân thân của nó. Phụt, gợn sóng năng lượng màu đen vô cùng kịch liệt, chỉ trong giây lát thì đã tiêu diệt 9 phần 10 tu sĩ trẻ tuổi, bọn họ nổ tung, hình thần đều diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chỉ có một vài tu sĩ trẻ tuổi cá biệt vẫn luôn đứng ở phía chân trời, giữ khoảng cách rất xa và là người thuộc nhóm đầu tiên xoay người bỏ chạy thì mới may mắn sống sót, thế nhưng ai nấy cũng đều bị trọng thương cả. Ngay cả nhân vật già cả đứng gần đó cũng đã chết đi một vài người long tộc tiền bối cổ đại mạnh mẽ cái thế xin người hãy ra tay giết chết đám lão già chết tiệt này đây là tiếng hét to cuối cùng của thạch hạo hắn mang theo hoàng kim sư tử chìm xuống đáy ao bởi vì hắn không cần nhìn cũng biết được kết cục của đám người kia rồi đương nhiên tiến xuống đáy ao cũng là vì sống sót nếu muộn thêm chút nữa thì hắn cũng sẽ phải chết chắc chắn sẽ bị luồng uy thế này ép thành bột mịn hình thần đều sẽ tiêu tan khuôn mặt của hoàng kim sư tử vô cùng hối hận Thân thể cứng ngắt, bên trong con người màu vàng kia ngập tràn khiếp sợ. Nó hoàn toàn cứng người, dường như là một con dối bị chụp kéo theo vậy. Dù thế nào thì nó cũng không ngờ rằng sẽ có một kết cục như vậy. Người tham dự vào nhất định sẽ bị diệt sạch, không một ai có thể sống sót. Dưới góc nhìn của nó, Hoang quá ác. Hơn nữa, nó cũng vô cùng trách bản thân, nếu không phải nó tràn đầy tự tin. Cho rằng Hoang đã chết bên dưới đáy ao thì làm sao những người kia sẽ lên núi chứ? Làm sao sẽ tới gần chứ? Nói theo một ý nghĩa nào đó thì nó cũng được xem như là một tên đao phủ hại chết một nhóm đại tu sĩ hoàng ta liều mạng với ngươi hoàng kim sư tử dích lớn muốn đồng vu quy tận với thạch hạo muốn chết à không dễ vậy đâu ngươi tạm thời sống thêm chút nữa đi thạch hạo không thèm để ý gì cả một tát giáng xuống đánh gãy xương cốt toàn thân của nó mạnh mẽ như hoàng kim sư tử cũng chẳng hề có chút biện pháp nào tranh lệch quá lớn ngươi muốn thế nào bên trong con ngươi vàng óng của hoàng kim sư tử lóe ra ánh sáng lạnh lẽo thu ngươi làm thú cưỡi, ngày sau sẽ điều khiển ngươi trên chiến trường, đại chiến với quần hùng dị vực. Thạch hạo vô tình nói, việc này chẳng chút lưu tình gì cả, cũng không phải là thật sự thầm thu làm thú cưỡi mà là muốn nô dịch, lưu lại mạng sống của nó là để hắn sử dụng, là để khiến dị vực kinh sợ. Bởi vì ai cũng biết, một, mạch hoàng kim sư tử vốn là sinh linh của cửu thiên thập địa, sau đó thì đã phản bội rồi dẫn đại quân tiến vào biên quan, giết ngược người bên mình. Hiện tại Thạch Hạo lại làm như vậy, xem như là giết một dân trăm là hình phạt răn đe đầy tàn khốc dạy dỗ một khóa cho toàn bộ những kẻ phản bội một mạch hoàng kim sư tử có địa vị cực cao ở dị vực nếu như bị người khác cưỡi ra chiến trường coi như thú cưỡi thì ảnh hưởng đó sẽ vô cùng to lớn sẽ tạo nên chấn động không hề nhỏ tủm 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 bên trong ao nước truyền tới những tiếng vang tủm tủm sóng nước tung tóe mấy chục người đã nhảy thẳng vào trong ao dù là đám đại tu sĩ mạnh mẽ nhất vào thời khắc sống còn cũng đã quay trở lại và trốn xuống nơi đây, Liều Lĩnh nhảy vào trong ao, muốn dựa vào đây để tránh tai ương. Ha ha, tới rồi, một nắm sủi cào đã vào nồi, ta nên thỏa thích thu hoạch thôi. Thạch Hạo nở nụ cười đầy cay nghiệt vô tình. Mà bên trên, thiên địa biến sắc cùng với vỡ nát, trời đất sắp biến đổi rồi. Chương 1516, tiếng gầm diệt thế. Sủi cảo. Hoàng Kim sư tử nghe rất rõ ràng, mặc dù bị thương nặng thế nhưng sự mẫn cảm vẫn còn, lúc này nó cảm thấy toàn thân run rẩy. Nó biết rõ, nhóm đại tu sĩ tiến vào trong ao nước này quá đáng thương, lại bị xem như là sủi cảo. Bên ngoài, thiên địa hỗn loạn, khe lớn màu đen dày đặc, số lượng lên tới hàng ngàn hàng vạn thanh thiên đao màu đen, diệt sạch mọi sinh linh trên thế gian, không thể nào trốn thoát được. Ngay sau khi nhóm đại tu sĩ này tiến vào trong ao luân hồi thì càn khôn vỡ vụn, sơn hà biến sắc, trong giây phút ấy thì thiên địa bị lật nhào, toàn bộ thay đổi. Thần uy của con cổ thú từng tranh bá với chân long ở cổ đại chấn động bát hoang, lúc này nó đang thức tỉnh, xích sắt ầm ầm chấn động toàn bộ rừng rậm thiên thú. Nơi ngọn núi đá, sinh linh này lơ lửng giữa trời cao, mí mắt của nó rực rực, lập tức khiến cho những tu sĩ đang chạy trốn, chứ không tiến vào trong ao nước đều nổ tung. Kể cả ở nơi xa, thân thể một đám người đã chạy trốn trước tiên cũng đã dạn nứt, thương thế nghiêm trọng tới mức gần như bỏ mạng. Nơi ngọn núi đá, khí tức của con cổ thú này vô cùng đáng sợ, thế đi như bẻ cành khô, không gì không phá, cơ bản không có biện pháp để chống lại nhóm người tiến vào trong ao nước vô cùng dũng cảm thực lực siêu quần thế nhưng kết cục của bọn họ sẽ càng thê thảm hơn mà đám người chạy nhanh nhất ở nơi phương xa thì cũng có những người đạo hạnh cao thâm tính cách tương đối bảo thủ hai nhóm người này đều là đại tu sĩ cả thuộc nhóm người mạnh mẽ nhất trong lần săn giết này dầm nơi phía ngọn núi truyền tới tiếng xích sắt không bờ không bến dù cho cách rất xa cũng có thể nghe thấy được nó chấn động tâm hồn và khiến người nghe sợ hãi bởi vì âm thanh rung động của sợi xích sắt này Tựa như là thanh âm đòi mạng tới từ địa ngục vậy, nó đang mời gọi mọi người lên đường, khiến mỗi người run rẩy không thôi. Việc này cũng không phải là đe dọa mà là muốn dẫn tính mạng của bọn họ đi. Ẩm. Tiếng vang kinh thiên động địa phát sinh và tất cả mọi người đều hiểu, con rồng kia đã hoàn toàn thức tỉnh, một tia cầu may cuối cùng trong lòng bọn họ đã tan biến hoàn toàn. Trên ngọn núi đá, sợi dây xích kéo căng thẳng tắp, con cổ thú bị một thanh tiên mâu dì sắt xuyên ngang đầu lâu chợt mở mắt, trong giây lát ấy hỗn độn che kín bầu trời ánh sáng tiên đạo bao phủ khắp đất trời loại sức mạnh này quá mạnh mẽ chỉ là vừa tỉnh giấc mà đã khiến cho sinh linh trên thế gian không cách nào chịu đựng nổi tất cả như muốn nổ tung nếu đối chiếu với lúc ngủ say trước kia thì hoàn toàn khác biệt loại khí tức tự do phát tiết ra bên ngoài này quá cuồng bạo tựa như diệt thế vậy phản ứng trực tiếp nhất chính là đông đảo tu sĩ đã trốn vào trong rừng rậm thiên thú kia lần lượt nổ tung máu tươi tưới cả bầu trời a à, không đây là âm thanh giống giận của một cường giả hắn mang theo sự không cam lòng thế nhưng cũng chỉ có thể la hét như vậy tiếp đó là nổ tung có những người trẻ tuổi may mắn không chết trước đó thì lúc này ngay cả hét cũng không hét được cứ thế trở thành thịt nát rồi tan thành mây khói ngay giữa hư không toàn bộ nhóm trẻ tuổi đều bị diệt sạch hoàn toàn không cùng một cấp độ cổ thú thức tỉnh và khí thức vốn có lưu chuyển ra ngoài liền ép sụp thiên địa hủy diệt liên miên tu sĩ không hãy cho ta một cơ hội có người gầm lớn vẻ mặt vạn vẹo vô lực vung vẫy cánh tay về trước thế nhưng ở phía sau có một luồng khí thức đáng sợ lao tới hắn từ từ bị dập nát từng tấc một rồi trở thành đám máu vụn sao nó lại mạnh mẽ như vậy chứ ta cũng đã lao ra khỏi khu vực ấy rồi mà trời muốn ta diệt mà có đại tu sĩ giết lớn bởi vì hắn không phục độ thuật của hắn cực kỳ mạnh nên đã thoát khỏi khu vực ấy đã tiến vào nơi sâu trong khu rừng rậm cổ thế nhưng vẫn bị một vệt sáng xuyên thủng xương vỡ thịt nát tung tóe khắp nơi đó là một tia sáng bình thường sau khi con cổ thú kia mở mắt và bắn ra lúc vừa mới tỏa ra thì lại mang theo một luồng chiến ý nguyên thủy cho nên đã giết chết hắn hoàn toàn chính xác năm xưa con cổ thú này đã trải qua một cuộc đại chiến đáng sợ tới mức không tài nào tưởng tượng ra được sau đó thì bị xích lại ở nơi này dù cho đã ngủ say trong vô tận năm tháng thì như trước vẫn mang theo sát ý do ngày xưa lưu lại cho nên lúc ánh mắt ấy vừa mở ra thì đại tu sĩ đã chạy trốn phía xa nhất cũng bị giết chết hậu quả vô cùng nặng nề cùng với sự thức tỉnh của cổ thú thì toàn bộ tu sĩ đang lưu vong đều sợ hãi tột cùng, trong lòng không hề có chút hy vọng nào. ầm, um, khí tức cuồn cuộn kèm theo khí hỗn độn lan tỏa, không biết bao nhiêu vạn dặm, cuộn trào chấn động cả bát hoang, rung động cả ngân hà, toàn bộ trần thế tựa như bé nhỏ là thế. phụt phụt phụt, trong đám tu sĩ đứng cách ao luân hồi, xa nhất cũng rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, sinh mệnh chắc chắn sẽ mất đi màu sắc. những hình ảnh trong ánh mắt của bọn hắn bị ngắt quãng, rất nhiều người bị gợn sóng này lan tới bên trong cảnh tượng đầy khủng khiếp ấy thì từng người một bị giải thể nguyên thần nổ tung có thể thấy được bầu trời bên trên khu rừng ấy xuất hiện màn mưa máu nhuộm đỏ trời cao rõ ràng tu sĩ tiến vào khu vực này hoàn toàn vượt qua dự đoán của thạch hạo và lúc này tử vong đã trở thành âm thanh tàn khốc để kiểm kê nhân số chỉ trong giây lát khi con cổ thú này mở hai mắt thì tu sĩ ở trong phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm đều nổ tung toàn bộ hình thần điều diệt không hề có chút bất ngờ nào rừng rậm thiên thú nhuộm đỏ máu Khu vực này đâu đâu cũng là vết máu của tu sĩ mạnh mẽ, mưa máu tung bay đỏ đậm cả vùng núi. Trước kia không một ai sẽ ngờ tới được sẽ phát sinh kết quả thê thảm như vậy. Chỉ một con cổ thú chợt thức tỉnh thì đã khiến quần hùng mất mạng. Lần lượt nổ tung, đây là kết quả đáng sợ tới mức nào? Hiện giờ dù cho là đám tu sĩ chạy trốn trước nhất và xa nhất cũng đều sợ hãi tới run người, đồng thời thương thế vô cùng nặng gần như không thể qua khỏi. Đây là một nhóm tu sĩ vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều là cao tầng cảnh giới độ nhất có thể trốn về nơi xa, một là do không có leo lên ngọn núi đá, hai là tu vi của bản thân xác thật đã siêu phàm nhập thánh. Nhưng dù cho là như thế, dù cho đã rời xa không biết bao nhiêu vạn dặm, thì cũng không thể thở ra một hơi nhẹ nhõm được, tựa như có mười vạn ngọn tiên sơn ép thẳng xuống. Cơ thể của bọn họ không ngừng dạn nứt, cả người là máu tươi, xương chán từ từ vỡ nát, nguyên thần như bị thiên đao chém qua và bị chia thành vài phần, gần như muốn giải thể. Không, rốt cuộc, nhóm người mạnh nhất và chạy xa nhất hét lớn, sinh mệnh sẽ kết thúc tại đây. Phụt, thời khắc đó cũng đã tới, có người đổ tung chấn động cả sơn hà, máu thịt tung tóe đầy trời, mưa ánh sáng ăn mòn núi sông, khiến mặt đất bên dưới tả tơi khắp trốn. Ầm, có một vài con sông lớn bị sấy khô. Vù vù, có dãy núi trở thành tro bụi, lúc hoa máu tung, tóe hạ xuống thì nơi đây trở thành vùng đất ma, rất nhiều địa vực bị hủy diệt. Bởi vì, nhóm đại tu sĩ này quá mạnh mẽ, tinh huyết của bọn họ ẩn chứa sức mạnh không tài nào tưởng tượng ra được nhưng mà dù đám người này mạnh mẽ là thế thì cũng mất mạng từng người một lần lượt ngã xuống tất cả chỉ vì con cổ thú kia thức tỉnh gợn sóng mà nó tản ra đủ để giết chết một đám đại tu sĩ như thế rất nhanh cái được gọi là tinh huyết kia thiêu đốt hóa thành tinh khí tiêu tán giữa không trung rất đáng sợ những đại tu sĩ này chết chẳng còn sót lại thứ gì cả hoàn toàn biến thành cho bụi tình cảnh thê thảm này khiến mỗi người rung động sâu sắc có một vài đại tu sĩ cảnh giới độ nhất, trốn tới khu vực bên ngoài may mắn sống sót, lưu vong đầy gian nan. Bọn họ sinh ra một cảm giác vô lực, đừng nói là chống lại sinh linh như vậy, dù cho là ngước nhìn thì cũng không cách nào biết nó to lớn đến mức nào, đối mặt với nó tựa như là run dế ngước nhìn trời trăng vậy, tựa như kiến đối mặt với thương long, tranh lệch giữa đôi bên như là rãnh trời. Con cổ thú kia cũng không hề động thủ mà chỉ tản ra gợn sóng như vậy mà thôi, nếu như là tham chiến thì cũng không biết tình cảnh sẽ phát sinh tới mức nào, với cảnh giới của những cường giả đã chạy khỏi rừng rậm thiên thú mà nói, bọn họ không cách nào tưởng tượng ra được sự rầm rộ ngày xưa khi con cổ thú này quyết chiến với người khác. Phụt, phụt. Trong nhóm đại tu sĩ, còn sống và chạy trốn xa nhất này lại tiếp tục có thêm một người nổ tung. Số ít cao thủ đỉnh cấp may mắn còn sống thì máu tươi ướt đẫm trời cao, lần lượt bỏ mạng. Chỉ còn sót lại một hai người cuối cùng mà thôi. Ta không cam lòng mà, tại sao lại như thế? Những người còn lại đều tà tơi, không ngừng hét lớn. Cùng lúc đó, phía rìa rừng rậm thiên thú xa xôi trong dãy núi truyền tới âm thanh thét dài có nhân vật siêu phàm tới tiếp viện đã xảy ra chuyện gì tại sao lại phát cảnh báo như vậy bên trong dãy núi có người quát hỏi bởi vì cường giả đứng ở biên giới của rừng rậm thiên thú thấy giữa trời dựng lên ánh máu đó là có người dùng tính mạng của mình để phát ra cảnh báo đương nhiên chỉ có số ít người cá biệt mới thành công còn những người khác đều sớm nổ tung không kịp làm ra hành động này có một con cổ thú phục sinh mà chúng ta thì chết gần hết cả rồi một hai người lưu vong còn sót lại đau đớn giống lớn. Từ từ, chúng ta tới rồi. Không ngờ bọn họ lại dám tới gần nơi này. Mời máu bất hủ. Vạch trần phong ấn, viết pháp chỉ vô địch. Bên trong dãy núi nơi phương xa có một vài người gầm lớn và mở ra phong ấn, đổ huyết dịch óng ánh bên trong một chiếc bình cổ thần bí lên, trên tờ pháp chỉ đang phát sáng, lập tức nơi ấy dựng lên ánh sáng chói mắt xé rách trời cao. Gào. Nhưng mà, đi kèm theo đó là một tiếng rít gào to lớn từ nơi sâu trong rừng rậm thiên thú không còn thứ gì có thể tồn tại được nữa, thiên địa nát tan, cái được gọi là pháp chỉ vô thượng rách tan ngay tại chỗ, cái gọi là máu bất hủ nhanh chóng bốc cháy, hư không đều hóa thành màu đỏ sậm, thiên địa đều bị máu nhuộm đỏ. Ầm ầm, nơi đây trời long đất lở, vạn vật héo tàn, sơn hà lật nhào. Ngay cả một hai người lưu vong cuối cùng, cùng với những tu sĩ mạnh mẽ đầy tự tin chạy vào, trong dãy núi để cứu viện đều hóa thành mảnh vỡ, trở thành mưa máu rồi tan thành tro bụi. Cổ thú, uy lực một tiếng gầm đủ để xóa sạch cả vùng rừng rậm, vùng trời sụp nứt, cùng lúc đó có thể thấy được từng ngôi sao lớn rơi xuống rồi nổ tung. Khí hỗn độn dâng trào nhấn chìm cả dãy núi, bao trùm cả khu rừng rậm thiên thú này, đây là thần uy vô thượng, dưới một tiếng gầm này thì tựa như là diệt thế, không một thứ gì có thể tồn tại được nữa. Chương 1517, các ngươi quá yếu. Dưới tiếng gầm, thiên địa lập úp, càn khôn đổ nát, con cổ thú này thức tỉnh và gầm lên một tiếng, hoàn toàn khác với dĩ vãng sóng âm lần này quá khủng khiếp đã tiêu diệt cả rừng rậm thiên thú ngay khu vực bên dưới ngọn núi đá tựa như bị cày sới qua đây cũng không phải chỉ là những khe hở lớn một cách bình thường mà là toàn thể vùng núi này bị hủy diệt phạm vi không biết bao nhiêu vạn dặm phía trước rừng rậm thiên thú hoàn toàn hủy diệt cỏ cây khô héo trở thành cho tàn những ngọn núi khổng lồ vạn trượng trở thành những gò cát bãi biển một sóng nước ập tới liền trở thành mây khói phù vân vốn là rừng cây rậm rạp nay trở thành cô quạnh vẻ xanh um tươi mắt trước kia đã không còn thấy nữa 10 vạn ngọn núi lớn đều nổ tung, cơ bản không hề có một ngọn nào còn sót lại, mặt đất chọc lốc. Nếu như có người tới đây và nhìn thấy cảnh này thì sẽ không thể nghĩ rằng, đây vốn là một nơi từng có cổ thụ che trời, màu xanh biếc mơn mởn, là một khu rừng rậm mênh mông. Trên đất là vô số vết nứt lớn, khe hở đen kịt to lớn với chiều rộng từ mấy chục trượng tới mấy thước khác biệt, khủng khiếp vô cùng. Mấy trăm vạn dặm xung quanh đều là như vậy, khu rừng rậm cổ xưa từng được mệnh danh là rộng lớn vô ngần nay đã bị hủy diệt toàn bộ hơn một nửa khu cổ địa này đã trở thành đất hoang việc này cũng không tính là đáng sợ nhất những nơi sóng âm đi qua thì đại địa lún xuống và trở thành các vùng lòng chảo cũng như các khe nứt có thể thấy được chúng hoàn toàn là màu đỏ đậm dung nham dâng lên rồi lấp kín những khe sâu hang rộng ấy trở thành những đại dương màu đỏ biển dung nham vô cùng nóng rực xuất hiện khiến cho khu rừng rậm thiên thú này hoàn toàn biến dạng khác biệt với trước kia không thể nào nhận ra được đồng thời giữa trời cao có tinh thể hạ xuống tiến vào trong dung nham màu đỏ gây nên gợn sóng ngập trời vút thẳng lên tận trời cao. Cảnh tượng như thế này tựa như là đang diệt thế, chém sạch vạn linh, hủy diệt toàn bộ sinh cơ trong càn khôn. Đồng thời, sương mù hỗn độn khuếch tán bao phủ khu vực này lại, khi tinh thể rơi xuống và ánh đỏ bắn vút lên trời cao thì nơi đây trở nên mờ ảo và mơ hồ. Và lại bầu không khí càng thêm khủng khiếp hơn. Xảy ra chuyện gì thế? Bên ngoài rừng rậm thiên thú chợt có người hét lớn đầy sợ hãi. Khu vực này có rất nhiều người đóng quân nên cảm nhận được sóng năng lượng kịch liệt. Tiếp đó thì thấy hàng loạt sao băng ngang trời, khu núi rừng phía trước tỏa ánh sáng đỏ rực. Diệt thế rồi, đây là thủ đoạn của con cổ thú trong truyền thuyết kia sao? Một tu sĩ cảnh giới độ nhất, đại viên mãn đứng bên trên một tảng đá lớn khiếp sợ nhìn cảnh tượng phía trước. Khu vực này chỉ còn sót lại khu rừng rậm hơn, vạn rậm không có hóa thành đất khô cằn. Có thể nói rằng chỉ còn sót lại một vùng ngăn cách, cuối cùng này. Thế nhưng bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Âm thanh ngầm rú kia quá mức chấn động lòng người, khiến thần hồn bọn họ bất ổn, đạo hạnh của rất nhiều người thiếu chút nữa thì rớt xuống một cảnh giới. Nếu không phải bên trong rừng rậm Thiên thú có tiên trận cổ đại bảo vệ và gia trì toàn bộ khu rừng rậm ấy, khả năng chúng ta đều nguy cả rồi." Có người nói, "Khu ngăn cách cuối cùng ấy chính là vùng biên giới kiên cố nhất của đại trận cổ đại, khu vực này nếu mà cũng bị sụp đổ thì khu vực rộng lớn ở bên ngoài hơn phân nửa cũng sẽ gặp phải đại kiếp nạn." Bên trên đỉnh núi, đá, ao luân hồi Trước đây không lâu là từng làn gợn sóng ngập trời, thần dịch dâng trào trói mắt, gợn sóng lan tỏa khắp vùng núi này. Hiện giờ toàn bộ chất lỏng đều chảy ngược lại và trở về trong ao cổ. Ao nước không hề yên tĩnh, dù cho tiếng thú gào đã kết thúc thì vẫn cuồn cuộn sôi trào như trước. Thạch Hạo đứng dưới đáy ao chấn động không thôi, tuy rằng sớm đã nghĩ tới khả năng này thế nhưng vẫn hãi hùng khiếp vía không thôi. Còn con Hoàng Kim sư tử thì lại càng nơm nớp lo sợ hơn. Đây cũng không chỉ riêng về việc áp bức từ tâm tinh mà quan trọng hơn là có một luồng thần uy đang nghiền ép xuống, không thể nào chịu đựng nổi. Hoàng kim sư tử từng nổ tung bên dưới đáy ao, thế nhưng truyền thừa mà nó tiếp thu chính là một mạch cổ tăng. Ở đây, sau khi nó nhận được sự thử thách của thần dịch, thì đã rút lấy thần tính và sống lại. Còn với thạch hạo thì thiếu chút nữa đã bỏ mạng, tựa như chơi với lửa có ngày chết cháy. Dù cho đã trốn ở dưới đáy ao rồi thế nhưng thân thể cũng gần như nổ tung, sức mạnh ấy quá cuồng bạo, con cổ thụ ấy gầm vang thì cái thế ngông cuồng, thế như bẻ cành khô chỉ trong nháy mắt ấy thì hắn gần như cho rằng mình đã tiêu đời. Thế nhưng, chuyện mà hắn dự liệu cũng đã diễn ra, có thứ bảo vệ lấy đáy ao này. Đây chính là nơi chôn xương và các bộ da của các đời cao tăng một mạch cổ tăng, còn có cả những bộ khung xương tiên tăng, toàn bộ đều được chôn ở nơi đây, xây dựng nên một vùng đất luân hồi cái thế không một ai tưởng tượng ra được. Vào thời khắc sống còn, vô số bộ xương khô dưới đáy ao chuyển động và nhanh chóng nối ghép lại với nhau, một lần nữa hóa thành khung xương hình người ngồi xếp bằng và tụng niệm kinh văn ở nơi ấy những thứ này ổn định lại đáy ao, khi luồng khí tức hủy diệt kia ập xuống, thì đã bị khung xương màu vàng ấy dẫn dắt đi nơi khác, một đống xương cốt của các cao tăng phát sáng đứng vững trước sức mạnh diệt thế ấy, bảo vệ nơi này. Nếu không, thạch hạo chắc chắn hình thần điều diệt. Việc này đều nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng nguy hiểm vẫn càng thêm nguy hiểm. Hắn sớm biết được sự bất phàm của nơi này, bởi vì, ba chữ ao luân hồi ấy có ý nghĩa vô cùng to lớn, không phải là một cái tên được đặt tùy ý, đặc biệt lại là một mạch cổ tăng từng sinh ra tiên vương sao lại bình thường chứ nói không chừng thì đây có thể là thủ đoạn của vị tăng vương kia đã được sử dụng ở nơi này đồng thời thạch hạo nhìn thấy được trong ngọn núi đá ấy có hai tấm bia đá một tấm bên trên có khắc đệ nhị thiên hạ còn tấm khác thì có ba chữ ao luân hồi hắn cảm thấy hai thứ này khả năng có liên hệ với nhau hoặc là con cổ thú kia bị xích ở nơi này rất có thể là do vị cổ tăng gây nên hoặc là giúp nó chữa thương hoặc là giam cầm hoàn toàn như vậy ao luân hồi hẳn không kém đệ nhị thiên hạ mới đúng vì lẽ đó, Thạch Hạo mới dám đánh cược như vậy, nếu không đánh cược, hắn vĩnh viễn bị vây khốn ở trong ao luân hồi, đồng thời cũng sẽ không ngừng có cao thủ dị vực xuất hiện và tìm được biện pháp để đối phó hắn, như vậy không bằng chủ động xuất kích. Lần này hắn đã thắng, có thể nói là chiến dịch vừa rồi đã khiến đối phương tổn thất nặng nề, chết không biết bao nhiêu cao thủ. Ít nhất bản thân hắn biết được, đại tu sĩ ít ra cũng đã chết 7, 80 người trở lên, còn những người mà hắn chưa phát hiện ra, ẩn núp bên trong rừng rậm thì khả năng sẽ còn nhiều hơn nữa cô tộc cùng người. Trẻ tuổi của đế tộc chưa hề tiến lên núi đá, không biết bọn họ có ở trong khu vực này hay không, đã chết hay chưa. Thạch hạo lẩm bẩm. Bên cạnh hắn, hoàng kim sư tử thẫn thờ, vì vẻ sợ hãi trước kia cho nên hiện tại tựa như cành cây khô. Đây là một biến hóa vô cùng to lớn trong tâm trí nó, có sự tranh lệch, có sự ủ rủ, thậm chí còn mất hết cả niềm tin nữa. Những chuyện xảy ra hôm nay đã khiến tâm trạng nó vô cùng phức tạp, tạo thành bóng tối rộng lớn trong tâm trí, cả đời này khó mà tiêu diệt được. Ta là tội nhân mà." Hoàng Kim sư tử gầm thét, nó đang tự trách bản thân, lòng ngập tràn hối hận. Khi Thạch Hạo nghe được câu này thì con mắt nhíu lại, vung tay bạt tai nó một cái, âm thanh lanh lảnh tựa như tiếng bóc hạt dưa vang vọng đánh văng nó lên trên ao nước. "Ngươi dám?" Hoàng Kim sư tử trừng mắt, cái bầm dày và dài rủ tới tận chân, trông dáng bộ vô cùng uy mãnh. Lúc này, đột nhiên bản thân bị giáng một cú bạt tai khiến cho vẻ thất thần tan đi, quên hết thân phận tù binh của bản thân, trước kia ai dám động tới nó chứ? là sư tử vương chân chính mạch các ngươi đã phản bội cửu thiên giết nhiều tiên dân là thế nhưng ta vẫn chưa hề thấy ngươi cảm thấy tội lỗi thế nhưng vừa nãy ta gián tiếp chém bay một vài tên giết người kia thì ngươi lại cảm thấy đau lòng à thạch hạo lạnh lùng nói ta không chỉ tát tai ngươi mà còn đạp ngươi nữa nè thạch hạo vung tay bạt tay thêm lần nữa âm thanh vang vọng khiến nó quay vòng tại chỗ rồi ngã nhào xuống dưới ẩm đồng thời thạch hạo giẫm mạnh xuống khiến xương sọ của nó dạn nứt máu tươi tí tách hòa tan vào trong ao nước giết nhiều tiên dân như vậy mà ngươi không hề thấy xấu hổ chỉ có vài tên nhãi nhét chết đi thì lại đau lòng khôn tả ta dẫm chết ngươi thạch hạo không ngừng đạp mạnh chân hoàng kim sư tử đầy đáng thương gần như muốn giải thể thạch hạo ngước nhìn lên trên cao thấy được một ít chùm sáng cùng với những tàn chi bại thể hắn cũng không có lập tức rời đi mà là đang chờ đợi sợ con cổ thú kia sẽ gầm thét lần nữa hắn cảm nhận được con cổ thú kia đã tỉnh giấc vì bị quấy nhiễu khi nãy Sóng âm của nó rất có thể sẽ vượt xa lần trước, sẽ càng mãnh liệt hơn, sơ sẩy một chút sẽ rước tới họa diệt thân. Chủ yếu nhất chính là, hắn cảm thấy ý thức của con chân long cổ đại kia không được tỉnh táo, khả năng vẫn là đang rơi vào trong tình trạng lạc lối mất phương hướng, nếu không cũng sẽ không gầm thét như thế. Mà dưới tình huống này thì cực kỳ nguy hiểm, con cổ thú ấy nếu như có linh tính thì nó sẽ nhớ tới mình là một thành viên trong Cửu Thiên Thập Địa, lúc đó sẽ trợ giúp hắn, đó là suy đoán của Thạch Hạo vì lẽ đó hiện tại hắn không nghĩ rằng đối phương ra tay có chủ đích ta nói rồi mà các ngươi yếu quá đi mà chỉ vừa mới bắt đầu mà đã đi đời hơn nửa nhanh nào cố gắng chịu đựng chút nữa thạch hạo ngửa đầu hô lớn lên trên đó là một ít tàn thể bên trong có một vài chùm sáng còn dư lại của nguyên thần bị phá nát trước kia từng chùm run lên không ngớt vì vô cùng tức giận đã tới mức này rồi mà tên khốn khiếp ấy còn nói những lời như thế quá đáng ghét quá đáng giận trước đây không lâu khi bọn họ tiến vào trong ao nước thì thạch hạo thủ thế xông lên trên để bắt gọn và giết chết từng người một. Kết quả sau khi con chân long, có hình thù kỳ quặc kia gầm lên thì sức mạnh ấy vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn không thể không trở lại đáy ao để bảo vệ bản thân. Đám người ấy đều là đại tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất, vốn cao cao tại thượng, thế nhưng sau khi tiến vào trong áo nước thì đã hoàn toàn khác hẳn. Lúc này có người giải thể, huyết nhục hóa thành tinh khí, thần lực, trở thành một phần của áo nước, dù cho là xương cốt cũng trở thành ánh sáng, hoàn toàn tan biến, nhóm người này đều chết thảm. Quá nửa trong nhóm này đã chết đi như thế, bởi vì đây là ao luân hồi, khủng khiếp vô cùng, mặc kệ nhân vật có lai lịch lớn tới mức nào, cảnh giới cao thâm tới đâu thì khi tới nơi này đều sẽ bị áp chế. Sức mạnh của nơi này có thể chiếm ưu thế tuyệt đối và nghiền ép tất cả mọi người, đây chính là thử thách cho tiềm năng được thai nghén trong cơ thể, dùng sức mạnh cao hơn cảnh giới tu luyện của ngươi để nghiền ép. Vì lẽ đó, mấy người này hình thần đều diệt ngay tại chỗ. Nhưng không thể không nói, có thể tu luyện tới cảnh giới độn nhất thì đều không phải là người thường, có một vài anh kiệt vô cùng xuất chúng cho nên đã chặn lại được sự ăn mòn, vẫn chưa hề chết đi. Chỉ là những sinh linh sống sót cũng phải đánh đổi cái giá cực lớn, có không ít người đã tan biến đi tứ chi, hiện giờ tả tơi không thể nào tưởng tượng ra được, thậm chí có người chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu. Còn có tu sĩ thân thể đều bị hủy sạch, hiện giờ chỉ còn mỗi nguyên thần đang dãy ruộng, thế nhưng trông bộ dáng cũng gần như tiêu đời, sắp sửa hóa thành mưa ánh sáng có người cá biệt hình thể vẫn tính là hoàn hảo khổ sở chống cự nơi ấy thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ phải chết không hề có bất ngờ gì các ông kém quá mỗi người đều yếu đuối như thế mà thạch hạo đứng phía dưới mỉa mai chế nhạo nói trước đây không lâu từng người các ông đều vô cùng hung ác muốn đuổi giết ta nhưng hiện giờ sao lại như gà bệnh thế sụi lâu rũ rượi yếu tới mức thành phế thải đám người phía trên vô cùng tức giận và khó chịu cơn tức giận không cách nào nhẫn nhịn được tên khốn này lại ra vẻ đắc chí lại trào phúng xỉ nhục bọn họ như vậy ai mà không tức nhưng mà bọn họ không còn cách nào cả và lại bọn họ đang ở trong thế yếu thì làm gì được đối phương thậm chí có thể nói tình cảnh lúc này vô cùng nguy hiểm hiện giờ bọn họ còn sức để đánh một trận ư không có bên trong ao nước này để sống sót thì vô cùng khó khăn chứ đừng nói là để chiến đấu bên trên mặt ao không an toàn đâu nếu như bị tồn tại kia lại gầm lên tiếng nữa thì chỉ sợ các ông sẽ nổ tung mất hay là xuống đây chơi đi Thạch Hạo nhiệt tình chào hỏi. Đồng thời, hắn chủ động vung tay kéo mấy người này xuống dưới. Phụt, những sinh linh không đầy đủ thể phách ấy lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành hào quang, trở thành thần dịch, hòa tan và tan biến trong vùng nước này. Tiếp đó, Thạch Hạo lại ngước lên bên trên, nói, ô, bản thể của ông là một con gà. Nơi đó còn có một con rắn lớn nữa chớ, ồ, ta lại thấy được một con sơn dương thành tinh, đều là món ngon đó nhen, tu luyện được tới cảnh giới này thì đều là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng, quá quý hiếm, đời này ta vẫn chưa bao giờ ăn qua thức ăn được chế biến từ cường giả có cảnh giới độn nhất thạch hạo chỉ chỉ từng người rồi lên tiếng đánh giá cuối cùng là bắt đầu khuyên nhủ nói cố gắng chịu đựng cố gắng chịu đựng thì mới thấy được ánh sáng nếu muốn sống thì phải cố gắng áp chế ngàn vạn không nên bị hòa tan ở chỗ này tiếp đó ta sẽ xây một chuồng heo để nuôi các ông đô la những cao thủ còn sống của dị giới đều tức sôi máu đáng tiếc là bọn họ không thể làm gì được thạch hạo ồ chờ một chút Đột nhiên Thạch Hạo thu lại nụ cười, sắc mặt âm trầm nhìn về một tàn thể, nói: "Gia tộc Vô Liêm Sỉ kia cũng tới à? Vậy thì thanh toán cả vốn lẫn lãi với các ông vậy." Hắn nhân ra được, đó chính là sinh linh bên trong đế quan, trước đây không lâu đã từng giả bộ ra tay cứu hắn nhưng thực ra là mang ác ý vô cùng lớn. Chương 1518, chết sạch hết đi. "Lão già, mạng của ông cũng lớn đó chứ, còn chưa chết luôn." Thạch Hạo trợn mắt tiến thẳng lên trên, vung tay chụp lấy tàn thể kia không thể không nói, cường giả này rất là thê thảm, sớm đã không ra dáng dấp hình thù gì cả, tứ chi đã đứt rời, đầu lâu dạn nứt, từ bụng trở xuống đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Hiện giờ, hắn chỉ còn sót lại một phần nhỏ cơ thể, kết cục rất là đáng thương. Trước đây không lâu, Thạch Hạo từng bị nhóm ngu ỏi này lừa gạt tiến lên một chiếc chiến xa, sau đó thì hắn tương kế tựu kế giết chết một ông lão cảnh giới độ nhất, sau đó thì kế hoạch bị bại lộ và đám người này trở mặt, có mấy đại tu sĩ xuất hiện và đuổi giết hắn, nhóm người này cùng tu sĩ của dị vực hợp lại với nhau đi chung với nhau không hề vướng bận gì cả có thể thấy được đã hoàn toàn nghiêng về phía dị vực kết quả những người này cũng chẳng hề may mắn chút nào khi thạch hạo quấy phá con cổ long kia thì đã gợi ra một tai nạn cực lớn những thanh niên cùng với trung niên của tộc này đều đã bị diệt sạch những nhân vật lớn tuổi chọn cách tiến vào trong ao nước thế nhưng đã bị hao tổn trong nháy mắt chiếc chiến xa kia tích thật thạch hạo sau khi quan sát kỹ thì phát hiện ra một chiếc chiến xa tả tơi đang tỏa ánh sáng mờ ảo bảo vệ nếu như không có thứ này thì hắn sớm đã bỏ mạng rồi. Dù vậy thì người này cũng tàn phế, mà chiếc chiến xa kia thì đã bị ao nước ăn mòn tới rách nát, cuối cùng cũng sẽ giải thể, thần tính sẽ biến mất sạch mà thôi. Trong mắt Thạch Hạo, người của bộ tộc này rất mạnh, thế nhưng không thể nào sánh vai được với những ông lão kia của dị vực. Ngay cả đại tu sĩ của dị vực cũng phải liền xiển chết tới 9 phần 10, thì người này không thể nào sống sót được mới đúng. Tất cả cũng đều do chiếc chiến xa này. Nói đi, ông tới từ bộ tộc nào? Thạch Hạo hỏi, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất, bị bộ tộc này lợi dụng nên hắn đặc biệt lưu ý, tuy rằng có suy đoán thế nhưng hắn cần phải chứng thực lại mới chắc ăn. Ngươi, ông lão này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng lúc này đã suy yếu tới mức chẳng ra hình thù gì, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dập tắt. Đừng lo lắng, ngoan nào, chỉ cần ông nghe lời thì ta sẽ bảo vệ ông, sẽ không để ông chết trong ao nước này đâu." Thạch Hạo cười tủm tỉm nói, mặc dù bản thân bị thương nặng, hình thần gần như hủy diệt thế nhưng lúc này ông lão chợt cảm thấy sợ hãi, da gà nổi toàn thân, cái tên hoang đáng chết này lại dám chế nhạo và hù dọa như vậy. Đây là một tên tiểu bối, dưới góc nhìn của hắn thì còn chưa dứt sữa, trước đây không lâu còn bị bọn hắn truy sát đến mức như chó mất chủ, không ngừng lưu vong loạn xạ, nhưng hiện giờ lại được đà lấn tới, không ngừng chế giễu hắn như thế. Nhóc con, ngươi chưa có quá phận. Hắn gầm lên. Còn tự cao tự đại nữa à? Thạch hạo túm chặt lấy cổ áo của hắn, đáng tiếc cái gọi là bảo y kia đã quá hư hao lúc này liền vỡ vụn ra ẩm thạch hạo nắm chặt lấy hoàng kim sư tử đang đứng bên cạnh tiếp đó xem nó như là gậy gỗ không ngừng xoay tròn rồi đập thẳng về phía ông lão bục nửa thân trên của ông lão hoàn toàn biến mất bị đập nát sót lại mỗi cái đầu lâu càng lúc càng thê thảm đòn đánh này đã chuyển ra hai tiếng kêu la thảm thiết một tiếng tất nhiên là từ ông lão này lửa giận phừng phừng hắn gần như bỏ mạng nhưng giờ lại mất đi nửa thân thể còn lại và chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Một tiếng khác chính là Hoàng Kim Sư Tử, nó tức điên và xấu hổ vô cùng. Bởi vì, khi nãy Thạch Hạo quá mức cản rỡ, chụp Hoàng Kim Sư Tử ở bên cạnh lại rồi xem nó như là gì. Là một khúc gậy gỗ, một công cụ, một khúc cây chẳng hề quan trọng gì. Quá cản rỡ, cơn tức giận khiến thân thể Hoàng Kim Sư Tử run rẩy cả lên. Nói đi, ông tới từ bộ tộc nào? Ông cũng nên biết, ta cũng không phải là người kiên trì đâu, đặc biệt lại bị các ông đuổi giết lâu như vậy thì tính khí sẽ không dễ chịu không nói thì ông hẳn đã biết kết cục tồi tệ như thế nào rồi đó thạch hạo nói người đã đắc tội với bộ tộc nào không đội trời chung với ai chính bản thân mình không hiểu ra à đầu lâu căm hận nói sau khi nghe tới những lời này thì con ngươi của thạch hạo co rút lại hắn cảm thấy tình hình có chút phức tạp là vương gia hay là kim gia hai gia tộc trường sinh này đều đối đầu và là kẻ địch của hắn nhưng mà, lẽ nào lão già này lại nói ra một cách dễ dàng như thế? Hay là, hắn đang nói dối? Nếu như một thế gia trường sinh khác tham gia vào thì tính hình càng phức tạp hơn, càng đáng sợ hơn nữa. Thạch hạo không hề nói câu nào mà nhanh, như chớp chụp lấy đầu lâu ấy hòng tìm kiếm trong biển ý thức, để hiểu rõ mọi vấn đề. Nếu là trước kia thì hắn chắc chắn sẽ không làm được. Đây là một đại tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất, nguyên thần lực mạnh mẽ như vầng mặt trời, có thể đốt cháy người ở cảnh giới thấp, nhưng mà hiện giờ, đạo hạnh của Thạch Hạo đã tinh tiến một đoạn dài, đồng thời thực lực của đối phương đã giảm mạnh, mười không còn một, cho nên việc này đơn giản tựa như ăn cháo vậy. Không, ông lão này ra sức chống cự, dùng mọi khả năng để chống lại. Rất nhanh thì Thạch Hạo rút lui, vẻ mặt u ám, tựa như một vệt ánh sáng rút trở lại dưới đáy ao. Ầm, um, đầu ông lão nổ tung rồi lan tràn về những người xung quanh, dù cho có ao nước cản trở lại thế, nhưng vẫn có ba người mang theo lòng không cam chết đi cùng hắn bên trong đầu lô này có dấu vết đáng sợ, vừa chạm vào thì sẽ kích nổ, tuyệt đối là tác phẩm của một thế gia trường sinh nào đó. sắc mặt của thạch hạo rất khó coi, ngay cả đại tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất mà cũng bố trí được cả vết tích, lúc cần thiết thì có thể hy sinh ngay tức khắc, việc này ngoại trừ một vài gia tộc trường tồn từ xa xưa ra, thì còn có ai có quyết đoán như vậy chứ? bên trên, một nhóm đại tu sĩ trầm mặc thế nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ, thân là cường giả thuộc cảnh giới độ nhất thế nhưng lại sinh ra cảm giác này làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ không thôi. Ồ, bên trên không còn động tĩnh gì nữa. Thạch Hạo thì thầm, ý của hắn chính là con chân long cổ đại ở bên trên kia. Xoẹt, cùng lúc đó thì có người dịch chuyển lao ra khỏi áo nước hòng chạy trốn. Đứng bên trong áo nước, mỗi giây trôi qua thì thân thể của bọn họ đều dần dần tan rã, gặp phải sự phá hoại vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải muốn sống sót thì bọn họ nhảy vào trong làm gì chứ? Bọn họ tin chắc những tu sĩ khác ở bên ngoài hẳn đã chết sạch. Hiện giờ tuy rằng bọn họ rất thê thảm thế nhưng dù sao cũng vẫn còn sống. Vèo, có người lao lên khỏi mặt nước, khống chế tàn thể hòng bỏ chạy, hiện giờ thương thế quá nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi nên không phải là lúc để tính sổ với hoang. Thạch hạo lộ ra nụ cười khẩy, hắn nhắc tới bên ngoài đồng thời lẩm bẩm như vậy, chính là muốn bọn họ trở thành cục đá dò đường. Đương, nhiên, mặc dù biết rõ ý đồ của hắn thế nhưng những người kia cũng không hề e ngại gì, bởi vì, vào lúc này dưới góc nhìn của bọn họ, thì hoang tựa như là một tên ác ma mọc ra sừng nhọn, nếu đứng yên chờ đợi thì hơn nửa sẽ chờ hắn tới tàn sát. Phụt, người vừa vọt lên trên mặt nước kia, cũng không hề bị khí tức của con cổ thú bên trên nghiền ép, thế nhưng lại bị một luồng kiếm khí của thạch hạo chém bay đầu lâu, kể cả thân thể tàn phế kia cũng bị chém thành hai nửa, nguyên thần bị hủy diệt. Trốn, khi hét lên chữ này, thì những đại tu sĩ may mắn còn sống sót kia cảm thấy vô cùng nhục nhã. Khi đối mặt với một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch lại phải chạy trốn đầy chật vật, như vậy, đừng đi, gà của ta, dê của ta, vịt của ta, trâu của ta, các ông đừng trốn mà. Thạch hạo hét lớn ở phía sau đồng thời bắt đầu động thủ. Phía trước, những đại tu sĩ nổi giận vô cùng, nỗ huyết tăng vọt cả người, tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Phụt, thạch hạo chẳng chút lưu tình gì, lòng bàn tay phóng ra một luồng kiếm khi óng ánh chặt lìa một người phía trước, tiếp đó lại bồi thêm một chiêu kiếm xuyên thủng xương chán, đánh nát nguyên thần. Tiếp theo, lại là một tia xét phóng ra làm nổ tung một đại tu sĩ tứ chi không lành lặn đồng thời cũng rất suy yếu ấy khiến cả người hắn cháy khét nguyên thần khô héo rồi nhanh chóng tán loạn bỏ mạng nơi đây vèo thạch hạo xông lên tựa như là tên rời khỏi cung nhanh chóng lên trên mặt nước mỗi một lỗ chân lông đều phát sáng hàng ngàn hàng vạn tia thần mang chiếu rọi như mặt trời ban trưa tiếng phụt vang lên và đi kèm là ánh máu những luồng thần mang này vô cùng sắc bén xuyên thủng thân thể của mấy người còn lại nhất thời máu tươi văng tung tóe giữa trời trong giây lát, tất cả mọi người đều chết sạch, không có chút bất ngờ nào. Mười mấy đại tu sĩ nhảy xuống ao nước tránh nguy hiểm đều không có một ai sống sót cả, toàn bộ chết đi. Bao gồm cả ông lão áo bạc vô cùng mạnh mẽ, là chi thứ của đế tộc lúc này cũng đã bỏ mạng, thân thể rớt xuống và chìm vào trong ao nước rồi từ từ bị hòa tan sạch sẽ. Đồng thời, Thạch Hạo mở ra thiên mục nhìn về cảnh tượng bên trên ngọn núi đá phía đối diện, con rồng kia đang nhắm chặt cặp mắt, tinh khí bốn phương tám hướng đang không ngừng tuôn chảy về phía nó thạch hạo chấn động không thôi bởi vì hắn nhìn thấy được cảnh tượng ở nơi xa hơn một nửa khu rừng rậm thiên thú đã bị hủy diệt màu xanh biến mất dung nham đỏ lòm khắp nơi giờ khắc này xương máu màu đỏ sinh cơ màu xanh tràn trề từ trong vùng núi bị tàn phá ấy bay lên vào tiến vào trong thân thể của cổ thú trở thành tinh khí cho mỗi lần hô hấp thạch hạo nhanh chóng tiến lại vào trong ao nước bởi vì hắn cảm thấy nếu như chỉ hoãn thêm chút nữa thì bản thân hắn sẽ hóa thành một luồng tinh khí tiến vào trong cơ thể của con cổ thú ấy Ồ, oh. bỗng nhiên, ao nước cuộn trào, bên ngoài nổ vang tựa như thủy triều ập tới, Thạch Hạo kinh ngạc nên tiến lên mặt ao để quan sát. Đây là cổ thú phát sáng, cả người tràn ra tinh khí bao phủ về phía trước, trong nháy mắt khi Thạch Hạo chấn kinh thì dung nham khắp vùng núi thối lui, ngọn núi khổng lồ từ từ nhô từ dưới đất lên cao, tiếp đó, màu xanh chảy rộng, thảm thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Cảnh tượng như vậy vô cùng kinh người, sinh mệnh lại như lúc ban đầu, nó nhanh chóng sinh trưởng và lại hiển hiện ra như trước không hề giống như hủy diệt, không phải trời long đất lở, thế nhưng việc này càng khiến Thạch Hạo chấn động hơn, thân thể của hắn được một luồng sinh cơ bao phủ, đạt được lợi ích cực kỳ to lớn. Hơn nửa khu rừng rầm thiên thú bị hủy diệt nhanh chóng khôi phục, một lần nữa tràn ngập màu xanh biếc, sinh cơ vô hạn, hủy diệt, sự diễn dịch của sinh mệnh. Thạch Hạo mê man nói, hắn yên lặng quan sát tất cả, toàn thân phát sáng, đạo hạnh đang không ngừng tăng tiến. Chương 1519, bước đầu chiến đấu với Thiên Y hắn nhẹ nhàng tiến vào cảnh giới chảm ngã, đồng thời cũng sắp sửa củng cố hoàn toàn. Vốn Thạch Hạo muốn chờ xong việc ở nơi đây rồi mới tiến vào cảnh giới này, bởi vì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đột phá, đặc biệt là sau khi trải qua 18 đập cổ tăng, thì đã xem như đã tôi luyện thấu đáo rồi. Căn cơ đã xây dựng vững chắc, chỉ cần hắn đồng ý thì có thể đạt được chính quả càng cao hơn. Trước đây do dự cũng là muốn ổn thỏa nhất. Hắn sợ lỡ như đang lúc đột phá có điều giác ngộ mà bị người khác quấy phá, như vậy sẽ phá đi cơ duyên của bản thân. Lúc này, Thạch Hạo không buồn không vui, trong mắt xuất hiện cảnh tượng sinh diệt, có ánh mờ luân hồi, hết thảy đều có sinh tử đang lưu chuyển, trước mặt tựa như có một dòng sông sống và chết, làn nước lăn tăn dập dềnh. Trảm ngã, là chém bay gông xiềng của bản thân hay là chém đi chấp niệm? Thời khắc này, Thạch Hạo cảm thấy hoang mang, nhưng ngay lập tức liền hiểu và rơi vào cảnh ngộ đạo như vậy. Con chân long cổ đại kia lúc này không ngừng tản ra tinh khí, khiến cho vùng đất hủy diệt nơi đây xuất hiện lại ánh sáng, toàn bộ mầm xanh thức tỉnh, núi cao nhô lên từ dưới mặt đất toàn bộ đã tác động tới hắn rất nhiều sức sống mới trên phế tích đã bị hủy diệt từ dưới vực sâu mọc lên núi lớn cả vạn trượng loại biến hóa từ từ tới phồn thịnh chuyển đổi giữa sinh và diệt thai ngén ra thứ cơ bản nhất trong thiên địa thế nhưng đó cũng là một trong những áo nghĩa mạnh mẽ nhất thạch hạo ngộ đạo đây là những sợi gông xiềng thoát ra khỏi thân thể hắn là sự trói buộc của tinh thần hoặc cũng là chấp niệm trong lòng nhất thời khó có thể nói rõ được quá là phức tạp bên trong ao nước Hoàng Kim Sư Tử nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong mắt lóe lên ánh hung ác, nó rất muốn xuất thủ ngay tức khắc thế nhưng rất nhanh đã kìm nén lại. Bởi vì, nó có bóng ma trong lòng, từ khi gặp phải Thạch Hạo thì không hề có giây phút nào dễ chịu cả, mỗi một lần đều rất thê thảm, nó sợ lúc này Thạch Hạo đang thăm dò mình. Vì vậy, nó không hề manh động chút nào. Hắn không phải đang diễn trò mà là đang giác ngộ. Không được, ta phải ra tay, một trưởng kết thúc cơ duyên của hắn, khiến hắn đang ở trên thiên đường chợt rớt xuống địa ngục. Hoàng Kim Sư Tử thầm cắn răng, nó điên cuồng đưa ra quyết đoán này. Thế nhưng, thực lực của nó bị hao tổn rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì đã bị Thạch Hạo phế bỏ. Nó lo sợ rằng một đòn không chết thì người bị hại ngược lại sẽ là mình. Chờ đã, chờ hắn tiến vào thời khắc quan trọng nhất rồi hẳn dành tặng một đòn. Hoàng Kim im sư tử bất chấp, chuẩn bị giết chết Thạch Hạo. Lúc này, Thạch Hạo vẫn đang loanh quanh trong vẻ bồi hồi, tới lui trong sự thăng trầm, cảm nhận được một loại quỹ tích đại đạo thuộc cấp độ sâu, và đã bắt được vào trong lòng, Ầm, cơ thể hắn phát sáng tựa như Phật quang chiếu rọi, lại tựa như vòng thần gia chỉ thân thể, lấy thân làm hạt giống, ban đầu là muốn mở ra cánh cửa của bản thân chứ không phải là dựa dẫm vào càn khôn to lớn này. Có thể thấy được, Thạch Hạo với dáng vẻ trang nghiêm, từng vòng thần xuất hiện bên ngoài cơ thể của hắn tựa như là tiên tăng chuyển thế, lại như là tiên xuống phàm trần. Thời khắc này, hắn trở nên thần thánh và đầy siêu nhiên, không mừng không vui, không sợ không lo, trong mắt ẩn hiện thiên địa rộng lớn vô ngần bụng dạ có thể dung nạp cả núi sông vạn dặm. Trên cơ thể hắn là từng vòng xích thần trật tự quấn quanh, đây là một loại gông xiềng nào đó được hiển hiện ra khi đạt tới tầng thứ như bây giờ. Keng, Ke trong mắt của Thạch Hạo phát ra ánh sáng óng ánh thì thân thể của hắn cũng phát ra rất nhiều luồng ánh kiếm, tất cả đều từ bên trong da dịt xuyên thấu ra ngoài và chặt đứt những gông xiềng kia. Sao lại nhanh như thế chứ? Hoàng Kim sư tử giật nảy mình, cặp mắt híp lại chuẩn bị phát động công kích, bởi vì nguyên thần của Thạch Hạo chắc chắn cũng xuất hiện gông xiềng, và đang chờ hắn đi chặt đứt. Nó quyết định phát động một đòn chí mạng vào ngay lúc này. Tới rồi. Hoàng Kim sư tử cảm thấy nhịp tim tăng mạnh đầy rồn rập, nó lo sợ sẽ bỏ qua cơ hội giết ngược tuyệt nhất như bây giờ. Lúc này, trạng thái của Thạch Hạo vô cùng kỳ diệu, tựa như đã rời ra ngoài và quan sát bản thân, nhìn xuống vạn vật, vô tình và lạnh lùng, yên lặng quan sát tất cả những chuyện này. Nguyên thần nằm ở trong xương sọ thế nhưng hắn lại có thể quan sát và đánh giá được vạn vật, tất cả những thứ xung quanh đều in hẳn trong lòng. Thiên địa bất nhân xem vạn vật như chó như mèo, mà hắn lại tựa như là thiên địa này, đây là một trạng thái kỳ dị, vô tình, hờ hững, khiến chính bản thân hắn cũng khiếp sợ không thôi, nỗi lòng không chập trùng, tinh thần không sóng lớn, bình tĩnh và hờ hững tới quá mức, không hề có chút nhân tình gì cả, điềm tĩnh quan sát vạn vật. Nguyên thần của hắn rõ ràng vẫn đang ở trong thân thể thế nhưng lại cảm thấy lúc này, tựa như đã vượt tới tận trời cao, siêu nhiên ra ngoài, lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả việc hoàng kim sư tử muốn gây bất lợi thì hắn cũng chỉ hờ hững đứng nhìn không tức giận không sát ý chỉ là vô tình liếc xuống và không thèm để ý lúc này hắn cảm thấy hoàng kim sư tử cũng như chính cơ thể của mình đều bình đẳng ngang nhau không muốn can thiệp không hề có chút cảm tình nào việc này vô cùng quái dị ầm uhm, đột nhiên từ sâu tận đáy lòng của hắn phát ra tiếng gầm đầy giận dữ lúc này tựa như đã đánh nát một loại điên khùng nào đó đánh tan sợi gông xiềng vô tình đúng rồi thì ra là như thế thạch hạo hiểu ra cái gọi là nhìn xuống vạn vật, dáng vẻ siêu nhiên vượt lên bên trên, đó là sợi xiềng xích cần phải được gỡ bỏ. Trong nháy mắt đó, thì hắn thiếu chút nữa đã bị đại đạo thiên địa đồng hóa và trở thành một phần của nó, thân thể sẽ gần như mất đi tất cả. Việc này vô cùng đáng sợ, nếu như vừa nãy cứ để thứ này tiếp tục phát triển thì rất có thể Thạch Hạo sẽ hóa đạo, vứt bỏ đi toàn bộ bản thân và quy về trong thiên địa, cúi đầu dưới chân của đại đạo. Đây chính là làm trái với con đường lấy thân làm hạt giống như hắn, hoặc là Chính bởi vì hắn bước đi trên con đường đặc biệt nên mới xảy ra chuyện như vậy, ngay cả đại đạo thiên địa đều hạ xuống, có xích thần trật tự lượn vòng lao xuống muốn khóa chặt lấy cơ thể hắn. Mồ hôi hột ướt đẫm toàn thân, trong mắt Thạch Hạo, chỉ cần một bước tùy ý là có thể tiến vào lĩnh vực chảm ngã, thế nhưng không ngờ lại nguy hiểm như thế, thiếu chút nữa thì đã tiêu vong. Lúc này, hắn đã thoát khỏi cảnh khốn khó đầy vô tình và hững hờ kia, nhưng mà, ở trên nguyên thần của hắn thì vẫn còn rất nhiều xiềng xích trật tự tựa như đang thiêu đốt muốn dày vò nhuệ khí của hắn đồng thời còn đang có tâm tình tinh tiến dũng mãnh. Chỉ là, hắn đã tỉnh ngộ, đã thanh tỉnh lại, không còn hờ hững nhìn tất cả mọi chuyện nữa. Đồng thời, lúc này xiềng xích khóa chặt nguyên thần kia cũng chỉ là ở bên ngoài, chứ không phải sâu trong nội tâm, sau khi thiên ý xuyên thủng trước đây không lâu thì những sợi này đều có thể cắt đứt. Vì vậy, khi thấy Hoàng Kim sư tử giơ lên móng vuốt lớn và muốn gây bất lợi cho mình, Thạch Hạo mặt không hề cảm xúc tát mạnh tới. Dầm, a, à một tiếng giòn tan vang vọng, hoàng kim sư tử kêu la thảm thiết, xương cốt cả người gãy vỡ bay ngược ra sau đầy thê thảm, cả người dòng dòng máu tươi, thiếu chút nữa thì đã tan xương nát thịt. Ngươi không biết gì à, chỉ cần hơi gây bất lợi cho ta thôi thì ngươi đều sẽ phải chết. Thạch hạo lạnh lùng nói, dõi mắt nhìn về nó, nói, một trường này là vì cứu ngươi đó. Hoàng kim sư tử dãy dụa duy trì cho bản thân không hủy diệt, chống cự lại sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể. Sau khi nghe được lời nói ấy thì con ngươi màu vàng có rút, tràn ngập vẻ xấu hổ cùng tức giận. Nó cảm giác được, chính xác là như thế, Thạch Hạo sớm đã bố trí một loại cấm chế nào đó, vừa nãy nếu không phải Hoang Vung trưởng đánh tới thì nó chắc chắn sẽ bỏ mạng, bởi vì sắp sửa bị cắn trả. Đã là người hầu, là thú cưỡi của ta thì sau này sẽ cưỡi ngươi đi đánh trận, đó là con đường sống duy nhất của ngươi, nếu không, hình thần điều diệt." Thạch Hạo hờ hững nói. Sau đó hắn không thèm để ý tới nữa mà chuyên tâm ngộ đạo, lĩnh hội các loại phi phàm của cảnh giới chảm ngã sắc mặt của hoàng kim sư tử vô cùng khó coi, bờm sư tử dày đặc tựa như ngọn lửa đang bốc cháy, thế nhưng nó chỉ có thể nhẫn nhịn, nó không muốn chết đi đầy uất ức như vậy, nó muốn báo thù, cho nên lúc này không thích hợp để chống cự. Đồng thời trong lòng nó cũng khiếp sợ không thôi, hoang quá biến thái, trong hoàn cảnh này mà có thể tiến vào cảnh giới chảm ngã, rõ ràng đang giác ngộ thế nhưng lại có thể nhìn nó đầy lạnh lùng, không hề bị ảnh hưởng gì. Xoẹt! Vào đúng lúc này thì nó nhìn thấy được hình ảnh khiến nó run sợ, bên trong thiên linh cái của thạch hạo, lao ra một luồng ánh sáng trong suốt chém thẳng lên bầu trời, xuyên thủng đạo vận vô thượng kia. Chém thiên tâm, chiến thiên ý. Hoàng Kim sư tử chấn động run rẩy cả người, nó từng nghe qua loại truyền thuyết này thế nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Bởi vì, nó biết từ xưa tới nay chưa có một ai trải qua chuyện như vậy, không hề có dẫn chứng thực tế nào, không một ai đi tới bước này. Lấy thân làm hạt giống, mà lúc tiến vào cảnh giới chảm ngã thì đi chiến thiên ý. Hoàng Kim Sư Tử Tê dại ra đầu. Tổ tiên của nó, tới từ cửu thiên thập địa nên biết được những chuyện liên quan tới lấy thân làm chủng, mà các đường cao thủ suy diễn ra, thế nhưng toàn bộ sinh linh thời cổ đại đều thất bại, không một ai có thể bước tới một bước ấy. Ầm, um, nơi phía thạch hạo là sấm vang chớp giật, ánh sáng ngập trời, trên bầu trời có từng luồng ánh đao chém xuống, còn ngay chỗ thạch hạo thì kiếm khí ngút trời hướng ngược lên trên. Đao của trời muốn chém hắn, mà ý chí của bản thân hắn cũng muốn xuyên thủng thiên ý. Chảm ngã là một quá trình, ta hiểu rõ đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi phía sau sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa đây thạch hạo lẩm bẩm vào lúc này vô số đào ý cùng lôi điện đều biến mất tất cả đều đột ngột kết thúc trong ánh mắt đầy kinh ngạc của hoàng kim sư tử hoàng kim sư tử còn tưởng rằng chuyện này sẽ kéo rất dài sẽ phát sinh chuyện đáng sợ hơn nữa thế nhưng chỉ một giây như vậy thì sóng êm gió lặng trở lại hoàn toàn khác xa với dự đoán của nó chính như thạch hạo từng nói lấy thân làm chủng con đường này nhất định sẽ gặp nhiều đau khổ hiện giờ cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. đi kèm với việc đạo hạnh tăng tiến thì thứ cần phải chém lại càng nhiều hơn. mà hiện tại cũng chỉ là vừa mới lộ ra chút manh mối. ầm, um, vô số ánh sáng loang lổ tứ tán xung quanh, tiên khí ngập tràn trong cơ thể, bông hoa đại đạo nở rộ, cả người thạch hạo trở nên óng ánh, tựa như là một vị phật đà, cũng tựa như là một vị chiến tiên đứng chính giữa vầng sáng thần thánh, trói lóa cực điểm. hắn chính thức bước vào cảnh giới chảm ngã, đồng thời cũng đã trở nên kiên cố vững chắc bất cứ lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước nữa sự mạnh mẽ không ngừng lưu chuyển trong cơ thể thạch hạo có tự tin sẽ ứng phó được tất cả quả là chỗ tốt mà mặc cho đại quân dị vực vây kín thì ta vẫn cứ tọa quan trong ao luân hồi này đột phá ở nơi đây thạch hạo lẩm bẩm hắn nắm lấy hoàng kim sư tử rồi tiến xuống đáy ao hiện giờ hắn đã tiêu diệt toàn bộ đại tu sĩ từng vây bắt mình không một ai biết hắn ở nơi này nên vừa khéo để bế quan để càng mạnh mẽ hơn Lần này, Thạch Hạo chìm xuống đáy ao thì phát hiện ra điểm kỳ lạ, mơ hồ hắn nghe được âm thanh nào đó. Mở ra luân hồi, mở ra cánh cửa đại đạo. Đây không phải là ảo giác mà là có âm thanh lớn lao như vậy truyền tới, tựa như đang có người ngâm tụng một loại pháp chỉ trí cao nào đó. Chương 1520, vùng đất luân hồi. Âm thanh này truyền đến từ đâu vậy? Ban đầu là văng vẳng, sau đó đột ngột chát chúa đến nỗi thủng cả tai. Chẳng lẽ ao luân hồi còn có bí ẩn khác hay sao? Thạch Hạo đứng dưới đáy hồ, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, sau đó bắt đầu tìm tòi cẩn thận. Trong khi đó, hoàng kim sư tử lại vô cùng uể oải, mệt mỏi. Vốn dĩ khả năng của nó vẫn chưa đủ để tiến xuống đáy hồ, nhưng nhờ vào truyền thừa của dòng dõi cổ tăng, nên con sư tử này mới được che chở để có thể xuất hiện tại nơi đây. Thế nhưng mà, hiện tại nó bị thương rất nặng, mặc dù vô cùng hòa hợp với không gian hiện tại, nhưng trạng thái của nó cũng khốn đốn vô cùng. Thạch Hạo tạo ra một bức màn ánh sáng để bảo vệ tính mạng nó. Ở dưới đất, Thạch Hạo tin chắc nguồn gốc của âm thanh kia đến từ phía dưới của bãi xương nơi đáy hồ. Bởi vì, âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng, có thể phân biệt được, không còn mơ hồ như lúc ban đầu nữa. Điều này làm hắn chần chờ trong giây lát. Có rất nhiều xương khô nơi đáy hồ. Tất cả những bộ xương ấy đều đến từ những vị cao tăng đức cao vọng trọng bên trong dòng dõi cổ tăng, lưu lại sau khi viên tịch, chẳng lẽ hắn buộc phải động chạm đến di thể của những vị ấy sao? Bên trong đống này có bộ xương cốt màu vàng, khả năng là do tiên tăng lưu lại. Cuối cùng, Thạch Hạo vẫn quyết định ra tay. Hắn đã từng nếm trải 18 đập cổ Phật, chịu đựng những tăng cốt này, đánh lên thân thể nên hiện tại chẳng cảm thấy bất cứ áp lực nào trong lòng. Hoàng Kim sư tử bị ép phải tiến về trước hồng di rời đống tăng cốt này, mục đích là mở ra một con đường. Nơi đây cần phải tích lũy trong bao lâu? Thạch Hạo khiếp sợ phát hiện, dù đào sâu xuống tầm trăm trượng thì cũng đều là tăng cốt nên khiến hắn cảm thấy hoang mang. Cuối cùng, khi đạt đến độ sâu 108 trượng, hắn đã thấy đáy bên dưới là một quần thể hang đá trong đó có các động nhỏ thông với nhau lít nha lít nhít như một tổ ong cộc 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 bỗng nhiên âm thanh giống như tiếng bước chân vang lên từ trong lòng đất âm thanh đó xuất hiện rất đột ngột làm thần kinh của thạch hạo căng thẳng lên trong lòng đất này vẫn là khu vực có nước hồ chảy xuôi cớ sao lại có âm thanh cổ quái truyền tới hoàng kim sư tử giật mình hoảng hốt chẳng lẽ còn sinh linh nào khác tồn tại nơi lòng đất thế này sao loảng xoảng đó là tiếng vang của gông cùng đi kèm là âm thanh của xích sắt tựa như được truyền tới từ nơi sâu bên dưới nền đất đầy trống trải khiến người khác kinh sợ không thôi sao lại như vậy chứ âm thanh này phẳng phất nối liền với địa ngục sinh linh bị xích chặt đầy đáng sợ kia đang từng bước đi tới và chuẩn bị xuất hiện nơi này đi trước dẫn đường thạch hạo đẩy hoàng kim sư tử một cái để nó tiến vào sâu bên trong hang động dưới lòng đất này chuyện lạ như thế này lại xảy ra bên dưới lòng áo luân hồi đã nằm ngoài dự đoán của thạch hạo có rất nhiều hang động nối liền với nhau tại quần thể hang đá này. Đột nhiên, cả bộ lông vàng óng ánh của Hoàng Kim Sư Tử đều dựng đứng lên, bồng bềnh động đậy tựa như gặp phải một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Chẳng bao lâu sau, Thạch Hạo trông thấy hình ảnh tại một ngóc ngách bên dưới hang động. Trong lòng đất tối tăm, có một đội ngũ tỏa ra từ khí âm u, không có sinh cơ, thân mang gông xiềng đang mơ hồ di chuyển từ một nơi nào đó đi ngang qua nơi này. Là sắc ướp cổ, hay là âm binh đây? Thạch Hạo cảm giác chấn động trong lòng. Hoặc, cũng có thể nói, đó là táng sĩ, bọn họ đi tới một nơi không biết nào đó để tiến vào mai táng vực, tiếng vang của xiềng xích nghe vô cùng chói tai trong bóng tối. Xích sắt tỏa ra từng tia sáng lạnh lẽo, giống như người chết mượn đường giữa trốn u minh, lại trùng hợp dạo ngang nơi này. Chuyện này thật lạ lùng mà. Thạch Hạo đề phòng, quan sát chằm chằm, chỉ đáng tiếc là ngõ động đó không quá rộng nên đội ngũ nhanh chóng biến mất ở góc khuất cuối hang động. Đuổi theo, sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, Thạch Hạo nói xong liền đẩy Hoàng Kim Sư Tử một cái, bảo nó đi trước dẫn đường. Ngươi, điên rồi. Hoàng Kim Sư Tử rõ ràng không muốn làm thế. Dưới cái nhìn của nó, nơi này quá tà dị, một là đi thông táng giới, hai là dẫn đến địa ngục. Giờ hai người đuổi theo khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Thạch Hạo chỉ lạnh lùng nhìn nó, sau đó lập tức ép buộc nó tiến bước. Con sư tử này cuối cùng vẫn phải dùng rằng bước đi, vì nó không muốn chết, không muốn mất mạng một cách oát ức như thế. Nửa canh giờ sau, từ cảm giác hoảng sợ ban đầu thì hoàng kim sư tử đã chết lặng mất hết cảm giác bởi vì nó cảm thấy bản thân đã tiến vào trong địa ngục nhìn thấy được rất nhiều đội ngũ những sinh linh này đều mang xiềng xích trên thân không ngừng di chuyển bên trong hang cổ này để đi tới một nơi nào đó có phải đây là âm binh mượn đường hay không hoàng kim sư tử cảm giác sợ hãi vô cùng hạch hạo vẫn không nói gì bám sát theo sau thậm chí trên đường còn vòng qua một vài đội ngũ khác tiến về phía trước để chờ đợi và tiện bề quan sát cẩn thận hà ngay sau đó thì hắn ngạc nhiên và cảm thấy khó mà tin được, bởi vì hắn nhìn thấy được một con cổ thú vô cùng khổng lồ và quen mắt. Đây chính là một con thiên thú mà hắn từng gặp trong rừng rậm thiên thú mà. Tại sao nó lại chạy đến nơi này nhỉ? Là duẫn thác đại nhân sao? Ngay lúc này, Hoàng Kim sư tử cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhìn chằm chằm về một hướng, trông về một ông lão nọ. Nó cũng nhận ra một người bên trong những đội ngũ đó. Kẻ ấy chính là một trong các vị đại tu sĩ tham gia vào nhóm săn bắn Thạch Hạo lần này hiện tại hắn ta lại đứng trong một nhánh của bầy âm binh kia dáng vẻ âm u đầy tử khí bước đều về phía trước thạch hạo cũng cảm thấy kỳ lạ không kém lúc nhìn về phía trước thì hắn cũng nhận ra được người ấy người được gọi là duẫn thác kia từng truy sát hắn vậy tại sao lại ở chỗ này đáng lý ra con cổ thú kia gào to một tiếng đã khiến cho tất cả những sinh linh ở đây đều nổ tung hoàn toàn mất mạng hình thần đều vỡ nát còn về những tên đại tu sĩ trốn vào ao luân hồi kia những kẻ may mắn sống sót đều bị Thạch Hạo ra tay sát hại, hài cốt tan biến rồi mà. Thật là kỳ quái. Thạch Hạo ngỡ ngàng. Trên con đường sau đó thì bọn họ lại nhận ra thêm kẻ nữa, đồng thời thấy càng nhiều thiên thú hơn, tất cả hẳn là những sinh vật bên trong khu rừng rậm thượng cổ. Cuối cùng, tại khu vực sau cuối của hang động, Thạch Hạo nhìn thấy mấy cánh cửa đá khổng lồ, không hơn không kém có 6 cánh cửa. Trong khi đó, những đội ngũ kia lại tụ tập một chỗ tại đấy, không chịu đi tiếp, dường như là đang chờ đợi một điều gì đó một giây sau thạch hạo chợt nhớ đến một thanh âm cao vút từng vang lên vùng đất luân hồi mở ra đạo môn chẳng lẽ địa phương mà giọng nói kia nhắc đến chính là nơi này sao dù là hắn hay hoàng kim sư tử đều trưng ra một bộ mặt đầy kinh ngạc phải chăng hiện tượng trước mắt chính là luân hồi có phải những sinh linh đã chết kia sắp bị đưa đi đầu thai đột nhiên sắc mặt của thạch hạo trở nên cứng đờ hắn thấy một bóng dáng quen thuộc trước những cánh cửa đá đó chính là thiên thử một sinh linh từng đuổi giết hắn khi vừa bước chân vào rừng rậm thiên thú hắn nhớ rất rõ con thiên thú này từng bị một nhành cổ thụ khô héo thần bí đâm xuyên cuối cùng nó cầu xin và tụng niệm một đoạn thần chú nào đó để được đi luân hồi bên cạnh đó thạch hào còn thấy nó mơ hồ rơi vào trong ao luân hồi thì ra là nó đến đây những sinh linh này xuống đây bằng cách nào nên biết thạch hạo luôn quanh quẩn bên trên khu vực tăng cốt kia thế nhưng những sinh linh này tựa như có thể né tránh được hắn và hoàng kim sư tử cứ thế xuất hiện trực tiếp ngay trong hang động này. Chẳng lẽ nói, sau tiếng gầm của con cổ thú ấy, thì rừng rậm thiên thú đã bị phá hủy hơn một nửa, hàng loạt thiên thú cũng như một phần đại tu sĩ của dị vực nằm ở trong khu vực này, đều bị cưỡng ép đưa tới đây để luân hồi. Chuyện này khó mà tin được, Thạch Hạo nghĩ tới những câu khấn vái của thiên thử, nếu như bị đưa vào trong ao luân hồi thì sẽ phải thần phục, khả năng sẽ mất đi chính mình. Bởi vì, thiên thử cũng đã nói qua, tất cả những sinh linh bên trong rừng rậm thiên thú, đều bị lạc lối có lẽ liên quan đến sự kiện đang diễn ra trước mắt, tất cả đang bị đắm chìm trong trạng thái mất đi trí giác. Có phải đây là việc luân hồi được dòng dõi cổ tăng xây dựng nên? Thạch Hạo vừa hoài nghi vừa cảm thấy ớn lạnh trong lòng, đồng thời vô cùng khâm phục. Nhiều sinh linh bị mất mạng, thậm chí tan xác, nay lại xuất hiện ở đây, có vẻ là đang chờ đợi luân hồi, chứng tỏ thủ đoạn của dòng dõi ấy vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ cả mảnh rừng rậm thiên thú lại chính là một khu vực thí nghiệm ư? Thạch Hạo nghi ngờ một cách nghiêm túc, những sinh linh bị chết dưới tiếng gầm của con cổ thú trước đây không lâu đều bị nhốt tới đây khả năng sẽ được chuyển thế lần nữa dĩ nhiên hắn cảm thấy thứ được gọi là chuyển thế này chắc chắn không phải là việc sống lại thật sự mà là thân thể sẽ xuất hiện lại lần nữa nhưng ý thức thì mơ hồ tựa như trở thành một tên lính quành nghe theo mệnh lệnh mở ra đạo môn âm thanh kia lại vang lên lồng lộng ầm um, sáu cánh cửa đá khổng lồ đều bị mở ra bên trong là khí hỗn độn cuồn cuộn vừa thần bí vừa đáng sợ những tên âm binh và sát chết này phân chia thành 6 nhóm, gương mặt vô cảm, phân tách ra rồi bước vào trong 6 cánh cửa đá ấy. Cùng lúc đó, 6 cánh cửa đá này chiếu ra một quần sáng lộng lẫy đi kèm, với sương mù làm toát lên một cảm giác tăng thương, cũ kỹ, có tiếng tụng kinh vang lên như để đưa tiễn người đầu thai, bước vào luân hồi. Thật là quái gở. Thạch hạo tự nói, đây là thủ đoạn của dòng dõi cổ tăng sao, ồ. Bỗng nhiên, hắn bị thu hút bởi những nét hoa văn bên trên 6 cánh cửa đá ấy. Đó là kinh văn, còn có cả những bức tranh đá đầy phức tạp và thần bí, nó ghi lại một số thần thông vô thượng. Có phải là truyền thừa của dòng dõi cổ tăng không? Thạch Hạo giật mình hoảng hốt, tuyệt đối không phải chỉ là một loại kinh văn đơn giản như thế, mà số lượng lại không ít, được khắc đầy bên trên cửa đá, khí tức đại đạo được phát ra mạnh mẽ tới dọa người. Hoàng Kim sư tử cũng bị hù dọa tương tự, sau đó nhìn chằm chằm vào một bộ kinh văn nào đó, tiếp đến liền đắm chìm vào nó đến nỗi khó có thể tự kiềm chế bản thân. Tuy vậy, những Dòng kinh văn này không hoàn chỉnh, hầu hết đều là bán thành phẩm, có đoạn hoàn chỉnh nhất cũng chỉ hơn phân nửa mà thôi. Thạch hạo cũng không chịu thua kém, nhìn chăm chăm vào một bức tranh điêu khắc để cố gắng ghi nhớ lại nội dung. Đó là một tập hợp gồm 8 bức vẽ chạm khắc, kết thành một pháp ấn thần bí in hẳn lên nơi đó, toát ra một luồng đạo vận cực kỳ sâu xa. Thế nhưng mà, nơi đó chỉ có 8 bức tranh chạm khắc, ngoài ra chẳng có thêm bất cứ miêu tả gì. Hình ảnh này hoàn chỉnh, nhưng lại thiếu mất phương pháp thi triển tương ứng, cũng chính là phần kinh văn quan trọng nhất. Thạch Hạo cảm giác rất quái dị, tám bức tranh khắc đá này có vẻ như bao gồm cả hàm nghĩa của 18 đập cổ Phật vào bên trong, vĩ đại vô cùng, hàm ý sâu xa. Lòng hắn chấn động mạnh mẽ. Hắn vốn dĩ đã được thể nghiệm sức mạnh của 18 đập cổ Phật, nên biết rõ vật kia có giá trị cực cao. Hắn cũng biết rõ, chiêu pháp được gọi là đánh ra 18 lần, đó cũng chính là một loại thủ đoạn công kích cực kỳ khủng khiếp, dùng để phóng to điểm yếu của đối phương tới vô hạn. Đây là pháp môn đáng sợ tới rừng nào, hiện tại bản gốc của nó đang ở đây. Nếu như hắn có thể hiểu rõ, thì nó sẽ trở thành một bí thuật tấn công vô cùng kinh người. Soạt, đột nhiên, sáu cánh cửa đá cùng nhau phát sáng. Hơn thế nữa, những bức hình chạm khắc và những dòng chữ kinh văn in nổi cũng đều phát sáng tương tự, chúng chiếu lên người của Thạch Hạo và Hoàng Kim sư tử. Sau đó, bọn họ bị ném vào một trong những cánh cửa đá kia, bị hút mạnh vào phía sâu trong đó. Chẳng lẽ đây chính là bị đánh văng vào luân hồi sao? Có ai muốn đưa bọn họ lên đường đi đầu thai à? Cả hai đều kinh hoàng nhưng khó có thể thoát khỏi lực trói buộc này, đành trơ mắt nhìn bản thân bị kéo về phía xa xăm.